Chương 3465, con át chủ bài của chúng ta mà. Ha ha, nói cũng phải. Diệp Phàm cậu là ai, là con át chủ bài của chúng tôi mà. Quách Bình Minh cười, thở dài nói. Cậu ta có chút tự cao tự đại, có tiền là có thể sai khiến được cả quỷ, nhưng xã hội hiện đại, cao thủ chân chính rất khó có thể dùng tiền để mời được. Đến lúc đó, người hối hận là bọn họ. Chuyện bộ trưởng chiếm hùng, nhà họ Phương làm thế nào rồi? Diệp Phàm hỏi. Nhà họ Phương đã có ý rồi, có lẽ là không lâu nữa sẽ có tin tức. Nhưng Phương Đông Phong này tuy rằng rất phóng khoáng, nhưng vừa rồi cậu ta cũng đã nói, chuyện cậu cứu cậu ta, nhà họ Phương sẽ trả ơn, có lẽ là muốn nói đến chuyện của bộ trưởng chiếm hùng. Quách Bình Minh nói. Hy vọng là như vậy, tôi không hy vọng thấy có người làm tiểu nhân. Diệp Phàm hừ lạnh nói. Tuyệt đối sẽ không, nhà họ Phương là danh gia vọng tộc, muốn giữ được vị trí ở thủ đô, đối với chuyện như thế này, tuyệt đối không dám nói mà không giữ lời. Quách Bình Minh nói. Trở về nhà sau khi ăn cơm xong, lại phát hiện ra mấy người nhà họ Phí đang ở trong đại sảnh, có cả lão gia Phí Trường Thiên đều đã tới. Diệp Phàm, em vốn nói là muốn gọi điện thoại cho anh. Nhưng sư bá Thanh Sơn nói là không muốn làm phiền anh. Nói anh nhất định có chuyện quan trọng phải nói. Nên ở đây chờ anh về. Vừa nhìn thấy Diệp Phàm, Kiều Viên Viên vội nói. Phí lão gia đã chờ bao lâu rồi, sao em không gọi điện cho anh, hai? Diệp Phàm hơi ngại. Rất lâu rồi. Kiều Viên Viên ngượng ngùng. Không sao, Diệp Phàm, con nói chuyện của Phương Thành trước đi. Phí Thanh Sơn nóng vội, còn vẻ mặt mấy người nhà họ Phí cũng không khác gì, gồm có Phí Nhất Độ, Phí Điệp Vũ và Phí Bát Độ. Thế là Diệp Phàm kể lại một lượt chuyện núi Ngưu Vĩ, đối với người nhà họ Phí, Diệp Phàm không có gì phải giấu giếm. Không ngờ được là Phương Thành mấy năm nay lại ở núi Vĩ Sơn ở Thái Lan. Năm đó đều là do tôi cố chấp, là do tôi, thật sự xin lỗi mọi người. Lão gia Phí Trường Thiên rơi nước mắt. Ba, chuyện đã qua mấy chục năm rồi, lúc đó là do hoàn cảnh đặc biệt, ba cũng không nên suy nghĩ nhiều quá, bây giờ không phải tất cả đều tốt rồi sao? Cả nhà họ Tô không phải cũng không có ý kiến gì sao? Phí Thanh Sơn vội khuyên nhủ, chỉ sợ cha mình bị tổn hại sức khỏe. Dù sao, Phí lão gia cũng đã trăm tuổi rồi, đau lòng quá sợ không chịu nổi. Việc này mọi người đã thương lượng với sư mẫu chưa? Diệp Phàm hỏi. Việc này chưa nói cho bà ấy, chỉ sợ bà ấy biết lại vội vàng chạy đi thì phiền phức. Phí Thanh Sơn nói. Vâng, nếu sư phụ biết rồi thì chắc chắn sẽ lén lút chạy đến Tử Hải rồi. Công phu của bà ấy không cao, nếu có chuyện gì thì nguy. Việc này không cần nói trước với bà ấy, chờ chúng ta tìm được Phương Thành sư phụ rồi tính sau. Kiều Viên Viên nói. Ừ, không nên nói cho bà ấy biết. Phí lão gia gật đầu. La Thất Bảo này thật là nơi bí hiểm, dường như võ giả ở Trung Quốc chúng ta đều chưa nghe nói đến. Phí Nhất Độ nói. Ừ, từ trước tới giờ ta chưa nghe nói đến La Thất Bảo này. Sau khi Nhất Độ trở về nói với ta là lúc đó thật sự rất đáng sợ. Hôm nay mới đặc biệt tới đây bàn bạc với con một chút xem nên làm thế nào. Phí Thanh Sơn nói. Trước khi đi La Thất Bảo nhất định phải giải quyết xong vấn đề núi Ngưu Vĩ có thủ oán với người nhà họ Trác ở Thái Lan. Sau đó chúng ta mới có thể mang theo nhiều cao thủ. Nhưng núi Đại Tuyết ở Nhật Bản không đi cũng không thể không đi. Vì chúng ta cần tài liệu dùng để chế chân giả. Diệp Phàm nói. Sư bá. Người ở bên đó có thể mời được những cao thủ như thế nào để cùng đi? Hai, sư bá trước kia kết giao cũng nhiều, nhưng bây giờ so với người của bên cậu thì không thể bằng được. Đi La Thất Bảo ít nhất cũng phải cần đến cao thủ 12 đẳng. Nếu không, đem người có thân thủ quá thấp đi thì khác nào đem sinh mạng của họ ra làm trò đùa. Hơn nữa, còn có thể giúp chúng ta thối lui. Cao thủ bán tiên thiên là tốt nhất, nhưng chúng ta cũng không quen biết cao thủ bán tiên thiên nào. Phái Lao Sơn thì còn có thể, nhưng nghe nói, Quyền Thiên Đạo Trưởng đã muốn đi khỏi Lao Sơn rồi. Mà đến bây giờ vẫn không liên lạc được với Phí Đống Trực. Bên ta thật sự là không tìm được vài người trợ giúp. Diệp Phàm, việc này phải toàn bộ phải nhờ vào con rồi. Phí Thanh Sơn nói, Hoa Hạ Lục Tôn có lẽ đều là cường giả bán tiên thiên. Diệp Phàm nói, có lẽ là vậy, nhưng, Hoa Hạ Lục Tôn tôi cũng chưa từng gặp mấy lần. Phí Thanh Sơn nói, nghĩ cách tìm là được, thật ra trong phái Hoa Sơn có hai người, nhưng họ có chịu đi không lại là một vấn đề, đến lúc đó rồi tính tiếp. Diệp Phàm nói, sau đó,
Diệp Phàm vào trong nhà, vừa nhìn thấy con rắn nhỏ kỳ quái kia liền há miệng, nhảy qua. Diệp Phàm dùng mắt ưng cẩn thận nhìn càng cảm thấy con rắn này giống con rơi của mình mà đã bị bức tượng biến đổi. Không lẽ con rắn này có liên quan đến bức tượng nước đó? Diệp Phàm nói, nếu thật sự như cậu nói thì rất có thể là liên quan. Đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng đây chỉ là sự trùng hợp. Hồng Tà nói, việc này đúng là đau đầu. Diệp Phàm thở dài, trên đời này có rất nhiều chuyện bí ẩn, không cần suy nghĩ quá nhiều. Nếu không sẽ đau đầu mà chết mất. Hồng Tà nói, Diệp Phàm, nghe nói bây giờ cậu có thể phát ra hai loại trưởng lực nóng và lạnh đúng không? Lệ Vô Nhai hỏi, đúng vậy, từ sau khi nhìn thấy bức tượng, tôi có thể đồng thời phát ra hai loại trưởng lực, một nóng một lạnh. Trưởng lực nóng cũng có thể đạt tới mấy trăm độ, lạnh thì có lẽ tới âm 10 độ. Tôi cũng buồn bực, rốt cuộc là có chuyện gì không biết. Diệp Phàm nói, chúng ta đi thử xem. Hồng Tà liền nổi hứng lên. Ba người tới khu rừng phía sau núi. Diệp Phàm tung ra một trưởng lực tới một cây nhỏ phía trước. Dầm một tiếng, cây trong phạm vi mấy chục thước đều đổ rạp, giống như bị sét đánh trúng, tất cả đều cháy thành than. Lợi hại thật, nếu như đánh trúng người thì không cần phải hỏa táng rồi. Hồng Tà vẻ mặt hưng phấn. Diệp Phàm lại đánh thêm một trưởng nữa, một trưởng này đánh vào thân cây khác. Cây này liền bị chặt đứt, nhưng khi Hồng Tà chạy đến xem, cười nói với trở lại. Cây này bị đóng thành băng rồi. Có lẽ là bởi vì trong lúc cậu đánh nhau với bức tượng vô ý tạo thành, nhiệt lượng đã giúp cậu luyện thành nhiệt hỏa trưởng, mà bức tượng lại phát ra hàn ý, vô ý lại giúp cậu luyện thành băng chi trưởng. Sau này có hai loại đặc tính này tương trợ, lực tấn công của cậu sẽ tăng lên không ít. Lệ Vô Nhai cười nói. Ha ha, tôi cảm thấy việc này cũng không có lợi gì. Nếu như gặp cao thủ, người ta đã sớm phòng bị rồi, tấn công như vậy cũng không có tác dụng gì. Diệp Phàm cười nói. Không thể nói như vậy được, hai trường lực nóng lạnh thay nhau tấn công thì cao thủ nào cũng khó mà ứng phó được. Hơn nữa, trong trường lực còn có cả nóng và lạnh, chắc chắn là có thể làm tiêu hao nhiều nội khí của đối thủ. Trường lực bình thường không có uy lực lớn như của cậu, vì việc trung hòa nóng lạnh thôi cũng đã làm tiêu hao một phần trường lực của bọn họ. Lệ Vô Nhai nói ý kiến của mình. Quá kiêu ngạo, mẹ kiếp, thật là không chịu nổi. Phương Đông Phong sau khi bị chọc tức, sau khi vào đến phòng liền đá giày vào một góc phòng. Hơi quá đáng rồi, có thể không nể mặt nhưng cũng không thể nói chuyện như vậy được đúng không? Vẻ mặt Lưu Tại Tiền cũng có chút âm trầm. Một tên phó chủ tịch tỉnh thì có gì mà vênh váo, việc này tôi thấy nên nói với cha một tiếng, cho hắn mất chức, thấy sao? Phương Đông Phong nói, việc này e rằng không được hay lắm, dù sao hắn cũng đã từng cứu cậu mà. Lưu Tại Tiền sửng sốt nói, tôi đã nói rồi, hai chuyện không liên quan đến nhau. Hắn cứu tôi, nhưng hắn yêu cầu ưu đãi đối với Thiết Chiêm Hùng. Chuyện của Thiết Chiêm Hùng, nhà họ Phương chúng ta đã làm rồi. Nhưng lấy mũ quan của hắn lại là việc khác. Phương Đông Phong hừ lạnh nói. Việc này vẫn nên cẩn thận một chút. Hơn nữa, có lẽ cha cậu cũng sẽ không đồng ý làm như vậy. Như vậy cũng hơi giống lấy oán báo ơn. Lưu Tại Tiền nói. Tôi nói rồi, hai chuyện khác nhau. Không thể làm hắn mất chức luôn nhưng ví dụ như cách chức, kỷ luật thì có thể làm được. Phương Đông Phong nói. Chuyện này dù sao cũng phải bàn bạc với cha cậu cho thỏa đáng. Nếu không, chỉ sợ đến lúc ông ấy biết sẽ trách tội cậu. Hơn nữa, Diệp Phàm này cũng không đơn giản. 30 tuổi đã là phó tỉnh trưởng, nghe nói hắn còn là con rể của Kiều Gia Đại Viện. Cậu muốn cách chức hắn, việc này, có lẽ là không dễ. Lưu Tại Tiền khuyên nhủ. Đương nhiên. Có thể xử lý hắn một chút, hắn đã có ý coi thường nhà họ Phương. Con rể của Kiều Gia Đại Viện, thảo nào hắn lại kiêu ngạo như thế. Nếu cha tôi biết cũng sẽ nể mặt Kiều Gia Đại Viện mà không làm gì hắn. Vậy thì việc này không cần nói với cha tôi nữa. Tôi sẽ tự mình âm thầm chiếu cố hắn một chút. Yên tâm đi, tôi biết chừng mực. Phương Đông Phong nói. Việc này cậu vẫn nên suy nghĩ kỹ, nếu gặp phải chuyện gì thì phiền phức. Lưu Tại Tiền nói. Đông Phong tôi từ trước tới giờ không biết sợ phiền phức, khí phách năm xưa của chú Lưu đi đâu rồi, lại bị một tên phó tỉnh trưởng làm cho sợ hãi sao? Phương Đông Phong có chút bất mãn, nhìn Lưu Tại Tiễn một cái, đột nhiên cười nói. Đúng rồi chú Lưu, không phải chú ở bộ quản lý sao? Đến lúc đó, bộ quản lý luôn có thể đi xuống dưới kiểm tra công việc đúng không? Đến lúc đó,
chú phái người đến kiểm tra tập đoàn Hoành Không một lượt, tuyệt đối là sẽ có khuyết điểm đúng không? Việc này tôi đi thì không phù hợp, người ta sẽ nghĩ đến cấp trên của tôi. Đến lúc đó, không phải người ta sẽ nghi ngờ cha cậu. Nếu thật sự muốn hại hắn thì không thể để tôi đi làm. Lưu Tại Tiền nói. Cũng đúng, vậy việc này chúng ta nên bàn bạc một chút. Phương Đông Phong cũng không phải là người lỗ mãng. Ở thủ đô nghỉ ngơi một ngày, Diệp Phàm đưa Thiết Chiêm Hùng đi uống chút rượu. Hơn nữa, tiến hành kiểm tra toàn bộ cơ thể của Thiết Chiêm Hùng. Kết quả Diệp Phàm phát hiện ra, công dụng của yêu tham quả đúng là không tệ. Cơ thể Thiết Chiêm Hùng giờ đã như người bình thường, chỉ là kinh mạch bị tổn thương nên nhất thời không thể khôi phục được công lực. Không sao, sống như người bình thường cũng rất thoải mái. Thiết Chiêm Hùng độ lượng cười nói. Tạm thời như vậy, sau này chúng ta lại nghĩ cách. Anh Thiết là người tài trí kiệt xuất, nhất định là có cơ hội để trở lại như ngày xưa. Diệp Phàm cười nói. Chương 3466, một phó thường trực mới đến. Mong là vậy. Thiết Chiêm Hùng cười nói. Tôi đã quay lại đi làm rồi. Không nghỉ ngơi nữa sao? Diệp Phàm hỏi. Không, dù sao cơ thể cũng hồi phục rồi. Tuy rằng mất võ công, nhưng cơ thể tôi với người bình thường vẫn khỏe hơn nhiều. Thiết Chiêm Hùng cười nói, sắc mặt chợt trầm xuống. Nhưng vẫn chưa có tin tức gì về người tấn công ngày hôm đó. Hôm qua tôi cũng đã hỏi xếp cung, ông ấy cũng rất lo lắng. Nói là những cao thủ này có lẽ là thân thủ rất cao cường, tổ đã giăng lưới rồi nhưng mà vẫn chưa thu được chút tin tức có ích nào. Hơn nữa, tổ cũng đã phái người đến núi Côn Lôn. Kết quả là cũng tay không trở về. Những tên đó không để lộ một chút dấu vết nào, ngược lại chỉ trách tổ chúng ta đã đi dọa dẫm hai cao thủ của bọn họ. Do bọn họ nói đi, là bọn họ tự tìm chuốc lấy thôi. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, mặt cũng trầm xuống. Chuyện này không làm rõ thì rất nguy hiểm với chúng ta. Hơn nữa, một trong hai người đó còn bị cậu chặt đứt ba ngón tay, việc này, hắn chắc chắn sẽ ghi nhớ trong lòng. Thiết Chiêm Hùng nói. Em nghi ngờ, bọn họ có phải đang chuẩn bị thực hiện âm mưu thứ hai? Diệp Phàm nói. Âm mưu thứ hai? Thiết Chiêm Hùng lẩm bẩm như đang suy nghĩ. Vậy thì việc này phải đề phòng thật cẩn thận, chỉ sợ bọn họ nhằm vào Hồng Diệp Bảo của cậu. Có Hồng Tà và Lệ Vô Nhai ở đó nên chuyện đó em cũng không lo lắm. Dù sao, nếu tấn công cũng còn có quốc gia, bọn chúng sẽ phải dè chừng. Giống như lần trước cũng chỉ là đánh lén, bọn chúng chắc chắn cũng không ngờ thực lực của chúng ta mạnh như thế. Ít nhất cũng phải rụt rè một chút. Hơn nữa, Hồng Diệp Bảo ở trung tâm của Tam Hoàn, là khu vực sầm uất. Diệp Phàm nói. Ừ, lực lượng của quốc gia thì môn phái hoặc cao thủ nào cũng đều phải kiêng nể. Bọn chúng sẽ dè chừng điểm này. Hơn nữa, có lẽ bọn chúng cũng không muốn nhằm vào Hồng Diệp Bảo thật. Cho nên, mới tấn công ở ngoài. Tôi nghĩ, cậu là mục tiêu lớn nhất của bọn chúng. Cho nên, cậu phải chú ý một chút khi ở một mình. Thiết Chiêm Hùng nói. Sáng sớm hôm sau, Diệp Phàm bay thẳng đến tỉnh Thiên Vân. Vừa xuống máy bay liền gọi tỉnh trưởng Khúc Chí Quốc đến văn phòng tỉnh. Cậu có thể hoàn thành nhiệm vụ trở về là tốt rồi. Diệp Phàm vừa đặt mông ngồi xuống chủ tịch tỉnh Khúc liền nói. Vâng, nhiệm vụ bí mật lần này có thể hoàn thành được coi như là có chút may mắn. Diệp Phàm gật đầu nói. Lần này cậu trở về phải lập tức sắp xếp một chút, cấp trên rót xuống 16 triệu để giúp đỡ tài chính cho tập đoàn Hoành Không xây dựng công trình trọng điểm của quốc gia. Tiền này phải sử dụng như thế nào, dùng vào đâu, phân phối thế nào, cậu phải suy nghĩ rõ ràng. Vẻ mặt của chủ tịch tỉnh Khúc nghiêm túc. Chủ tịch tỉnh Khúc cho rằng như thế nào? Diệp Phàm hỏi. Ha ha, việc này là chuyện của tập đoàn Hoành Không mà. Cậu hỏi tôi thì tôi làm sao hiểu được. Hơn nữa, tỉnh luôn cho các cậu quyền tự quyết định lớn nhất đúng không? Chúng tôi nên để cho xí nghiệp các cậu tự làm. Chủ tịch tỉnh Khúc danh ma cười. Tôi còn tưởng chủ tịch tỉnh Khúc phải nhắc nhở điểm nào cần chú trọng chứ. Diệp Phàm cười nói. Ha ha, không có điểm trọng yếu. Cậu cảm thấy cái gì quan trọng thì là quan trọng, cậu là chủ nhiệm ban quản lý, chuyện phân bố tài chính là quyền của cậu mà. Chủ tịch tỉnh Khúc cười nói. Nhưng cấp trên của khu kinh tế là tỉnh mà. Diệp Phàm cười nói, cảm thấy Khúc Chí Quốc hôm nay đặc biệt thân mật hơn mọi hôm. Đúng là cấp trên, nhưng, đối với khu kinh tế Hoành Không thì tỉnh giao cho các cậu quyền quyết định lớn nhất. Nếu không, các cậu lại nói chúng tôi chỉ đạo vớ vẩn. Khúc Chí Quốc cười ha ha. Sao có thể nói như vậy,
việc mở rộng công việc của chúng tôi không thể tách khỏi tỉnh được. Diệp Phàm cười nói. Đúng rồi, còn có một việc chưa nói với cậu, bởi vì cậu đi làm nhiệm vì bí mật nên không dùng điện thoại rồi. Cho nên, ý của Bí Thư Ninh là chờ cậu trở về báo tin cho cậu một tiếng là được. Chủ tịch tỉnh Khúc cười nói. Vậy chắc chắn không phải là chuyện nhỏ rồi. Diệp Phàm hỏi. Đồng chí Bố Hoa Thanh đã điều đi rồi. Khúc Chí Quốc nói. Tỉnh trưởng Bố điều đi, đi đâu? Diệp Phàm sửng sốt, hỏi. Nhậm chức phó chủ nhiệm văn phòng khai thác Tây Bộ của Quốc vụ viện. Ông ta đến đó là chuyện tốt đối với tỉnh Thiên Vân chúng ta. Dù sao, tỉnh Thiên Vân chúng ta cũng là một trong những tỉnh mở rộng của Tây Bộ. Tỉnh trưởng Khúc nói. Điều đó đương nhiên, từ khi đi sâu vào thực hiện chính sách thực hiện phát triển mở rộng của Tây Bộ, giao thông của tỉnh chúng ta đang tiếp tục được đẩy mạnh. Trong dự thảo thực hiện kế hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ, đường thủy của Tây Bộ của Bộ Giao thông Vận tải công bố, tỉnh chúng ta đã tăng thêm được 12 đường cao tốc, thêm hơn 5.300 km công trình xây dựng đường cao tốc quốc gia. Đã đưa ra chiến lược xây dựng đường quốc lộ trọng điểm 10 năm tới của khu vực Tây Bộ, đường quốc lộ trọng điểm bao gồm khung đường quốc lộ 8 dọc, 8 ngang. Khu vực kinh tế trọng điểm làm tuyến đường quốc lộ nối với các vùng nghèo, vùng sâu vùng xa đặc biệt khó khăn, đường giao thông vận tải quốc tế, 4 cấp độ đường cao tốc quốc gia. Tỉnh Thiên Vân chúng ta nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ trong 4 cấp độ này. Đã có thêm hơn 8.600 km, trong đó có hơn 5.300 km là đường mới. Trong khung đường quốc lộ 8 dọc 8 ngang có 6 con đường dọc, 2 đường ngang đi xuyên qua tỉnh chúng ta, tổng lộ trình khoảng 5.133 km. Điều này đối với tỉnh Thiên Vân chúng ta mà nói thì là cơ hội quan trọng. Mà sau khi chủ tịch tỉnh Bố được điều đi thì tỉnh chúng ta chính là nơi mà ông ấy đã từng công tác. Luôn luôn có cảm tình đúng không? Diệp Phàm cười nói, thật ra, trong lòng lại nghĩ khác. Chỉ sợ đến lúc đó Bố Thanh Hoa lại làm việc gì gây phiền phức đến đại quy hoạch Hoành Không. Có lẽ là tỉnh trưởng Khúc cũng có lo lắng này. Dù sao, khi ở tỉnh, chủ tịch tỉnh Khúc và chủ tịch tỉnh Bố vừa là đồng nghiệp nhưng cũng là đối thủ. Mà chính mình trước kia cũng có khá nhiều thủ đoạn đối với Bố Thanh Hoa. Hơn nữa, có vẻ như chủ tịch tỉnh Bố cũng chưa từng thắng. Hiển nhiên, bây giờ có quyền ở trong tay có dở thủ đoạn với đại quy hoạch Hoành Không hay không thì không nói trước được. Ha ha, cậu có ý kiến gì phải không? Khúc Chí Quốc cười nói. Đương nhiên là có, ngài xem, trong đại quy hoạch Hoành Không của chúng ta không có tiền quỹ xây dựng đường nhất định. Hơn nữa, quy mô cũng không nhỏ, mà hiện giờ từ tỉnh thành đến trụ sở của tập đoàn Hoành Không chỉ có 2 con đường, một chuyến đi phải vài giờ mới có thể đến được. Chưa nói đến sự lãng phí thời gian mà người ta cũng sẽ không thích. Tỉnh chúng ta cũng không có nhiều đất, cho nên, nếu như có thể xây dựng được đường cao tốc thì sẽ đẩy mạnh sự phát triển của khu kinh tế Hoành Không. Nếu như có thể làm được cao tốc đi qua khu kinh tế Hoành Không thì sẽ mang lại hiệu quả và lợi ích kinh tế không thể ngờ được. Đồng thời, trong đại quy hoạch Hoành Không thì du lịch chiếm tỷ lệ lớn nhất. Mọi người đến đây du lịch, điều kiện đường xá như vậy sẽ khiến cho người ta lo ngại. Như có một số người bị say xe, vừa thấy đường của chúng ta đã sợ rồi. Nếu như có đường cao tốc thì tình hình sẽ khác. Diệp Phàm nói. Ha ha, tôi biết, cậu vừa nghe tin này sẽ nghĩ đến rất nhiều chuyện. Không riêng chuyện đường, còn có sự hỗ trợ các hạng mục trọng điểm khác. Chủ tịch tỉnh Khúc cười nói. Đúng vậy, nếu như tài chính có thể cấp cho riêng mảng giao thông thì hạng mục trọng điểm của chúng ta có thể tiết kiệm được. Trong đại quy hoạch Hoành Không chỉ đưa vào kế hoạch xây dựng đường quốc lộ đã là trên dưới 10 triệu rồi. Nếu như có thể rót xuống số tiền đó xuống tỉnh, vậy là lại có thể khai thác lĩnh vực và thị trường mới, đúng không? Diệp Phàm cười nói. Ý tưởng này không tồi. Nhưng quy hoạch của các cậu đã xong rồi, người ta có chịu rót tiền hay không cũng khó nói. Việc này, chờ cậu đi làm việc với Bố Thanh Hoa, về đại quy hoạch Hoành Không của các cậu thì ông ấy là hiểu rõ nhất. Chủ tịch tỉnh Khúc cười nói. Một thời gian nữa tôi sẽ sắp xếp thời gian đi, nhưng, không biết người tiếp nhận chức vụ của ông ấy là vị nào? Diệp Phàm hỏi. Khương Quân Sơn. Chủ tịch tỉnh Khúc cười nói. Khương Quân Sơn. Sau khi Diệp Phàm nhắc lại vẫn nghi ngờ. Có lẽ cậu vẫn chưa từng nghe nói đến người này. Chủ tịch tỉnh Khúc nói. Đúng vậy, chưa từng nghe nói, không biết chủ tịch tỉnh Khương vốn là từ đâu lên. Diệp Phàm hỏi. Ha ha, đường đường là chủ tịch thành phố Kim Lăng, cậu đã quên rồi. Xem ra gần đây cậu đúng là bận thật. Khúc Chí Quốc cười nói, tỏ vẻ thoải mái. Nhưng Diệp Phàm hiểu,
trong lòng Khúc Chí Quốc không thể thoải mái được. Bởi vì Bố Thanh Hoa vừa đi, Khương Quân Sơn này đã đến, nếu như thế lực hơn Bố Thanh Hoa thì khó rồi. Chính quyền tỉnh này, không thể một chốc lát mà có thể hòa hợp được. Thật đúng là vậy. Diệp Phàm vỗ đầu, cười. Sáng ngày mai, tỉnh phải mở cuộc họp các ban, 9 giờ cậu tới họp đấy. Tỉnh trưởng Khúc nói. Bởi vì phải đi họp nên Diệp Phàm cũng không về. Vừa về tới khách sạn, Diệp Phàm liền gọi điện thoại cho Cổ Thiên Tắc nhà họ Cổ, cười nói. Giám đốc Cổ thời gian gần đây thoải mái chứ? Đâu có, tôi có thể so sánh được với tỉnh trưởng Diệp sao? Chưa cần nói cái khác, tỉnh trưởng Diệp thành lập khu kinh tế Hoành Không. Đại quy hoạch Hoành Không khiến cho cả nước thán phục, đáng tiếc là trụ sở chính tập đoàn Cổ thị chúng tôi lại ở Kim Lăng. Nói cách khác, nếu ở trong khu kinh tế Hoành Không còn có thể có vinh hạnh ở dưới trướng của chủ tịch tỉnh Diệp. Cổ Thiên Tắc cười nói, hiện giờ quan hệ cùng với Diệp Phàm càng ngày càng thân mật. Chúng tôi nhiệt liệt mời tập đoàn Cổ thị Kim Lăng đến với khu kinh tế Hoành Không của chúng tôi. Diệp Phàm cười nói, cảm thấy Cổ Thiên Tắc sẽ phụ thuộc vào quyết định của mình. Tập đoàn Cổ thị tuy rằng không thể chuyển tới khu kinh tế Hoành Không nhưng tập đoàn Cổ thị cũng hy vọng có thể vào trong vòng của chủ tịch tỉnh Diệp. Hơn nữa, khu kinh tế Hoành Không đã sắp xây dựng hoàn thiện rồi. Dù chúng tôi có mang tới thì cũng chỉ là góp thêm viên gạch mà thôi. Hơn nữa, nghe Long Đông nói, chủ tịch tỉnh Diệp có lẽ không lâu nữa cũng được thăng chức rồi. Đến lúc đó, chủ tịch tỉnh Diệp có chuyện gì cứ nói với tập đoàn Cổ thị là được. Tiếc là chúng tôi chỉ là người kinh doanh bình thường, xung quanh chủ tịch tỉnh Diệp đều là quan lớn giàu có. Những lời này của Cổ Thiên Tắc rất rõ ràng là có ý tham gia vào trong nhóm. Chương 3467, phụ thuộc vào Cổ gia. Không thể nói như vậy được, tôi rất vui vì các cổ đông chúng ta có thể tiếp xúc thân mật với nhau, việc kinh doanh luôn gắn liền tới chính trị nữa. Chúng ta hoàn toàn có thể hòa hợp lại một cách tốt nhất. Thúc đẩy hoạt động kinh doanh thương mại trong chính trị, việc kinh doanh có thúc đẩy phát triển kinh tế và chính trị không? Hai cái này hỗ trợ lẫn nhau, cũng không phải nói là không có một chút liên quan nào. Lấy một cán bộ làm ví dụ, muốn có thành tích ở nơi mình làm phải phát triển kinh tế. Để phát triển kinh tế, còn phải dựa vào hoạt động kinh doanh có phải không? Diệp Phàm cũng nói. Phó Chủ tịch tỉnh Diệp nói cũng có lý, bất cứ lúc nào tập đoàn Cổ thị Kim Lăng chuẩn bị trong vòng luẩn quẩn. Chỉ cần ở trong vòng luẩn quẩn này, tập đoàn Cổ thị Kim Lăng sẽ đuổi kịp thôi. Cổ Thiên Tắc bày tỏ thái độ thêm một lần nữa. Tôi phải cảm ơn các cổ đông, tuy nhiên, là một cổ đông, tôi muốn nghe một chút về tình hình Chủ tịch thành phố Kim Lăng là Khương Quân Sơn. Đối với người này, tập đoàn Cổ thị các anh cũng là một tập đoàn lớn ở thành phố Kim Lăng. Tập đoàn lại phát triển đến thủ đô, cho nên, hẳn là đã tiếp xúc qua với người này. Diệp Phàm hỏi. Ừ, Khương Quân Sơn là người như thế nào? Cổ Thiên Tắc trầm ngâm một chút mới lên tiếng, tính cách của người này rất mạnh mẽ, tác phong và bản lĩnh đều rất cương quyết. Hơn nữa, anh ta là phó chủ tịch tỉnh kiêm nhiệm chủ tịch thành phố Kim Lăng. Thời gian kiêm nhiệm cũng không dài thì đi tới tỉnh Thiên Vân các anh. Mặc dù thời gian không phải là dài, tuy nhiên, tôi nghe nói anh ta cùng với bí thư thành ủy Kim Lăng cũng từng đập bàn với nhau. Tôi đã nghe nói qua về một sự kiện rất lớn, đó là nhà máy sản xuất đồ chơi bị hủy. Lúc ấy quy mô đầu tư nhà máy sản xuất đồ chơi Thiên Hà đạt tới 10 triệu, bởi vì vấn đề ô nhiễm môi trường cho nên cơ quan bảo vệ môi trường đã yêu cầu nhà máy đóng cửa. Tuy nhiên, cơ bản người ta không làm theo yêu cầu của cơ quan bảo vệ môi trường. Nghe nói, cổ đông lớn nhất của nhà máy sản xuất đồ chơi Thiên Hà đến từ thủ đô. Trong lúc chờ vụ kiện, Khương Quân Sơn kiêm nhiệm thêm chức chủ tịch thành phố Kim Lăng. Trên danh nghĩa này liền đưa ra yêu cầu lập tức đóng cửa để chỉnh đốn và cải tạo nhà máy sản xuất đồ chơi Thiên Hà. Cuối cùng họ vẫn làm theo ý của mình, cơ bản không làm theo yêu cầu. Trong lúc tức giận, Khương Quân Sơn đã huy động hàng chục cái máy xúc tiến vào xưởng sản xuất của nhà máy sản xuất đồ chơi Thiên Hà. Chủ tịch thành phố Khương ra mặt, hiệu quả liền khá rõ nét. Tuy nhiên, việc này đã để lại rất nhiều tiếng vang lớn, đến tận thủ đô. Cuối cùng, tất nhiên nhà máy sản xuất đồ chơi Thiên Hà cũng bị phá bỏ. Phải di chuyển đến chỗ khác. Tuy nhiên, đối với một thành phố đang được xây dựng lại, vấn đề bảo vệ môi trường là rất nghiêm. Trong chuyện này, rất nhiều người đều nói Khương Quân Sơn làm rất đúng. Đặc biệt, người dân thành phố Kim Lăng đánh giá rất cao chủ tịch thành phố Khương. Hơn nữa, cũng có rất nhiều người nói rằng, để có thể xử lý nhà máy sản xuất Thiên Hà hẳn anh ta phải có chỗ dựa rất vững chắc ở thủ đô. Đúng, chắc chắn người đứng sau rất mạnh,
nếu không không thể trong một thời gian ngắn ngồi vào chức phó chủ tịch tỉnh được. Tốc độ đề bạt này chẳng khác nào tên bắn cả, Diệp Phàm nói. Đúng vậy, cấp cán bộ lãnh đạo như bọn họ không có đường dây rất mạnh thì không có khả năng leo cao hơn. Tuy nói tôi cũng ở trong vòng hỗn độn này, những chuyện cơ chế như thế này cũng từng thấy qua rồi. Cổ Thiên Tắc cười nói. Chính trị nó là thế mà, Diệp Phàm cười nói. Sau khi ăn cơm xong, Diệp Phàm kiểm tra đồ đạc một chút rồi đi thẳng đến nhà Ninh Chí Hòa. Ninh Chí Hòa đang đọc báo, vừa thấy Diệp Phàm đi vào liền hỏi, Diệp Phàm, nghe nói cháu nghe được tin tức Phương Thành ở đâu rồi có phải không? Đúng vậy, đã biết một ít tin tức rồi. Diệp Phàm gật đầu ngồi xuống. Mau nói một chút đi, Phí Hương Ngọc không nhịn được, vì thế Diệp Phàm lựa chọn những tin tức có liên quan đến Phí Phương Thành để nói. Ừ, mấy năm qua không gặp anh ấy rồi. Không biết giờ thế nào. Giọng nói của Phí Hương Ngọc có chút nghẹn ngào. Cháu dự định khi nào bắt đầu đi tìm anh ta? Ninh Chí Hòa hỏi. Phỏng chừng trong tháng 2. Diệp Phàm nói. Ừ, hy vọng anh ấy còn sống. Phí Hương Ngọc lại thở dài. Sư phụ sẽ không chết. Diệp Phàm nói, quay người hỏi. Chú Ninh, đã điều bố Hoa Thanh đến Tây Bộ lo liệu, lúc trước một chút tin tức cũng không có. Ừ, việc này cũng rất bất ngờ. Mấy hôm trước tôi cũng mới hiểu được việc này. Trong việc này, đồng chí Hoa Thanh rất giữ bí mật, Ninh Chí Hòa gật đầu nói. Chuyện này vốn là việc tốt, tuy nhiên, chỉ sợ ông ta có điều nghĩ không thông thì rất phiền toái. Diệp Phàm nói. Ha ha, Diệp Phàm, không nên nghĩ lòng dạ đồng chí Hoa Thanh lại hẹp hòi như vậy. Từ ngày đồng chí Hoa Thanh đi lên từ tỉnh Thiên Vân chúng ta, anh ta vẫn sẽ có một phần tình cảm yêu mến dành cho chúng ta. Trước kia có một vài xung đột nhỏ trong tỉnh cũng là chuyện bình thường. Hiện tại ông ta là cán bộ lãnh đạo cấp cao, chắc chắn cách nhìn của ông ta sẽ rộng lớn hơn. Hơn nữa, lúc đó đồng chí Hoa Thanh cũng muốn làm một chút sự nghiệp. Mọi việc làm đều có cạnh tranh. Có cạnh tranh đương nhiên là có xung đột, bây giờ ông ta sẽ không muốn nói đến những chuyện phiền toái trước kia. Vẻ mặt Ninh Chí Hòa cười nhạt nói. Vâng, cháu cũng tin vào tầm nhìn của chủ tịch tỉnh bố. Diệp Phàm gật đầu nói, quay người hỏi, đồng chí Khương Quân Sơn mới tới đây cũng là nhân vật có thế mạnh. Ha ha, mạnh thì làm gì chứ? Định chĩa vào ai chứ? Cũng chỉ tương đối mạnh thôi. Ninh Chí Hòa cười nói. Xem ra, chú Ninh đã sớm định liệu trước rồi. Diệp Phàm cười nói. Sau khi bộ máy tỉnh ủy sau khi điều chỉnh thì có thể nắm trong tay một cách toàn diện hơn. Có một số việc cũng cần phải có thời gian, cháu có vội vàng cũng vô dụng. Tuy nhiên, cứ hướng về phía trước có thể có thêm được một số hiểu biết cơ bản. Ninh Chí Hòa thuận miệng nói, đáng nhẽ không muốn nói những điều này, tuy nhiên, Diệp Phàm có thể cảm giác được tình hình gần đây của Ninh Chí Hòa cũng không thật tốt. Diệp Phàm đi ra đằng sau Ninh gia gọi điện thoại cho nhạc phụ nói chuyện phiếm một lúc. Diệp Phàm rất khâm phục tầm nhìn và kinh nghiệm của nhạc phụ. Quan điểm và cách nhìn của lãnh đạo khác không giống như vậy. Cấp trên sau khi điều chỉnh xong thì đồng chí Chí Hòa sẽ càng khó sống hơn đây. Kiều Viễn Sơn nói, sự điều chỉnh lần này đối với tỉnh Thiên Vân chính là một cuộc điều tra. Bí thư Kim Nhân Viễn đi, còn Đường Quang Hùng đến đây. Nghe nói Đường Quang Hùng cũng có một chút quan hệ thân thích. Không lâu sau Chu Tuế Nguyệt cũng đi rồi, lại đón Nhậm Thời Mãn. Đường Quang Hùng và Nhậm Thời Mãn dường như cũng ở trong vòng luẩn quẩn. Không lâu, lại điều chỉnh bố Hoa Thanh đi còn Khương Quân Sơn đến đây. Thời gian điều chỉnh cũng không dài. Có phải là cấp trên liên thủ chèn ép Phí Hệ ở trong vòng luẩn quẩn? Diệp Phàm hỏi. Con sai rồi, việc điều chỉnh này chỉ chuyện bình thường. Không riêng gì ở tỉnh Thiên Vân, các tỉnh khác cũng giống như vậy. Cho dù là tỉnh nào, đều không có khả năng khiến cho một nhà độc đại. Nghệ thuật giữ cân bằng là cách bền vững trong quan trường. Giống như bây giờ ánh sáng của tập đoàn Hoành không rất chói mắt. Cho nên... Còn đảm nhiệm chức chủ nhiệm ủy ban quản lý khu kinh tế sau đó cấp trên sắp xếp đồng chí Nhậm Thời Mãn đến để cân bằng khu kinh tế Hoành Không một chút. Bằng không, khu kinh tế Hoành Không sẽ sớm biến thành hậu viên của Diệp Phàm con. Đấy là điều cấp trên không muốn nhìn thấy, cho dù là con có làm được gì, thành tích có lớn đến mấy cũng không được. Bởi vì, cấp trên không muốn nhìn thấy khu kinh tế Hoành Không trở thành một tỉnh con trong một tỉnh lớn. Như vậy một khi mất đi sự cân bằng sẽ ảnh hưởng đến sự mất cân bằng trên địa bàn tỉnh. Kiều Viễn Sơn nói, có phải bước tiếp theo chính là điều chỉnh vị trí của con? Diệp Phàm hỏi, làm sao con thấy được, Kiều Viễn Sơn giống như đang nghiên cứu con rể mình. Có thể nói tập đoàn Hoành Không đã đi vào đúng quỹ đạo,
cũng có thể nói là nó đã phát triển. Mà việc thành lập khu kinh tế Hoành Không càng đánh dấu sự phân ranh giới với tỉnh Thiên Vân. Mà tác dụng của con đã thể hiện ra, tiếp tục làm nữa không khói có cảm giác chắp vá. Diệp Phàm nói, ha ha, con nói cũng đúng, thật ra cấp dưới nói khó nghe là một quá trình thu hoạch. Cho dù có sóng gió cũng chỉ là một ít phong ba thôi, ảnh hưởng không lớn đến tình hình chung của đại quy hoạch Hoành Không. Trong mắt lãnh đạo Diệp Phàm con chính là một nhân tài, có thể nói là một đi tướng đi đầu trong quân đội. Sông pha chiến đấu đều cần con đi trước, khi chiến tranh đã thành công không cần con làm như thế nữa. Các địa phương trong đất nước chúng ta cần phải tấn công là không ít. Kiều Viễn Sơn cười nói. Và con chính là một trong ba nhân vật đó. Diệp Phàm không khỏi có chút buồn bực. Việc này có cái gì không tốt chứ, lúc cấp trên cần con đi xung phong có phải đã trang bị cho con vũ khí tinh xảo rồi. Trong quan trường con nói là cái mũ, con hiểu được mũ là đủ rồi, không cần quan tâm đến cái gì khác. Hơn nữa, mượn khu kinh tế Hoành Không để nói, con đã giành được tất cả những thành tích mà con muốn rồi. Chiến tích này đã đủ làm hoa mắt người khác, dù sao con cũng phải lưu lại điểm gì đó cho các đồng chí khác có phải hay không. Con chiếm hết toàn bộ sẽ bị người ta ghen ghét. Hơn nữa, khu kinh tế Hoành Không là một chỉnh thể. Khu kinh tế là kết quả cố gắng chung của toàn thể các đồng chí. Tất cả trong tay của con nó cũng rất khó để tiêu hóa. Kiều Viễn Sơn nói. Bước tiếp theo con nên đi chỗ nào? Diệp Phàm hỏi. Con hỏi cha việc này cha cũng không rõ lắm, bởi vì, một chút dấu hiệu trước mắt cũng không có. Tuy nhiên, cha cảm thấy con có một thời gian dài rất ngốc. Kiều Viễn Sơn nói. Quay người hỏi, vậy con muốn đi đến đâu làm việc? Việc này nhất thời con vẫn chưa nghĩ ra. Diệp Phàm nói, tạm thời không cần phải suy nghĩ, cứ kết thúc thật tốt công việc của tập đoàn Hoành Không là được rồi. Mà khu kinh tế vừa mới khai trương, vạn sự khởi đầu nan. Tuy nói quả đào này phỏng chừng con không hái được, nhưng mà, có nền tảng tốt cấp trên cũng sẽ nhìn thấy. Kiều Viễn Sơn nói, 8 giờ 30 sáng hôm sau Diệp Phàm đi tới Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tổng cộng có 11 đồng chí trong Ủy ban Nhân dân tỉnh Thiên Vân, phân công như sau. 1. Chủ tịch tỉnh, đồng chí Khúc Chí Quốc. 2. Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch tỉnh, Khương Quân Sơn. 3. Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch tỉnh, Nhâm Thị Mãn. 4. Phó Chủ tịch tỉnh Công nghiệp, Thái Cường. 5. Phó Chủ tịch tỉnh Triệu Hướng Vân. 6. Phó Chủ tịch tỉnh Phong Hồ Chữ. 7. Phó Chủ tịch tỉnh Yến Nguyệt. 8. Phó Chủ tịch tỉnh Triệu Sảng. 9. Phó Chủ tịch tỉnh Diệp Phàm. 10. Trợ lý Chủ tịch tỉnh Lưu Minh Nguyệt. 11. Trợ lý Chủ tịch tỉnh Cái Thiệu Trung. Diệp Phàm là thành viên trong bộ máy được sắp xếp ở vị trí thứ 9, cao hơn một chút so với hai vị trợ lý Chủ tịch tỉnh Lưu Minh Nguyệt và Cái Thiệu Trung. Chương 3468, Hội nghị bộ máy ưu bần tỉnh. Thật ra trợ lý Chủ tịch tỉnh không chỉ có Lưu Minh Nguyệt và Cái Thiệu Trung, mà có đến 6 người. Chẳng qua 4 đồng chí kia là trợ lý chủ tịch tỉnh cấp giám đốc sở, cho nên không thể vào bộ máy Ủy ban Nhân dân tỉnh được. Vừa thấy Diệp Phàm đến, Cái Thiệu Trung đã cười ha hả tiếp đón. Trong nhiều đồng chí như vậy Diệp Phàm đều đã từng gặp qua, chỉ có Khương Quân Sơn là lần đầu tiên gặp. Thấy người này khá cao lớn, và cũng có cái bụng cỡ lớn như nhiều quan viên khác. Hơn nữa, Diệp Phàm cảm thấy trên người người này có khí chất của một quân nhân. Đôi mắt ưng phát hiện. Trong khi mình âm thầm quan sát Khương Quân Sơn thì không ngờ người này đã quan sát mình rồi. Bởi vì thời gian họp chưa đến, trong phòng hội nghị mọi người nói chuyện tào lao. Diệp Phàm và Cái Thiệu Trung cũng đang nói chuyện. Hội nghị hôm nay chuẩn bị nói về cái gì? Diệp Phàm nhỏ giọng hỏi. Nghe nói là vấn đề cải tạo khu Lục Loan. Cái Thiệu Trung nói. Cải tạo cái gì? Diệp Phàm hỏi. Cái cần sửa thì nhiều lắm, có người đề nghị tiến hành di rời tổng thể khu Lục Loan. Bởi vì khu này hiện tại đã trở thành nơi phồn hoa nhất tỉnh thành rồi. Không thể bỏ phí tiếp thời gian được nữa, bởi vì, hiện tại khu Lục Loan trước đây lấy khu dân cư làm chính. Hơn nữa, đại đa số phòng ốc đều được xây dựng từ những năm 70-80, đã quá cũ kỹ rồi. Cái Thiệu Trung nói. Diệp Phàm liền xem tập tài liệu trong tay. Đến 9 giờ, Khúc Chí Quốc đặt chén trà trong tay lên bàn. Sau đó liếc mắt nhìn mọi người một cái, nói. Đều đến đông đủ rồi, bắt đầu họp thôi. Hai hội nghị lần trước vì phải đi thực hiện nhiệm vụ cho nên đồng chí Diệp Phàm không tham gia được. Hôm nay tất cả các đồng chí đều đã đến, mà vấn đề cải tạo khu Lục Loan đã kéo dài khá lâu rồi. Không thể kéo dài được nữa,
dù sao cũng phải đưa ra được một biện pháp để khu Lục Loan này càng trở nên đẹp đẽ hơn. Hy vọng các đồng chí mạnh dạn đề xuất ý kiến, vì nhân dân phục vụ tiếp theo, xin mời đồng chí Lưu Minh Nguyệt giới thiệu tình hình cụ thể của khu Lục Loan cho mọi người nghe một chút. Lưu Minh Nguyệt chừng 50 tuổi, cắt tóc ngắn. Tuy nhiên, người có vẻ trông khá mệt mỏi, phỏng chừng là bị việc cải tạo khu Lục Loan này gây sức ép. Khu Lục Loan là khu nhỏ nhất của tỉnh thành chúng ta, dân cư chỉ có khoảng 600.000. Hơn nữa, đây cũng là khu hành chính lâu đời nhất của tỉnh thành chúng ta. Mà lịch sử của tỉnh thành là lấy khu Lục Loan làm trung tâm. Tuy nhiên, sự lâu đời và cũ nát song hành với nhau. Hiện tại khu Lục Loan đã quá cũ kỹ rồi, cho nên phải cải tạo lại. Hơn nữa, việc cải tạo này đã đề xuất từ 3 năm trước rồi. Lưu Minh Nguyệt nói, đề xuất từ 3 năm trước rồi sao tới bây giờ vẫn chưa khởi công? Nhậm Thời Mãn hỏi trước. Nguyên nhân dẫn đến điều này thì nhiều lắm, việc cải tạo một khu hành chính liên quan đến rất nhiều vấn đề. Tuy rằng ở đây dân cư ít, nhưng diện tích cũng không nhỏ hơn các khu khác là bao. Thật ra, gần 600.000 người cũng không phải là ít nữa rồi bởi vì khu Lục Loan có rất nhiều danh thắng, đây đều là những di sản văn hóa, căn bản không thể đập bỏ đi được. Và lại vị trí địa lý của khu Lục Loan quá trọng yếu, tiếp giáp với khu trung tâm phồn hoa nhất cả tỉnh. Một khu Lục Loan cũ kỹ không còn phù hợp với thành thị hiện đại nữa. Mà sức kêu gọi của khu Lục Loan cũng càng ngày càng cao hơn. Chẳng qua hạng mục này đến khi đặt lên bàn thì thực sự gặp rất nhiều phiền toái. Đó là những di sản văn hóa kia phải làm sao? Còn nữa, vấn đề định vị khu Lục Loan mới, rốt cuộc là đi theo phương thức nào? Hàng loạt những vấn đề này khiến mọi người rất đau đầu. Lúc này, Phó Chủ tịch tỉnh kiêm nhiệm Chủ tịch thành phố đồng chí Yến Nguyệt nói. Đúng vậy, mấy tháng trước tỉnh ta được Quốc vụ viện phê chuẩn thiết lập khu cải cách thí điểm tổng hợp quốc gia. Việc thành lập khu này là giai đoạn phát triển kinh tế xã hội mới của nước ta, cô người gọi nó là đặc khu mới của thời đại mới. Vì vậy để phối hợp thực hiện hạng mục này, việc cải tạo khu Lục Loan là việc bắt buộc phải tiến hành. Phó Chủ tịch tỉnh Thái Cường nói. Cải tạo là bắt buộc, nhưng hiện tại vấn đề quan trọng là cải tạo như thế nào. Nói ở phạm vi lớn thì ai cũng biết rồi, chỉ kẹt ở vấn đề cụ thể thôi. Cái Thiệu Trung nói. Dù cải tạo thế nào, thì không thể gạt bỏ được việc lấy phát triển kinh tế làm trung tâm. Tuy nói trong đề pháp của đặc khu mới cũng phải chú trọng quan hệ giữa phát triển kinh tế và môi trường văn hóa. Nhưng, vị trí địa lý của khu Lục Loan quyết định giá trị của nó. Khu Lục Loan không vì phát triển kinh tế thì vì cái gì? Yến Nguyệt nói. Giá trị của nó, giá trị gì của nó? Xin mời đồng chí Yến Nguyệt trình bày rõ một chút. Nhậm Thời Mãn nói. Vì khu Lục Loan nằm ở nơi phát triển phồn hoa nhất của tỉnh thành. Cho nên, thành lập khu thương mại là việc cần phải làm. Còn khu dân cư cũng quá cũ kỹ rồi, có thể triển khai rời ra bên ngoài. Chúng ta hoàn toàn có thể dựa vào khu Lục Loan làm khu thương mại để kéo các khu vực khác phát triển. Đương nhiên, thành lập mô hình khu thương mại không có nghĩa là phủ nhận giá trị của văn hóa lịch sử và môi trường. Chúng ta càng phải chú trọng việc kết hợp giữa thương mại và văn hóa. Một số thành phố ở vùng Duyên Hải đã làm rất tốt việc này. Yến Nguyệt nói. Có một số việc nói thì dễ đấy nhưng khi làm còn khó hơn lên trời. Thật ra, tôi vừa xem qua một số tài liệu liên quan, cũng đi nghiên cứu điều tra thực địa khu Lục Loan. Khu Lục Loan lấy di tích làm chính, hơn nữa còn là khu văn hóa lịch sử trung tâm của tỉnh thành chúng ta. Chủ điệu này không thể thay đổi được, Khương Quân Sơn nói. Chủ điệu à, đồng chí Quân Sơn, có thể nói rõ ý của mình ra được không? Hội nghị lần này của chúng ta bàn đến công tác này. Khu Lục Loan vì sao cứ để kéo dài như vậy, đó là vấn đề cụ thể chưa được thực hiện đúng chỗ. Chủ tịch tỉnh Khúc nói. Khu Lục Loan không phải lấy di tích làm chính sao, có một số đồng chí muốn thành lập khu thương mại buôn bán gì đó. Tôi thấy việc này không được, đề án khu thí điểm cải cách tổng hợp của chúng ta đã được Quốc vụ viện phê chuẩn. Không khó để nhìn ra khu thí điểm sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế từ Đông sang Tây, từ Nam sang Bắc. Đánh vỡ hàng rào giữa các khu vực. Phát huy ưu thế của từng nơi. Vì vậy, phía Đông, Trung Bộ và Tây Bộ sẽ được tăng thêm sự cân bằng hơn. Về phương diện khác, nội dung cải cách của khu thí điểm cũng dần gắn liền sự phát triển kinh tế với hài hòa xã hội. Càng chú trọng đến vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường sống của nhân dân. Cho nên chúng ta vẫn theo con đường cũ thì việc cải cách sẽ đi ngược lại với tinh thần của Trung ương. Đương nhiên, kinh tế cần phải phát triển. Nhưng trong việc thí điểm cải cách thời đại mới phải chú ý môi trường sinh thái và yếu tố hài hòa xã hội.
Trước đây các cấp của chúng ta đã đặt yếu tố phát triển kinh tế lên hàng đầu mà không để ý đến cái khác như sinh thái, môi trường, nhân văn, bây giờ thì không thể như vậy. Vấn đề môi trường hiện nay rất quan trọng, chúng ta không thể phá hủy môi trường rồi lại vất vả nghĩ cách cứu vãn môi trường. Khu Lục Loan lấy văn hóa lịch sử làm chính, vì vậy, tạo ra một khu sinh thái nhân văn hoàn toàn mới tôi thấy là việc phải làm. Hơn nữa, quy hoạch như vậy cũng phù hợp với tinh thần của cải cách tổng hợp, thể hiện ý niệm quy hoạch của đặc khu thời đại mới. Vì vậy, khu Lục Loan hoàn toàn có thể lấy du lịch làm chính. Khương Quân Sơn nói, đây cũng là một con đường mới, tuy nhiên, đồng chí Quân Sơn, quy hoạch như vậy có phải lãng phí vị trí địa lý của khu Lục Loan hay không? Tuy rằng việc cải cách thí điểm tổng hợp này rất coi trọng yếu tố lịch sử và môi trường xã hội nhưng vẫn nên lấy xây dựng kinh tế làm chủ điệu chính. Yến Nguyệt nói, chủ điệu của khu Lục Loan là lấy du lịch làm chính, chúng ta không những có thể kiếm được tiền, mà còn rất ăn khớp với việc cải cách tổng thể. Không phải cứ xây khách sạn cao tầng hay khu thương mại mới có thể kiếm được tiền có đúng không? Cách kiếm tiền thì rất nhiều, chứ đâu phải một cách. Khương Quân Sơn nói, đề xuất này của đồng chí Quân Sơn có tính thao tác khá cao. Tuy nhiên, việc thành lập khu Lục Loan lấy du lịch làm nghiệp vụ chính vẫn khó làm. Dù sao du lịch cũng là ngành đầu tư lớn nhưng hiệu quả nhìn thấy sẽ chậm. Việc bảo tồn, tu sửa các di tích cũng chiếm một khoản đầu tư rất lớn. Số tiền đó lấy ở đâu ra? Còn nếu làm theo hình thức khu thương mại thì có thể thông qua phương thức mời thầu hoặc phương thức khác để thu hồi lại tiền nhanh hơn. Trong khi đó du lịch kém sức hấp dẫn để mời thầu, và tốc độ thu hồi vốn sẽ chậm hơn. Chúng ta phải xuất phát từ thực tế, nói suông không thì không no cái bụng được đâu. Và lại, dân của tỉnh thành chúng ta không phải ai cũng khá giả, còn có một bộ phận quần chúng cần chúng ta nâng đỡ. Yến Nguyệt nói, thật ra, khu kinh tế hoành không đã đi trước một bước. Khu kinh tế hoành không của chúng ta chính là hiện thân thực tế nhất của việc thí điểm cải cách tổng hợp. Khu kinh tế hoành không đã làm rất tốt việc phát triển kinh tế kết hợp với bảo vệ văn hóa lịch sử và môi trường. Tôi tin rằng không lâu sau sự phát triển của khu kinh tế hoành không sẽ khiến ai ai cũng phải chú ý. Khương Quân Sơn nói. Chương 3469, mục tiêu của Khương Quân Sơn. Diệp Phàm vừa nghe, liền cảnh giác lên. Trực giác mắc bảo không phải Khương Quân Sơn đang có ý khen khu kinh tế hoành không mình làm tốt. Mà có lẽ có ý đồ gì đó bên trong, đương nhiên, chỉ dựa vào câu nói ấy thôi thì chưa thể biết được mục tiêu của người ta là gì. Ha ha. Khu kinh tế hoành không được xây dựng dưới sự chỉ đạo của Quốc vụ viện và một bộ hai tỉnh. Muốn khiến cho người ta chú ý thì chắc cũng cần phải thời gian dài đấy. Khu kinh tế vừa xây dựng, vạn sự khởi đầu nan, việc chúng ta cần làm còn có rất nhiều. Diệp Phàm cười nói, trước tiên cứ khiêm tốn như vậy đã, tránh người ta nói mình kiêu căng, rồi lại nã pháo về mình. Đồng chí Diệp Phàm khiêm tốn quá, khu kinh tế hoành không sớm đã có một sơ sở nhất định rồi. Mà đại quy hoạch hoành không chính là cơ sở của nó. Tuy rằng việc xây dựng đại quy hoạch hoành không sắp kết thúc, nhưng đã tạo được một cái mới tiềm năng rồi. Mấy tỷ quốc vụ viện rót xuống hỗ trợ dự án cũng đã đến vị trí. Thật ra, khu kinh tế hoành không đã có một nền móng rất vững chắc rồi. Số tiền này hoàn toàn có thể chuyển sang một phần để xây dựng khu Lục Loan. Bởi vì khu Lục Loan mới có hình thức phát triển giống với khu kinh tế hoành không. Khương Quân Sơn cười nói. Diệp Phàm vừa nghe, thiếu chút nữa thì đập bàn. Con cáo già này không ngờ luôn nhắm vào túi tiền của mình. Ha ha, khu kinh tế hoành không vẫn còn ở giai đoạn ban đầu, việc gì cũng cần đến tiền, số tiền mà trên rót xuống cũng chỉ như muối bỏ bể mà thôi. Hơn nữa, đó là tiền hỗ trợ dự án trọng điểm quốc gia mà quốc vụ viện rót xuống. Đem số tiền này chuyển sang dự án khác thì coi sao được, như vậy có khác với tham ô tài chính không? Điểm này, chắc đồng chí Quân Sơn rõ hơn ai hết mà. Diệp Phàm nói, đúng vậy, dùng tiền như vậy là sai phạm nghiêm trọng. Khu Lục Loan cũng đâu phải cấp dưới trực thuộc của khu kinh tế hoành không đâu. Cho nên khu kinh tế hoành không không có trách nhiệm phải đem tiền cấp trên rót cho mình để chuyển sang cho khu Lục Loan như vậy. Đó rất lộn xộn, cái Thiệu Trung hừ lạnh nói. Đồng chí Thiệu Trung, cái gì gọi là lộn xộn, nói năng phải chú ý một chút. Khương Quân Sơn vẻ mặt trầm ngâm nói. Dùng tiền sai mục đích như vậy không phải là lộn xộn sao? Cái Thiệu Trung tôi nói như vậy còn là nhẹ đấy. Nói nghiêm trọng một chút thì đó chính là hành vi vi phạm pháp luật. Cái Thiệu Trung vẻ mặt nghiêm túc. Đồng chí Thiệu Trung, đây chính là anh hiểu sai ý. Khu Lục Loan tuy rằng không phải là khu trực thuộc của khu kinh tế hoành không. Nhưng xây dựng khu kinh tế hoành không lên để làm gì?
là để kéo kinh tế toàn tỉnh đi lên. Tiền này là do Quốc phụ viện rót xuống, là thuộc một bộ hai tỉnh. Khu kinh tế Hoành Không là một khu anh em, không lẽ không giúp được khu Lục Loan một chút hay sao? Khương Quân Sơn hừ lạnh nói. Chúng tôi ốc không mang nổi mình ốc, sao có thể làm cọc được cho rêu đây? Bây giờ chúng tôi chưa đủ khả năng để giúp khu Lục Loan như vậy. Đương nhiên, ví dụ quyên tặng họ 10 triệu thì vẫn có thể được. Nhưng muốn chuyển số tiền kia để xây dựng khu Lục Loan thì cái này không được. Diệp Phàm tỏ rõ thái độ. Ha ha, chủ tịch tỉnh Diệp quá khiêm nhường rồi. Việc xây dựng khu kinh tế Hoành Không gần kết thúc, mà trong thời gian 1 năm các anh đã kéo được cả 10 tỷ rồi, các anh còn cần nhiều tiền như vậy sao? Trong khi đó khu Lục Loan vừa mới bắt đầu đã cần một khoản tiền rất lớn rồi. Cùng là một đại khu trực thuộc tỉnh Thiên Vân, mà khu thí điểm cải cách tổng hợp quốc gia kia thực ra cũng bao gồm cả việc xây dựng khu kinh tế Hoành Không rồi. Yến Nguyệt nói, người phụ nữ này vừa nghe thấy tiền đã động tâm rồi. Thật sự xin lỗi, Chủ tịch Yến, tôi muốn chỉnh lại lời của chị một chút. Phê chuẩn của khu thí điểm cải cách tổng hợp quốc gia là thành phố Vinh Thành, chứ không bao gồm cả khu kinh tế Hoành Không. Ha ha, nếu như lúc nào trên tỉnh đem khu kinh tế Hoành Không giao cho thành phố Vinh Thành quản thì tôi không nói nữa. Diệp Phàm cười châm chọc nói. Yến Nguyệt nhất thời sửng sốt, nói, có chuyện tôi thấy cũng lạ, công ty Yến Nguyệt vẫn còn nằm ở Việt Đông, sao lại được nhận tiền hỗ trợ của nhà nước nhỉ? Trong khi đó khu Lục Loan nằm trong tỉnh Thiên Vân lại không được bằng công ty Yến Nguyệt ư. Chị lại lầm rồi, công ty Yến Nguyệt tuy rằng ở thành phố Việt Châu. Nhưng đây lại là công ty con của tập đoàn Hoành Không. Mà tập đoàn Hoành Không lại là doanh nghiệp cấp dưới của khu kinh tế Hoành Không, sao lại không được nhận tiền hỗ trợ đây? Diệp Phàm hừ lạnh nói. Ha ha, tỉnh thành được phê chuẩn khu thí điểm cải cách tổng hợp, mà việc cải tạo khu Lục Loan là nơi thí điểm trong đó. Ý của tỉnh là không thể đem việc thí điểm trung tâm làm tạp nham như vậy. Bởi vì, khu Lục Loan một khi thành công, có khả năng sẽ thúc đẩy việc cải cách tổng hợp của cả tỉnh thành. Mà muốn làm được thành công thì cần có một khoản tiền lớn. Cho nên, hoàn toàn có thể đem việc cải tạo khu Lục Loan nối với việc xây dựng khu kinh tế Hoành Không để cùng làm. Khương Quân Sơn cười nói. Đúng vậy, tỉnh chúng ta không phải không có tiền lệ quản lý thay một số khu hành chính. Tập đoàn Hoành Không trước đây cũng từng quản lý thay huyện Hoành Cương, thậm chí là cả thành phố Hạng Nam. Tỉnh hoàn toàn có thể đem khu Lục Loan làm tiên phong của việc thí điểm cải cách tổng hợp. Để khu kinh tế Hoành Không và Ủy ban Nhân dân thành phố cùng quản lý. Như vậy hoàn toàn là để mượn kinh nghiệm phong phú của khu kinh tế Hoành Không. Triệu Hướng Vân bắt đầu quấy rối, không ngờ lại nghĩ ra cách như vậy. Đúng vậy, làm như thế khi việc cải cách tổng hợp thành công thì có thể tiến hành mở rộng toàn thành phố. Đến lúc đó, có thể thúc đẩy cùng phát triển, tỉnh thành lên rồi, ngược lại cũng có thể giúp đỡ để khu kinh tế Hoành Không phát triển có đúng không? Cái này cũng đều vì doanh nghiệp thuộc tỉnh Thiên Vân thôi, tình huynh đệ vẫn phải có. Khương Quân Sơn nói. Tôi cảm thấy biện pháp này rất hay. Khu kinh tế Hoành Không có tiền lệ cải cách tổng hợp. Đối với việc cải tạo khu Lục Loan mà nói cũng không phải việc khó khăn gì. Tất cả những việc này đối với khu kinh tế Hoành Không mà nói rất đơn giản. Nhưng đối với tỉnh thành mà nói thì ý nghĩa lại rất trọng đại. Đến lúc đó, khu Lục Loan sẽ trở thành đá dẫn đường cho việc cải cách tổng hợp của tỉnh thành. Lưu Minh Nguyệt nói, nhìn Diệp Phàm một cái nói tiếp, tôi thực sự hy vọng được làm việc dưới tay Bí Thư Nhậm và Chủ tịch tỉnh Diệp. Ha ha, đương nhiên tôi cũng muốn được làm việc cùng với trợ lý Lưu. Nhưng khu kinh tế Hoành Không cũng đã được trải rộng rồi. Thời gian trước có đồng chí phê bình chúng tôi ôm đồm quá nhiều, sẽ làm ảnh hưởng đến tác dụng của khu kinh tế Hoành Không. Hơn nữa, khu kinh tế Hoành Không là do một bộ hai tỉnh quản lý, chứ không trực thuộc mỗi tỉnh Thiên Vân. Đương nhiên tôi nói như vậy không phải muốn thoái thác trách nhiệm. Cũng không phải là không quan tâm đến việc của anh em. Nhưng nguyên nhân chủ yếu là tự thân chúng tôi vẫn chưa làm tốt hẳn đã vội tiếp nạp thêm khu Lục Loan. Như vậy là thiếu trách nhiệm đối với khu kinh tế Hoành Không và cả khu Lục Loan. Đến lúc đó làm loạn cả khu Lục Loan lên thì chẳng ai gánh nổi trách nhiệm. Đối với khu kinh tế Hoành Không, không chỉ riêng lãnh đạo một bộ hai tỉnh mà cả lãnh đạo Quốc vụ viện cũng rất hy vọng. Tôi không muốn để người ta nói mình hai lòng ba ý. Hơn nữa, xuất phát từ thực tế, việc tiếp nạp khu Lục Loan lúc này là chưa được. Đương nhiên, chúng tôi có thể cung cấp một số kinh nghiệm và kỹ thuật để phục vụ cho việc cải tạo khu Lục Loan. Diệp Phàm kiên quyết tỏ thái độ. Trước mắt đem khu Lục Loan nhét vào khu kinh tế Hoành Không vẫn còn nhiều khó khăn lắm. Bởi như đồng chí Diệp Phàm nói, khu kinh tế Hoành Không cũng vừa khởi bước.
không có khả năng nạp vào một khu hành chính mới. Năng lực như thế nào thì gánh vác được sức nặng như thế ấy có đúng không? Phong Hồ Ninh nói, tuy không cùng phách với Diệp Phàm, nhưng nhìn thấy có người nhắm vào túi tiền của khu kinh tế Hoành Không cho nên ông ta cũng sẽ không để yên. Không chỉ một mình Phong Hồ Ninh mà những thành viên khác trong bộ máy khu kinh tế Hoành Không cũng đều không muốn nhìn thấy chuyện này. Quả nhiên, Nhậm Thời Mãn cũng không ngồi yên thêm được nữa. Đúng vậy, nhập một khu hành chính mới vào thời điểm này là điều không thể. Muốn nhập vào cũng được, nhưng phải đợi cho khu kinh tế Hoành Không thực sự phát triển đã. Hơn nữa, khu kinh tế Hoành Không liên quan đến một bộ hai tỉnh, mà phạm vi nghiệp vụ còn bao hàm cả ủy ban quốc tư. Do đó muốn nhập khu Lục Loan vào thì rất khó khăn, lại lãng phí. Tôi thấy không cần phải thảo luận vấn đề này nữa. Ha ha, chỉ việc cải tạo một khu Lục Loan này thôi mà có thể ngáng chân khu kinh tế Hoành Không phát triển được sao? Các đồng chí có phải nghĩ quá nghiêm trọng rồi không? Việc cải tạo khu Lục Loan thành công ngược lại có thể thúc đẩy khu kinh tế Hoành Không phát triển. Không cần nói đến cái khác, sau khi nhập khu Lục Loan vào, thì khu kinh tế Hoành Không cũng sẽ nhận được chính sách đãi ngộ của khu thí điểm cải cách tổng hợp quốc gia. Hơn nữa, khu kinh tế Hoành Không thực ra chính là một khu thí điểm cải cách tổng hợp, trong tỉnh Thiên Vân chúng ta đồng thời xuất hiện hai khu thí điểm thành công thì đó cũng là một sự khẳng định đối với các đồng chí đang ngồi ở đây có đúng không? Triệu Hướng Vân nói, tự tin quá cũng không tốt, nhưng bi quan quá thì cũng chẳng hay, cứ vừa phải thì hay hơn. Khu kinh tế Hoành Không đã được trải rộng rồi, bây giờ lại nhét thêm một khu Lục Loan nữa thì sẽ ảnh hưởng cũng không phải lớn. Hơn nữa, khu kinh tế Hoành Không hoàn toàn có thể mượn ưu thế của khu Lục Loan để phát triển ngành du lịch. Khu Lục Loan có rất nhiều danh thắng, điều này khu kinh tế Hoành Không không thể so sánh được. Hơn nữa, cũng có thể xây dựng một số tiểu khu thương mại kết hợp với lịch sử văn hóa. Mà vị trí địa lý của khu Lục Loan khiến nó có ưu thế hơn khu kinh tế Hoành Không. Mảng du lịch của khu kinh tế Hoành Không nhấn mạnh cảnh vật tự nhiên, còn khu Lục Loan lại nhấn mạnh di tích văn hóa lịch sử. Sự kết hợp hoàn mỹ giữa tự nhiên và lịch sử sẽ càng thăng thêm sức mạnh của khu kinh tế Hoành Không, chứ đâu có ngáng chân khu kinh tế Hoành Không. Yến Nguyệt nói. Chương 3470, từ chối thẳng thừng. Ha ha, tôi nói rồi, thời cơ vẫn chưa chín muồi. Một đứa trẻ 6 tuổi anh cũng không thể bảo nó đi khiêng một tảng đá 50 cân. Khu kinh tế Hoành Không vừa mới khởi công, còn trong thời kỳ quy mô nhỏ, còn chưa va vấp nhiều, các vị cho nó trọng trách quá nặng, sẽ gây áp lực cho nó. Diệp Phàm cười nói. Đồng chí Diệp Phàm, lá gan của cậu nhỏ như vậy từ lúc nào thế? Tôi nghe nói lá gan của cậu đặc biệt lớn. Khu kinh tế Hoành Không là phát triển từ tập đoàn Hoành Không. Tập đoàn Hoành Không trước khi cậu đi xuống chỉ là một cục diện rối rắm. Hiện giờ cục diện rối rắm biến thành bánh ngon thơm ngát. Tất cả những việc này đều thể hiện sự gan dạ sáng suốt của đồng chí Diệp Phàm. Trước kia không phải cậu muốn đề nghị khu kinh tế cấp phó tỉnh sao? Lúc ấy muốn cho cậu quản lý huyện Hoành Cương cậu đã nghĩ phải quản lý thành phố Hạng Nam. Khu Lục Loan không lớn so với thành phố Hạng Nam, quy mô bằng huyện Hoành Cương. Một khu nhỏ như vậy cậu không dám tiếp nhận sao? Việc này hình như không giống với một Diệp Phàm gan dạ sáng suốt. Khương Quân Sơn không ngờ nói kích Diệp Phàm. Gan lớn nhát gan cũng phải xem, việc gì thích hợp đương nhiên gan lớn một chút. Nhưng, không thích hợp mà gan lớn là lỗ mãng. Diệp Phàm tôi không phải người thất lễ, khu kinh tế Hoành Không chính là được xây dựng từ tập đoàn Hoành Không cho nên tôi không muốn khu kinh tế Hoành Không bị tổn thương. Đối với suy nghĩ của khu Lục Loan, muốn học tập kinh nghiệm thì có thể, yêu cầu kỹ thuật mới chúng tôi đều ủng hộ. Nhưng nếu muốn lấy tài chính của chúng tôi, Diệp Phàm tôi tuyệt đối không đồng ý. Diệp Phàm thể hiện thái độ mạnh mẽ. Ha ha, Chủ tịch Diệp, đây là tiền mà Quốc vụ viện cấp cho khu kinh tế Hoành Không khi nào thì thành tiền của đồng chí Diệp Phàm rồi. Suy nghĩ này là không được, công là công mà tư là tư, công tư không phân biệt được chính là phạm sai lầm lớn. Triệu Hướng Vân vẻ mặt dường như nghiền ngẫm cười nói. Chủ tịch tỉnh Triệu, gần đây tai anh không có vấn đề gì chứ? Cái Thiệu Trung cười hỏi. Trợ lý cái, anh nói vậy có ý gì? Triệu Hướng Vân sửng sốt, mặt đần ra. Có ý gì, không phải rõ ràng sao? Vừa rồi Chủ tịch Diệp nói chính là chuyện tài chính của khu kinh tế Hoành Không. Cũng không phải nói là tiền của hắn. Chủ tịch Triệu không nghe nhầm chứ, chúng tôi ngồi đây đều nghe rõ. Cho nên, ha ha, tôi còn tưởng cái Thiệu Trung cũng vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn Triệu Hướng Vân. Tai tôi vẫn tốt, việc này không cần trợ lý cái phải nhắc nhở. Vừa rồi ý của tôi là việc này là các ủy viên thành ủy đang bàn bạc với đồng chí Diệp Phàm.
đồng chí Diệp Phàm cố ý cho rằng khu kinh tế Hoành Không là của hắn, mà thật ra đó chính là hạng mục được Quốc vụ viện phê duyệt. Tuy nói phê chuẩn là đơn vị làm thí điểm ở tỉnh thành, nhưng tỉnh thành cũng là trung tâm của cả tỉnh. Dự án này cũng là công tác trọng điểm của cả tỉnh trong năm nay. Đồng chí Diệp Phàm cũng là phó chủ tịch tỉnh, có nghĩa vụ góp phần vào việc thành công của khu thí điểm. Mà không phải do dự lưỡng lự tìm đủ loại lý do để từ chối. Đây chính là không được. Chẳng lẽ đồng chí Diệp Phàm không phải là cán bộ của tỉnh Thiên Vân sao? Tư tưởng hẹp này không được, Triệu Hướng Vân hừ nói. Chủ tịch Triệu là người lòng dạ rộng lớn, chẳng lẽ anh nói chuyện không cho tôi lên tiếng? Tôi vừa lên tiếng thì thành tư tưởng hẹp, thành chướng ngại vật của cải cách mở cửa rồi. Dù là vua thời xưa cũng phải để các đại thần lên tiếng lúc thích hợp có phải không? Huống chi xã hội hiện đại, nơi nơi đều chú trọng đến dân chủ. Diệp Phàm cười nói, Triệu Hướng Vân vừa nghe mặt tối đen. Đồng chí Diệp Phàm nói xa rồi, khi nào đã đến vua chúa thời cổ đại rồi? Tôi thấy việc này nhất thời khó đạt được thỏa thuận, chỉ bằng giơ tay biểu quyết thì thế nào? Một khi có quyết nghị phải báo cáo lên hội nghị thường vụ tỉnh ủy. Bởi vì, địa điểm làm thí điểm cải cách phải bắt đầu, không thể tiếp tục kéo dài. Khương Quân Sơn cũng lộ vẻ kiên quyết. Ha ha, việc này còn chưa được một chữ đã biểu quyết quyết nghị, không biết có phải là vội vàng không? Cải tạo khu Lục Loan vốn chính là chuyện của tỉnh thành, việc này khu kinh tế Hoành Không có thể cung cấp nhân lực ủng hộ đã là không tồi rồi. Yêu cầu người ta ủng hộ tiền có chút quá. Bởi vì các đồng chí không nghĩ đến một vấn đề quan trọng. Vấn đề là lúc xin thành lập khu kinh tế Hoành Không cũng đưa khu Lục Loan vào. Cho nên khu Lục Loan không thể hưởng thụ tài chính của khu kinh tế Hoành Không. Nếu dùng, chúng ta có thể thành tham ô, việc này tính chất khá nghiêm trọng. Các đồng chí liên quan đến tiền mà Quốc vụ viện phê duyệt đều phải chú ý việc này. Hơn nữa, quyền sử dụng khoản tiền này nằm trong tay lãnh đạo khu kinh tế Hoành Không. Ủy ban nhân dân tỉnh chúng ta cũng không có quyền can thiệp vào việc sử dụng của họ có phải không? Khúc Chí Quốc tuy nói đang cười nhưng cũng gạt bỏ đề nghị biểu quyết của Khương Quân Sơn. Diệp Phàm mơ hồ cảm nhận được cái gì đó, có lẽ là Khương Quân Sơn quá mạnh mẽ, đã khiêu chiến quyền uy của chủ tịch tỉnh Khúc Chí Quốc. Tất nhiên Khúc Chí Quốc cũng không phải người yếu đuối muốn cho mũi của Khương Quân Sơn dính đầy cho. Tỉnh Điền Nam là cấp trên của khu kinh tế, chẳng lẽ ngay cả quyền đề nghị cũng không có? Hơn nữa tỉnh Điền Nam có quyền chỉ đạo họ. Ngay cả quyền đề nghị cũng không có, còn làm lãnh đạo tỉnh làm gì. Hơn nữa cải tạo khu Lục Loan là việc lớn. Đây là vấn đề quan trọng đối với tập thể lãnh đạo tỉnh Điền Nam. Bởi vì liên quan đến khu kinh tế Hoành Không nên mới nói ra. Khương Quân Sơn tất nhiên không chịu bại trận dễ dàng. Cải tạo khu Lục Loan là việc lớn, nhưng hôm nay hội nghị chúng ta chủ yếu thảo luận cải tạo khu Lục Loan như thế nào. Mà cũng không phải chỉ nhìn chằm chằm vào gói tiền to của khu kinh tế Hoành Không. Nói trắng ra, khu kinh tế Hoành Không có tiền đó là của người ta. Người ta chịu cấp hay không là chuyện của bọn họ, chúng ta không thể bắt họ làm việc họ không muốn. Nếu bắt buộc thì gọi là chỉ đạo công tác sao? Cái này gọi là đùa giỡn với quyền uy của lãnh đạo, hơn nữa, động cơ không thích hợp. Chúng ta muốn áp đặt đây chẳng phải bảo các đồng chí đó phạm sai lầm sao? Khúc Chí Quốc thể hiện sự mạnh mẽ. Hôm nay thế nào cũng phải áp chế Khương Quân Sơn, nếu không lão Khúc có vẻ không hài lòng. Theo quy định từ trước, số tiền này đến tỉnh cũng phải rút ra một ít để tỉnh sử dụng vào việc khác có phải không? Mà chúng ta làm theo quy định trước cũng đúng, rút ra một phần tiền để xây dựng khu Lục Loan. Khương Quân Sơn lại bàn về quy định. Bởi vì, bình thường cấp trên cho một khoản tiền, qua các cấp đều trích lại một khoản nhất định. Thậm chí có khoản đến một nửa, dùng từ mà nói chính là nhạn quá bạt mao. Ha ha, xét thấy khu kinh tế Hoành Không mới khởi động bước đầu, hơn nữa khu kinh tế Hoành Không cũng là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh. Mà số tiền kia là Quốc vụ viện đặc biệt phê duyệt xuống, lúc ấy có ghi chú rõ tiền nào việc ấy không được tham ô. Cho nên, số ủy ban nhân dân tỉnh cũng không cần rút ra, toàn bộ chuyển cho khu kinh tế Hoành Không sử dụng. Đương nhiên, số tiền kia đến tài khoản tôi hy vọng khu kinh tế Hoành Không sẽ giữ đúng nguyên tắc tiền nào việc ấy. Dùng để phát triển khu kinh tế. Tuyệt đối không cho phép dùng để ăn chơi. Khu kinh tế mới khởi đầu, phải chú ý tăng thu giảm chi mới được. Chủ tịch Khúc càng nói càng nghiêm túc, thiếu chút nữa làm cho Khương Quân Sơn tức nổ mắt. Sau đó chủ tịch Khúc còn nói thêm, đồng chí Diệp Phàm, sau khi tan họp cậu đem thủ tục liên quan lấy tiền về đi, hơn nữa phải nhanh chóng sử dụng số tiền kia. Tôi biết rồi thưa chủ tịch,
Sau khi về tôi sẽ tổ chức họp lãnh đạo hành chính thảo luận về việc sử dụng số tiền này. Nhất định số tiền này sẽ đến đúng chỗ dùng cho phát triển toàn diện khu kinh tế. Diệp Phàm gật đầu nói. Đồng chí Diệp Phàm, số tiền kia chính là một khoản không nhỏ. Cho nên, có phải các anh phải lập dự toán trước sau đó đảng ủy thảo luận một chút? Đương nhiên, nếu là nhỏ, ví dụ như khoản chi mấy triệu cũng không cần mang lên. Nhưng khoản chi vượt 50 triệu phải thảo luận một chút. Nhậm Thời Mãn đột nhiên xen vào, người này khá thông minh. Vừa nghe Diệp Phàm cũng có chút tật xấu giật mình, bởi vì Diệp Phàm vừa rồi nói chính là nhóm quản lý hành chính, nhóm này là Diệp Phàm làm chủ, cũng không phải là đảng ủy. Giống như tỉnh có tỉnh ủy và ủy ban vậy, nếu thảo luận trong lãnh đạo hành chính thì hoàn toàn bỏ qua Nhậm Thời Mãn. Người này tất nhiên mất hứng, hiện giờ khu kinh tế cũng không có nhiều quyền điều chỉnh nhân sự, nếu ngay cả quyền sở hữu tài sản cũng không dính đến thì bí thư như Nhậm Thời Mãn có lẽ chỉ cả ngày uống trà xanh và đọc báo. Ha ha, đó là chuyện đương nhiên, việc lớn đảng ủy phải quyết định thôi, nhưng tôi trước khi triển khai vẫn phải có kế hoạch có phải không? Nếu không đảng ủy sẽ nói sao? Số tiền kia sử dụng đúng là phải rất cẩn thận. Phải dùng ở chỗ cần thiết có phải không? Chúng tôi sẽ tính toán tỉ mỉ. Diệp Phàm cười nói. Ha ha, đồng chí Diệp Phàm, cùng là khu cấp dưới của tỉnh Thiên Vân, cải tạo khu Lục Loan cũng là một dự án trọng điểm năm nay của tỉnh. Làm khu anh em đều có nghĩa vụ hỗ trợ một phen. Nước ăn cũng không thể quên người của tỉnh có phải không? Chủ tịch Khúc đột nhiên cười. Đó là đương nhiên, tôi cũng là thành viên trong bộ máy lãnh đạo tỉnh Thiên Vân. Cải tạo khu Lục Loan có thể thành công tôi cũng cảm thấy vẻ vang. Hơn nữa, tôi cũng có nghĩa vụ giúp đỡ khu Lục Loan. Cho nên, kinh tế khu dù khó khăn cũng phải ủng hộ một chút. Bởi vậy, tôi quyết định khu kinh tế Hoành không ủng hộ 50 triệu để cải khu Lục Loan. Diệp Phàm cười nói, đương nhiên vẫn phải để cho Khúc Chí Quốc một ân tình. Vừa rồi người ta chính là cố gắng hết sức giúp mình. Tuy nói lão Khúc chỉ là vì thể hiện mình mạnh hơn Khương Quân Sơn. Nhưng, nói lại thì cũng là trợ giúp Diệp Phàm. Không phải vừa mới nói không thể tham ô sao? Đồng chí Diệp Phàm, hành vi này của anh là phạm sai lầm. Triệu Hướng Vân có vẻ tìm ra cơ hội rồi nhanh chóng nói. Ha ha, chủ tịch Triệu. Tôi có nói là tham ô khoản tiền quốc vụ viện cấp sao? Tài chính khu kinh tế Hoành không của chúng tôi gần đây khẩn trương nhưng vì khu cải tạo khu anh em Lục Loan chúng tôi dù khẩn trương cũng phải ủng hộ một chút tài chính có phải không? Ví dụ giống như chủ tịch Khúc nói, thăng thu giảm chi có phải không? Đương nhiên, 50 triệu này cũng thuộc tiền vốn. Được bộ máy ủy ban quản lý thảo luận thông qua mới có thể chuyển. Việc này bí thư Nhâm, anh thấy thế nào? Diệp Phàm cười nói. Nhậm Thời Mãn thật muốn bước lên đấm cho hắn một quyền. Nhân tình hắn lấy đi làm không ngờ còn hỏi mình, không đồng ý thì tỉnh thành không phải đâm sau lưng tôi sao? Chương 3471, phục bút. Ha ha, đương nhiên là phải thảo luận một chút, cá nhân tôi cũng đồng ý với ý kiến này. Nhưng, các đồng chí khác có ý kiến thế nào cũng phải hỏi một chút có phải không? Nhậm Thời Mãn cười nói. Tất nhiên là vì chuyện này đánh hạ một chút phục bút. Đến lúc đó Diệp Phàm muốn làm ra ân tình thì có thể nhưng nếu không được thì cũng là do Diệp Phàm. Ha ha, tôi tin tưởng vào sự quyết đoán của bí thư Nhậm. Diệp Phàm cười lạnh nói, Nhậm Thời Mãn thiếu chút nữa ngất. Có lợi với cậu giờ rơi hết vào đầu tôi, nhưng Nhậm Thời Mãn cũng không phải yếu đuối, bình tĩnh cười nói. Tiền khu kinh tế chính là chủ nhiệm Diệp nắm trong tay, Nhậm Thời Mãn tôi tin tưởng năng lực điều khiển tiền của đồng chí Diệp Phàm. Ha ha. Hai vị đồng chí phối hợp thật đúng là ăn tin. Tin tưởng khoản tiền lớn sẽ được khu kinh tế Hoành không các cậu sử dụng thích đáng. Số tiền này phân lượng rất nặng. Chủ tịch tỉnh Khúc vừa thấy hai người ra vẻ đối đáp trong lãnh đạo khu kinh tế nhanh chóng cười ba phải. Phải diệt ngay ngọn lửa này, nếu không chừng lại gây ra cái gì đó, nếu truyền ra ngoài không phải nói là Khúc Chí Quốc tôi không có năng lực trong tập thể lãnh đạo tỉnh Thiên Vân sao. Đúng vậy, số tiền này rất nặng, đồng chí Diệp Phàm phải cố gắng. Khương Quân Sơn nói ra vẻ có điều ám chỉ. Các vị lãnh đạo yên tâm Diệp Phàm tôi sinh ra từ nông thôn, củi lửa trăm cân cũng làm rất tốt. Khoản tiền của khu kinh tế dù lớn thế nào tôi cũng có thể bắt bọn nó làm củi lửa. Hy vọng các vị lãnh đạo cấp cho nhiều củi lửa để Diệp Phàm tôi luyện lực. Sinh ra ở nông thôn là như vậy, một ngày không làm cũng cảm thấy khó chịu. Diệp Phàm khôi hài cười nói. Tất cả chúng ta đều hy vọng làm nhiều củi lửa này đó thôi. Phong Hồ Ninh cười nói. Buổi tối Diệp Phàm về đến tập đoàn Hoành không,
nhưng vừa vào nhà không ngờ đã gặp Kiều Báo Quốc. Anh vợ, trận gió nào thổi quý nhân đến vậy? Diệp Phàm cười nói, trong lòng sáng như gương. Không có gió không thể đến đây ngồi sao? Xem, cậu nói lời khách khí rồi phải không? Kiều Báo Quốc cười ngồi xuống. Không có việc không đến điện Tam Bảo đi. Việc này hình như vẫn là phong cách hành sự của anh. Diệp Phàm cười nói. Ha a hát, chúng ta là người nhà, chuyện gì đương nhiên đều phải nghĩ đến trước có phải không? Kiều Báo Quốc nói, cũng không trách. Tập đoàn các anh có tiền, làm gì còn muốn đến giao du với kẻ xấu. Số tiền kia hiện giờ khá phỏng tay. Diệp Phàm uống một ngụm trà nhìn Kiều Báo Quốc. Mọi nhà đều có khó khăn, tập đoàn chúng tôi tuy vẫn có lợi nhuận nhưng năm nay cũng cho các cậu không ít. Mà năm nay tập đoàn lại phải xây dựng tòa nhà trụ sở. Tòa nhà kia đã được xây dựng từ những năm 80, vốn đã phải dỡ bỏ để xây dựng lại rồi. Chẳng qua bởi rất nhiều nguyên nhân vẫn không thể thực hiện. Hiện giờ đã thành tòa nhà nguy hiểm rồi, không xây dựng không được. Kiều Báo Quốc thở dài cau mày nói. Hơn nữa, mọi người đều nhìn chằm chằm. Tôi đến bên đó thời gian cũng không dài, dù sao cũng phải làm chút việc có phải không? Nếu ngay cả tòa nhà cũng không giải quyết được thì chủ nhiệm như tôi sẽ mất đi uy tín. Không người nào không muốn lập uy, cậu chắc chắn cảm nhận được cái khổ sở của tôi. Một tòa nhà sẽ không vượt qua 100 triệu đi, tiền của các anh nhiều, sao có thể chút tiền đó cũng không lấy được. Diệp Phàm nói, không thể nói như vậy, tất cả mọi người đang phát triển. Tập đoàn cũng đang tiến hành cải cách nhiều phương diện, chỗ cần dùng tiền rất nhiều, ví dụ như tập đoàn sửa chữa lớn. Chỉ những thiết bị thí nghiệm cũng đã lấy của chúng tôi mấy trăm triệu. Còn tuyển dụng người mới, hơn nữa dù nói thế nào, những người ngồi trong ban lãnh đạo cũng phải hỗ trợ một ít có phải không? Kiều Báo Quốc lại nói. Tiền lấy xuống mấy tỷ nhưng nếu dùng để ủng hộ các anh xây nhà tuyệt đối không được. Đến lúc đó có người đâm sau cột sống của tôi. Tiền cấp trên đưa xuống nếu muốn làm dự án lớn anh có thể lấy nhưng việc này không thể. Hơn nữa Chủ tịch Khúc hôm nay đã nói đến điểm này trong hội nghị thường vụ. Chúng ta không thể vi phạm có phải không? Diệp Phàm nói. Ha ha, tôi tin cậu có cách, ví dụ như không phải chúng tôi đang làm sửa chữa lớn sao? Sửa chữa này chính là đầu tư vào mấy triệu kinh phí nghiên cứu khoa học. Khu kinh tế ủng hộ tiền cũng là đúng. Tiền cấp trên cấp chính là ủng hộ các dự án của khu kinh tế, chúng tôi sửa chữa cũng là một trong những dự án lớn. Tập đoàn máy móc Trung Quốc là tập đoàn cấp dưới của khu kinh tế. Khu kinh tế không thể không quan tâm có phải không? Kiều Báo Quốc hôm nay xác định không buông tay. Việc này anh chuẩn bị tài liệu đi, có lẽ mấy hôm nữa sẽ thảo luận vấn đề này. Đến lúc đó, tài liệu của anh đầy đủ thì em cũng dễ nói hơn đúng không? Hơn nữa, tốt nhất anh phải đả thông nhiều đồng chí khác. Đến lúc đó, thảo luận trên hội nghị của ban lãnh đạo tất cả mọi người không có ý kiến thì tốt có phải không? Diệp Phàm nói. Đã chuẩn bị hết rồi. Hiện giờ chúng tôi đang tiến hành cải cách kỹ thuật máy cho nhà máy thủy điện. Chỉ cải tiến kỹ thuật này cũng cần mấy trăm triệu. Đến lúc đó thành công thì tập đoàn chúng tôi vẫn trích phần trăm cho khu kinh tế có phải không? Đây là lông dê trên người dê, nhưng lông dê cũng làm cho người nó ấm áp có phải không? Cấp trên cho mấy tỷ, tôi không cần nhiều chỉ 200 triệu dù sao cũng phải cấp có phải không? Tập đoàn cấp dưới khu kinh tế dù sao cũng không nhiều, chỉ có hai tập đoàn chúng tôi. Kiều Báo Quốc dùng công phu sư tử ngoạm. 200 triệu, làm sao có thể? Dù tập đoàn lớn cấp dưới của khu kinh tế không nhiều lắm. Nhưng tập đoàn nhỏ cũng không ít. Hơn nữa, tập đoàn lớn cũng không riêng gì hai tập đoàn của chúng ta. Anh quên địa khu Giang Hoa và thành phố Hạng Nam rồi sao? Hiện giờ khu kinh tế Hoành không gồm cả hai nơi này. Công ty của hai địa phương đó không ít. Mà khu kinh tế Hoành không phát triển mạnh nhất là về du lịch. Một nửa số tiền kia phải đầu tư vào du lịch. Ví dụ như giao thông, nguồn nhân lực, hoàn cảnh sống, dân sinh, chính là các phương diện để phát triển hài hòa xã hội. Cho nên, không riêng gì phát triển kinh tế. Hơn nữa, tỉnh thành lần này thông qua dự án tổng hợp các khu cải cách thí điểm. Buổi sáng sau cuộc họp Chủ tịch Khúc có nói chuyện với em. Nói là tuy rằng khu này ở tỉnh thành nhưng khu kinh tế Hoành không đã đi trước một bước. Cho nên, yêu cầu sau khi trở về phải nghiên cứu phương án của nhà nước. Làm cho khu kinh tế trở thành một đơn vị cải cách thí điểm không phê duyệt. Mà tỉnh thành cũng có thể tham khảo kinh nghiệm của bên em, một khi có thể thành tỉnh thành sẽ tiến hành thí điểm. Tỉnh thành vừa xong sẽ tiến hành mở rộng ra toàn tỉnh.
Cho nên, để xã hội phát triển hài hòa cần đầu tư khoản tiền lớn. Chủ tịch Khúc tuy nói không có chỉ thị đầu tư nhiều hay ít tài chính. Nhưng nếu chúng ta không quan tâm thì cấp trên chắc chắn không đồng ý. Dù sao lần này tỉnh thành cũng quan tâm đối với khu kinh tế của chúng ta. Theo quy củ cũ thì ít nhất phải trích lại 1/3. Lần này chủ tịch Khúc không lấy lại một đồng mà trả lại hết cho chúng ta. Cho nên, chúng ta phải dùng số tiền này thật tốt. Nếu cho các anh 200 triệu, thì của địa khu Giang Hoa và thành phố Hạng Nam đâu? Còn có du lịch của Hoành không nữa? Diệp Phàm kiên nhẫn giải thích cho anh vợ, đương nhiên cũng không muốn kiều báo quốc cảm thấy khó chịu trong lòng. Cách của chủ tịch Khúc đương nhiên tốt với chúng ta, nhưng nguyên nhân trong đó cũng không phải là tỉnh không muốn giữ lại đúng không? Kiều báo quốc hừ nói. Đó là đương nhiên, nguyên nhân thì nhiều, ví dụ như tính ủng hộ khu kinh tế Hoành không. Còn nữa có lẽ cũng liên quan đến đồng chí Khương Quân Sơn. Quan hệ ở đây phức tạp, chính tôi cũng không suy nghĩ ra. Diệp Phàm nói. Nghe nói chủ tịch Khúc rất mạnh, vừa đến thì chủ tịch Khúc đã giơ tay. Lần này tiền lại không trích lại, có lẽ hai người họ có tranh chấp, chúng ta thành ngư ông. Kiều báo quốc cười nói. Đương nhiên, không phải cậu không biết mà là cậu giả vờ không biết thôi. Ôi, em thấy Khương Quân Sơn giải quyết mọi việc có chút cực đoan. Cũng không biết ông ấy có quan hệ gì với phó chủ tịch tỉnh Yến Nguyệt. Không ngờ muốn đưa khoản tiền cấp cho khu kinh tế chúng ta cho tỉnh thành để cải tạo khu Lục Loan. Cuối cùng dùng cách nói tổng hợp thí nghiệm cải cách các khu lại. Hơn nữa, còn muốn kéo khu Lục Loan vào khu kinh tế Hoành không? Ý tưởng thật ra tốt, nhưng chuyện này chủ tịch Khúc vẫn chèn ép ý tưởng của Khương Quân Sơn. Diệp Phàm hừ nói. Khương Quân Sơn vừa ở tỉnh Thiên Vân, ở tỉnh Điền Nam đương nhiên y là con rối. Tất nhiên phải tỏ vẻ mạnh mẽ để chứng minh mình ở tỉnh Điền Nam. Nhưng y chọn thời cơ không đúng, có lẽ từ này về sau việc này sẽ được Phó Chủ tịch Yến Nguyệt ghi nhớ. Nhưng y thấy tầm quan trọng của cậu, nhưng không thấy được uy lực của thành viên khu kinh tế Hoành không. Lãnh đạo khu kinh tế chúng ta đều có 4 vị trong lãnh đạo tỉnh Điền Nam. Nhậm Thời Mãn, Phong Hồ Ninh, Cái Thiệu Trung, cả cậu nữa là 4. Mà Chủ tịch Khúc chính là hiểu rõ, đã thấy được lực ảnh hưởng này. Hơn nữa, muốn khai đao bằng khu kinh tế Hoành không là đâm vào cột sống của 4 vị. Khương Quân Sơn đã phạm vào điều tối kỵ, tuy 4 vị này không thể ngồi cùng nhau nhưng đối ngoại vẫn khá nhất trí. Khương Quân Sơn làm việc thất sách, một Yến Nguyệt so với 4 người các cậu, nặng nhẹ thế nào không rõ sao. Y không biết còn vì nguyên nhân khác, tôi cảm thấy y hẳn không hồ đồ như thế. Kiều báo quốc hừ nói. Chương 3472, ám thị của Ninh Đại Lão. Cũng chưa chắc, đầu óc tuyệt đối không lẫn đâu, ông ta không phải không nhìn rõ ràng mà là đang thử tình hình. Thứ hai, ông ta cho rằng tôi và chủ tịch tỉnh Khúc quan hệ không tồi, mà muốn lôi tôi sang phía trận doanh của ông ta thì khả năng sẽ rất khó. Hơn nữa, Nhậm Thời Mãn là thường ủy viên tỉnh ủy, bọn họ cũng không phải cùng một hệ. Cho nên, cũng không thể trực tiếp nghe ông ta, nhiều nhất chính là quan hệ hợp tác. Thứ ba là ông ta có dự định của mình. Ví dụ như Yến Nguyệt dễ lôi qua. Bởi vì, Yến Nguyệt và chủ tịch tỉnh Khúc không hề hợp phách với nhau. Còn có một đồng chí, đó chính là Triệu Hướng Vân. Người này trước kia đi theo đồng chí bố Hoa Thanh đã được điều đi. Còn Khương Quân Sơn tiếp nhận vị trí của bố Hoa Thanh, phỏng chừng lúc đi bố Hoa Thanh đã giới thiệu Triệu Hướng Vân cho Khương Quân Sơn. Ba người này cùng hợp lại thì cũng được 3 phiếu có đúng không? Hơn nữa, Khương Quân Sơn biết rằng bố Hoa Thanh và Triệu Hướng Vân chẳng đối phó với tôi. Ông ta biết không thể đem khoản tiền mà cấp trên rót xuống chuyển cho khu Lục Loan. Nhưng, đây chỉ là một thái độ của ông ta. Ông ta bày tỏ thái độ không ủng hộ khu kinh tế Hoành không đối với Yến Nguyệt và Triệu Hướng Vân. Còn chúng ta bên này tuy nói có 4 người trong bộ máy ủy ban nhân dân tỉnh. Nhưng, nhân viên phức tạp, Nhậm Thời Mãn không dễ làm. Mà quan hệ của tôi với chủ tịch tỉnh Khúc ông ta cũng biết không dễ xuống tay. Mà Cái Thiệu Trung hình như chẳng có quan hệ tốt với ai trong bộ máy ủy ban nhân dân tỉnh cả. Nếu đã không dựa vào Khúc vừa không về phía Khương Quân Sơn, quan hệ của ông ta với tôi cũng không tồi. Mà Phong Hồ Ninh chắc chắn sẽ ủng hộ chủ tịch tỉnh Khúc. Cho nên, như vậy hợp lại, ông ta đứng về phía chúng ta không có lợi, cho nên lôi kéo Yến Nguyệt và Triệu Hướng Vân thì thích hợp hơn. Diệp Phàm cười nói. Yến Nguyệt nhất định có thể kéo qua, nhưng còn Triệu Hướng Vân thì khó nói lắm. Đối với những sự vụ liên quan đến khu kinh tế Hoành không thì Triệu Hướng Vân sẽ phản đối,
nhưng còn những sự vụ khác thì Triệu Hướng Vân chưa chắc sẽ đối nghịch với Chủ tịch tỉnh Khúc. Khương Quân Sơn trong thời gian ngắn mà muốn gọi nhịp với Chủ tịch tỉnh Khúc thì là chuyện không thể. Kiều Báo Quốc nói, hai người đang nói chuyện, bỗng nhiên điện thoại của Diệp Phàm đổ chuông. Rút điện thoại ra không ngờ là của bí thư Ninh Chí Hòa. Diệp Phàm liền đi vào toilet để nghe. Buổi sáng họp thảo luận việc cải tạo khu Lục Loan, Diệp Phàm, cháu có tính toán gì không? Ninh Chí Hòa hỏi, cháu thì có tính toán gì được, khu Lục Loan ở tỉnh thành, khu thí điểm cải cách tổng hợp cũng ở tỉnh thành, không có liên quan gì lắm đến khu kinh tế Hoành Không của cháu. Hơn nữa, chúng cháu là khu anh em cho nên cũng ủng hộ bọn họ vài chục triệu. Đương nhiên, nếu như việc cải tạo khu Lục Loan mà cần khu kinh tế Hoành Không hỗ trợ nhân lực và kỹ thuật thì cháu sẵn sàng. Diệp Phàm nói, trong lòng hắn cũng không khỏi cảm thấy sự tinh xảo của Ninh Chí Hòa, sao tự nhiên lại hỏi đến việc cải tạo khu Lục Loan như vậy. Ha ha, khu Lục Loan cũng không phải cái gì ghê gớm. Thế mấy chục triệu của cháu chuyển qua đó rồi à? Ninh Chí Hòa cười nói. Vậy chú Ninh bảo cho bao nhiêu cháu sẽ không nói hai lời. Diệp Phàm nói. Ha ha, tiền nong là chuyện của cháu, chú cũng không có quyền hỏi đến cái này. Tuy nhiên, tỉnh thành được Quốc vụ viện phê chuẩn thành lập khu thí điểm cải cách tổng hợp. Mà khu kinh tế Hoành Không cũng là khu thí điểm được Quốc vụ viện phê duyệt. Thật ra, hai khu vực có rất nhiều điểm tương đồng nhau, hoàn toàn có thể liên hệ với nhau có đúng không? Trên tỉnh trước kia cũng ủng hộ khu kinh tế Hoành Không hết mình mà. Hiện tại việc cải tạo khu Lục Loan cần sự giúp đỡ của tỉnh, mà tỉnh cũng không thể bỏ ra nhiều tiền được. Dù sao, vốn liếng của tỉnh cũng có hạn mà. Ninh Chí Hòa nói. Ý chú Ninh là giang móc túi tiền của khu kinh tế Hoành Không bọn cháu. Diệp Phàm cố ý hỏi. Không thể nói như vậy được, tại sao lại mà móc túi tiền của khu kinh tế Hoành Không chứ? Vừa rồi chú cũng đã nói, khu anh em thì hỗ trợ lẫn nhau có đúng không? Ninh Chí Hòa cười nói. Việc này chủ tịch tỉnh Khúc đã muốn phủ quyết rồi, cho nên, cháu mới dám mở miệng đưa vài chục triệu cho bọn họ với hình thức hỗ trợ lẫn nhau. Diệp Phàm lôi Khúc Chí Quốc đi ra, hơn nữa cũng để thăm dò suy nghĩ của Ninh Đại Lão. Đồng chí Chí Quốc có thể phủ quyết đề nghị của Khương Quân Sơn, tuy nhiên có tiền hay không lại là chuyện của khu kinh tế Hoành Không bọn cháu. Mà quyền cho hay không cho tiền lại nằm trong tay Diệp Phàm cháu. Đừng nói với ta là cháu không nắm được cái quyền đó nhé. Ninh Chí Hòa cười nói. Diệp Phàm vừa nghe có thể hiểu ra chút ý vị, phỏng chừng hai người Khúc Ninh đang phân cao thấp ở chuyện này. Mà Khương Quân Sơn vừa mới xuống dưới làm ngũ đương gia của tỉnh ủy. Ninh Chí Hòa muốn lôi kéo ông ta là điều dễ hiểu. Còn khu Lục Loan là Khương Quân Sơn muốn thông qua việc này lôi kéo Yến Nguyệt và Triệu Hướng Vân để áp chế Khúc Chí Quốc. Ninh Chí Hòa nói chuyện này với mình chính là muốn mình ủng hộ Khương Quân Sơn sẽ áp chế ngược lại Khúc Chí Quốc. Đến lúc đó, chỉ cần mình và Khương Quân Sơn liên kết lại thì áp lực dồn lên chủ tịch tỉnh Khúc sẽ lớn hơn rất nhiều. Mà ở đầu kia của tỉnh ủy, nếu như Khương Quân Sơn ủng hộ Ninh Chí Hòa, thì thế ắt sẽ hình thành lên một gánh nặng đối với nhân vật số 2 tỉnh ủy. Hai gọng kìm này tấn công lại, thì chắc chắn Khúc Chí Quốc sẽ khó sống hơn rất nhiều. Những ngày tươi đẹp của Ninh Chí Hòa khi nắm trong tay được tỉnh ủy sẽ lại đến. Tuy nhiên, việc này đối với Diệp Phàm khá khó khăn. Mình đã chẳng được miếng gì ngon, sau này không chừng chủ tịch tỉnh Khúc sẽ quay lại để áp chế mình. Song đây là từ miệng Ninh Chí Hòa nói ra, Diệp Phàm không làm theo cũng không được. Hắn thật sự rất khó khăn. Tiền thì cháu muốn cấp, nhưng không có mục chi thì cũng khó cấp được. Diệp Phàm nói. Ha ha, mục chi, cháu là phó chủ tịch tỉnh mà không tìm ra được mục chi thì còn có thể ngồi vững được ở vị trí này sao? Có một số việc không cần thiết cần đến chú Ninh này dạy cháu. Cháu đã trưởng thành rồi. Không ngờ Ninh Chí Hòa lại nói nửa đùa nửa thật như vậy. Vậy được, cháu sẽ nghĩ cách để cấp một cách danh chính ngôn thuận. Tuy nhiên, nếu tỉnh ủy có chỉ thị gì đó thì dễ làm hơn một chút. Dù sao tiền kia cũng là cấp trên rót xuống cho khu kinh tế Hoành Không. Cấp một chát cho khu Lục Loan chắc người ta cũng không phản đối, khu anh em mà. Diệp Phàm nói. Nghe nói trong cuộc họp vừa rồi có người còn đưa ra phương án để Ủy ban Nhân dân thành phố Vinh Thành và khu kinh tế Hoành Không cùng quản lý trong thời gian mấy năm có đúng không? Ninh Chí Hòa hỏi. Đúng là có người nói như vậy, nhưng lúc đó bọn cháu lo không kham nổi nên chưa đồng ý. Dù sao, khu kinh tế Hoành Không đã đủ trải rộng rồi, giờ lại làm như vậy nữa e là không nổi, khiến người ta có cảm giác ôm đồm quá nhiều. Diệp Phàm nói. Ha ha, cái này chẳng giống với phong cách của cháu tẹo nào.
Ninh Chí Hòa cười nói. Chú Ninh nói vậy là có ý gì, Tiểu Diệp không rõ. Diệp Phàm cười nói. Lại còn cứ giả ngu trước mặt chú, cháu không rõ thì ai rõ đây. Trước kia cháu nhặng xị đòi nhập huyện Hoành Cương vào, sau này sơi tái nốt cả thành phố Hạng Nam. Khu Lục Loan bé tẹo kia đối với khu kinh tế Hoành không mà nói thì thấm tháp gì. Thôi, đừng có giả ngu trước mặt chú nữa. Ninh Chí Hòa nói. Nếu chú Ninh đã có chỉ thị thì cháu đương nhiên sẽ làm theo. Vậy sẽ đề xuất lên tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh việc nạp thêm khu Lục Loan vào khu kinh tế Hoành không đi. Chỉ có như vậy mới có thể danh chính ngôn thuận cấp tiền cho khu Lục Loan được. Tuy nhiên đề án này đầu tiên phải được bộ máy ủy ban quản lý của khu kinh tế thông qua. Chỉ sợ đến lúc đó xảy ra việc gì khác thôi. Còn nữa, dù được bộ máy UB quản lý thông qua thì vẫn phải báo cáo cho tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh. Tóm lại khá là dài dòng, cháu lo liệu khu Lục Loan có đợi được hay không? Diệp Phàm nói, khu kinh tế Hoành Không là trực thuộc một bộ hai tỉnh trong đó lấy tỉnh Thiên Vân làm chính. Tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh là cấp trên của tập đoàn Hoành Không chứ không phải là cấp trên trực tiếp của khu kinh tế Hoành Không. Tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh chỉ có quyền chỉ đạo nghiệp vụ đối với khu kinh tế Hoành Không. Còn những việc quan trọng của khu kinh tế Hoành Không chỉ cần được bộ máy ủy ban quản ký khu kinh tế thông qua, sau đó báo lên tỉnh ủy là được. Ninh Chí Hòa nói ra những điểm then chốt, sau đó nói tiếp. Còn về bên ủy ban quản lý kia, chú tin cháu sẽ đủ năng lực lo liệu được. Cháu sẽ cố gắng hết sức. Diệp Phàm nói, cúp máy xong hắn không khỏi cười chua xót. Ninh đại lão này ép quá chặt, quả thực khiến cho người ta có cảm giác nghẹt thở. Xếp thế, sao mặt mày xanh xao như tàu lá chuối thế kia? Cậu bị ai chọc tức à? Kiều Báo Quốc cười nói, vẻ mặt vui mừng khi người khác gặp họa. Phiền toái thật. Việc của mình còn chưa lo xong bây giờ lại còn muốn nhúng tay vào khu Lục Loan nữa. Anh nói xem việc này có phiền toái hay không? Diệp Phàm nói. Không phải trong cuộc họp vừa rồi cậu và Nhậm Thời Mãn đã liên thủ để từ chối rồi hay sao? Kiều Báo Quốc kinh ngạc. Đúng vậy, nhưng giờ lại phải nhập khu Lục Loan vào. Chẳng khác gì tự vả vào miệng mình cả. Diệp Phàm hừ nói, vẻ mặt âm trầm. Đến lúc đó trong cuộc họp của UB quản lý nếu có người lôi lại chuyện này, thì cậu phiền đấy. Hơn nữa, khu Lục Loan nhập vào khu kinh tế Hoành Không là để móc tiền, mọi người trong khu kinh tế đều biết rõ ràng. Đến lúc đó e là sẽ có người mắng sau lưng cậu chân ngoài dài hơn chân trong. Việc này rất nặng, phải suy nghĩ cho rõ ràng nhé. Khả năng được ủy ban quản lý thông qua là rất thấp. Kiều Báo Quốc nói. Chương 3473, ném tiền ra bên ngoài. Kiều Báo Quốc nhìn Diệp Phàm một cái nói tiếp. Hơn nữa mật ít ruồi nhiều. Đến lúc đó tiền cấp cho khu Lục Loan, vậy thì tập đoàn cơ khí TQ thì sao? Còn cả Hạng Nam và Giang Hoa nữa. Thời buổi này ai mà không muốn nhét cho đầy túi tiền chứ? Ngay cả tôi cũng khó chấp nhận được điều này. Đúng vậy, đây là ném tiền ra ngoài mà. Diệp Phàm nói. Ha ha, cậu khó khăn rồi đây. Kiều Báo Quốc cười nói. Anh cứ đắc ý đi. Đến lúc đó đầu tiên sẽ cắt phần của tập đoàn cơ khí nhà anh trước đấy. Diệp Phàm bất mãn hừ nói. Thôi đi, cậu cắt giảm của ai cũng được, nhưng của tôi thì không được. Nếu không, đến lúc đó đừng trách tôi trở mặt nhé. Kiều Báo Quốc thiếu chút nữa thì trợn mắt lên. Nếu anh dám phản đối thì thằng em rể này sẽ cắt hết của tập đoàn các anh, không tin cứ thử xem. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng. Hai người nói chuyện không ngờ lại sặc mùi thuốc súng như vậy. Thôi được rồi, không đôi con nữa, tôi về nghỉ ngơi trước đây. Kiều Báo Quốc nói xong liền rời đi luôn. Hai người này bây giờ cũng biết nhẫn nhịn lẫn nhau rồi. Sáng hôm sau, Lam Tổn Quân gọi điện đến văn phòng của Diệp Phàm, nghe xong tính toán của Diệp Phàm, Lam Tổn Quân nói. Tôi ủng hộ vô điều kiện quyết định của Diệp Lão Đại. Nhưng việc này tôi cũng khó mà làm được gì. Hiện tại Cung Chí Quân không ở đây, chúng ta cũng mất đi một phiếu rồi. Mà bộ máy ủy ban quản lý trên thực tế còn 12 người, chúng ta ít nhất phải nắm được 7 phiếu thì phương án của anh mới được thông qua. Mà 7 phiếu này thì lấy ở đâu ra, việc khác thì còn dễ một chút, đằng này chuyện mang tiền ném ra bên ngoài như vậy thì rất khó khăn. Ngay cả các đồng chí ở tỉnh Điền Nam có ủng hộ hay không vẫn rất khó nói. Còn địa khu Giang Hoa thì miễn bàn đi. Cho khu Lục Loan một khoản tiền lớn, thì tiền dành cho địa khu Giang Hoa sẽ ít đi. Kinh tế của địa khu Giang Hoa không thể so sánh với Hạng Nam, bọn họ càng cần tiền hơn, nếu như không giành được 3 phiếu từ Điền Nam thì chúng ta hoàn toàn mất hy vọng đề án được thông qua.
đó đúng là một vấn đề. Phỏng chừng Nhậm Thời Mãn, Phong Hồ Ninh, Dương Chí Thăng, Nạp Mãi Đề Lâm, Bành Nhất Khải đều sẽ cực lực cản trở. Chỉ năm người này thôi cũng đủ để khiến đau đầu rồi, nếu cộng thêm đồng chí của Điền Nam phản bội nữa thì căn bản không còn hy vọng nữa. Trước mắt có lẽ chỉ có tôi, cậu và Kiều Báo Quốc ủng hộ đề nghị này thôi. Đồng chí Cái Thiệu chúng tôi có thể thuyết phục được, nhưng đáng tiếc là anh ấy không được vào ủy ban quản lý, đây chính là một tổn thất lớn. Những người khác thì không dám chắc, nhưng kiên quyết phản đối chắc chắn là Phong Hồ Ninh. Ông ta luôn đi sát theo chủ tịch Tỉnh Khúc, tuy nhiên Dương Chí Thăng thì dễ giải quyết hơn. Diệp Phàm nói, nếu là ý của Ninh Đại Lão thì phỏng chừng Dương Chí Thăng sẽ không dám lên tiếng. Nhưng thật ra có thể bổ sung một phiếu kia của Cung Chí Quân. Hiện tại lo lắng nhất là đồng chí của Điền Nam, bởi đây là móc tiền của Điền Nam mà. Lam Tồn Quân gật gật đầu nói, việc này cứ để vài ba ngày nữa rồi tính sau, không cần vội vàng đưa ra. Tuy nhiên, bên phía bí thư Nhậm tôi phải lên tiếng trước. Diệp Phàm nói, thăm dò thái độ của ông ta trước cũng tốt, nếu như có thể thuyết phục ông ta thì càng tốt hơn. Tuy nhiên, tôi nghĩ là khó đấy. Lam Tồn Quân lắc đầu nói, mẹ kiếp, nếu không được thông qua thì ông đây sẽ dí chặt mấy tỷ này trong túi. Đến lúc đó đừng có ai hòng moi được đồng nào, chúng ta cứ làm tốt là được, xem ai làm gì được chúng ta. Diệp Phàm phát giận rồi. Đến lúc đó số đồng chí có ý kiến với anh chắc chắn sẽ nhiều đấy, không thể thực hiện được đâu Diệp lão đại. Lam Tồn Quân thở dài, sau đó nhìn Diệp Phàm một cái nói. Vốn đại quy hoạch Hoành Không trước đây còn khá đơn thuần, hiện tại khu kinh tế Hoành Không được thành lập thì càng ngày càng nhiều việc phức tạp hơn. Diệp lão đại, chúng ta mở rộng ra như vậy rốt cuộc là chuyện xấu hay tốt đây? Đương nhiên là chuyện tốt mà, đó có nghĩa là quy mô được mở rộng, sức cạnh tranh cũng được tăng lên. Đương nhiên, đối với người làm việc như chúng ta thì sẽ càng gian nan hơn. Không những chúng ta phải làm tốt công việc trong tập đoàn Hoành Không, mà còn phải lo đối phó với đám đàn bà trong ủy ban quản lý khu kinh tế nữa. Tồn Quân, ở đời người thách thức thì cũng chính là cơ hội. Nếu như cứ sợ này sợ kia chúng ta đành phải đi từng bước, thời gian đến thì leo lên trên. Cậu nói xem, cậu có bằng lòng như vậy hay không? Đương nhiên là không múa ồi, con đường đề bạt của chúng ta đều có chút khác quy định bình thường. Nếu như dựa theo tuổi tác mà nói, thì vị trí hiện tại của tôi ít nhất cũng phải chờ 5 năm nữa. Thời gian không đợi người, tôi không chờ được đâu. Cho nên, Diệp lão đại, anh nói đúng, chúng ta nên làm những việc vượt khỏi quy định bình thường, lấy tốc độ đề bạt vượt quy định bình thường để làm việc lớn. Lam Tồn Quân hào hùng nói. Ha ha, thế mới đúng chứ. Tôi không thích cuộc sống quá an nhàn, quá ổn định. Tôi và cậu đều không phải là người bình thường, không làm những chuyện bình thường. Diệp Phàm cười nói. Đây cũng chính là một Diệp lão đại đặc biệt và khiến tôi tâm phục nhất. Lam Tồn Quân cười nói. Lam Tồn Quân vừa đi thì Khổng Ý Hùng đen bản phương án đến. Diệp Phàm nhét vào cặp xong liền chạy đến văn phòng của Nhậm Thời Mãn. Đồng chí Nhậm Thời Mãn hôm nay có vẻ tinh thần rất tốt, quần áo chỉnh tề, đầu tóc bóng lột. Đồng chí Diệp Phàm mời ngồi. Nhậm Thời Mãn chỉ tay vào ghế cười nói. Hoàn toàn là tư thế giải quyết việc chung. Bí thư Nhậm, hôm nay đến đây chủ yếu là có việc muốn trực tiếp báo cáo trao đổi với ông. Diệp Phàm nói, có việc gì xin mời nói, chúng ta đâu cần phải khách khí như vậy. Làm đồng nghiệp của nhau một thời gian dài như vậy rồi mà có đúng không? Nhậm Thời Mãn đánh giọng quan nói. Bí thư Nhậm, ông xem tài liệu này trước đã. Diệp Phàm nói xong đem bản phương án tiếp nạp khu Lục Loan vào khu kinh tế Hoành Không mà Khổng Ý Hùng đã chuẩn bị xong đưa cho Nhậm Thời Mãn xem. Ông ta cũng lật xem kỹ từng trang. Không lâu sau ông ta nhăn mặt lại. Xem xong tài liệu. Ông ta đặt lên bàn, mặt mày nghiêm túc, nói. Sao cậu đột nhiên thay đổi ý kiến như vậy? Tôi về đã suy nghĩ rất nhiều. Cảm thấy việc cải tạo khu Lục Loan lần này đối với khu kinh tế Hoành Không chúng ta mà nói chưa chắc đã không phải là một cơ hội tốt. Tôi suy nghĩ rất lâu, cảm thấy chúng ta phải thử xem sao. Diệp Phàm nói. Ồ, móc túi tiền của chúng ta mà còn là cơ hội tốt sao? Đạo lý này nói không thông chút nào đồng chí Diệp Phàm ạ. Theo cách nói của bộ máy tỉnh ủy ban nhân dân tỉnh hôm đó thì mấy tỷ mà quốc vụ viện rót xuống kia đều phải đổ vào việc cải tạo khu Lục Loan. Nói thẳng thừng ra là móc túi tiền của chúng ta. Việc này tôi thấy chẳng có bất cứ cơ hội tốt nào cả. Nhậm Thời Mãn nói. Thực tình là thế này, nếu như để khu Lục Loan nhập vào khu kinh tế Hoành Không, thì chúng ta đương nhiên phải rút một khoản tiền dùng để cải tạo khu Lục Loan.
Đương nhiên, cũng không phải dùng đại bộ phận số tiền kia vào công việc cải tạo khu Lục Loan như họ nói. Kế hoạch của tôi là rút khoảng 500 triệu để phục vụ cho việc cải tạo khu Lục Loan thôi. Chúng ta không thể không làm gì mà đòi hưởng công được có đúng không? Còn tôi nói đây sẽ là cơ hội đối với chúng ta là chỉ việc khu thí điểm cải cách tổng hợp quốc gia mà kia. Nếu khu Lục Loan do chúng ta và Ubi tỉnh thành cùng quản lý thì chúng ta cũng có thể tận dụng được ưu thế về chính sách và một chút hỗ trợ về tài chính mà khu thí điểm cải cách tổng hợp mang lại. Có lẽ cái chúng ta thu được còn nhiều hơn nhiều so với số chúng ta bỏ ra. Khu thí điểm cải cách tổng hợp là mang tính quốc gia, điểm đứng của nó cao hơn khu kinh tế hoành không chúng ta. Khu kinh tế hoành không chúng ta muốn phát triển thì còn phải đi một con đường rất dài nữa. Cho nên chúng ta phải nắm lấy cơ hội, tận dụng tất cả cơ hội để hỗ trợ cho việc phát triển của mình. Diệp Phàm nói, như vậy đi, ngày mai triệu tập cuộc họp đảng ủy. Đem phương án của cậu thảo luận một chút, dù sao đây cũng là việc lớn, phải suy nghĩ cho kỹ càng, sau đó mới đưa ra quyết định. Nhậm Thời Mãn đang thể hiện quyền uy của mình, chứ không tỏ thái độ nào. Diệp Phàm biết, lão già này sẽ không có hảo tâm như vậy. Phỏng chừng trong cuộc họp bộ máy ủy ban quản lý sẽ chèn ép mình không thương tiếc. Nếu như hiện tại phủ quyết ý kiến ngay thì sẽ là quá vội vàng, bỏ mất cơ hội tốt để thể hiện quyền uy của mình và đả kích Diệp Phàm. Sau khi đi ra, Diệp Phàm liền gọi điện cho Cái Thiệu Trung, cách nói của Cái Thiệu Trung cũng gần như Lam Tồn Quân. Tuy nhiên anh ta cũng là lực bất tòng tâm. Chương 3474, vượt giới hạn. Tuy nói ông ta là chủ tịch tập đoàn Hoành Không, nhưng vì nguyên nhân trên tỉnh nên không có cơ hội vào trong bộ máy ủy ban quản lý. Đây là điều mà Cái Thiệu Trung cảm thấy khó chịu nhất. Bởi vì, một số thành viên của tập đoàn cấp dưới, như Dương Chấn Đông đều đã được vào rồi mà Cái Thiệu Trung chưa được vào. Đây là điều không hợp với lẽ thường, nhưng việc này bởi vì thân phận của Cái Thiệu Trung ở Ủy ban Nhân dân tỉnh mà bị gạt ra ngoài. Vì đồng chí Phong Hồ Ninh vào rồi, từ điểm này hình như không hợp với quy định bình thường cho lắm. Đây là quyết định của tầng cao tỉnh ủy, các đồng chí phía dưới đôi khi cũng bất đắc dĩ. Mà Diệp Phàm đếm tới đếm lui nhiều nhất cũng chỉ được 4 phiếu, trong đó bao gồm cả Chu Gia Sinh ở địa khu Giang Hoa. Cái này, đồng chí Cung Chí Quân không có mặt là một tổn thất lớn đối với Diệp Phàm. Tuy nhiên chuyện lần trước mình liên thủ với các đồng chí ở Điền Nam làm rất tốt. Diệp Phàm vì thế lại gọi điện cho hai đồng chí khác ở Điền Nam để tham khảo một chút. Tuy nhiên, ý của trợ lý chủ tịch tỉnh Điền Nam là Mộc Hùng Phi là việc này quá lớn. Anh ta phải báo cáo với lãnh đạo cấp trên rồi tính sau. Diệp Phàm biết rằng anh ta đang muốn đùn đẩy, xem ra đồng chí Mộc Hùng Phi này rất không chắc, rất có thể sẽ phản bội. Chẳng qua là thời gian Nhậm Thời Mãn ép quá chặt, phỏng chừng cũng không để cho Diệp Phàm có cơ hội làm công tác tư tưởng với các đồng chí khác. Đồng chí lão Nhậm lần này nhất định phải khắc phục khó khăn. 9 giờ sáng ngày hôm sau, ngoại trừ Cung Chí Quân không thể tham dự ra, 12 ủy viên còn lại đều đã đến đông đủ. Trước khi bắt đầu cuộc họp tôi muốn thông báo cho mọi người một tin tức tốt lành. Nhậm Thời Mãn nói đến đây nhìn mọi người một chút, thấy mọi người đều chú ý, Nhậm Thời Mãn chậm rãi nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp. Công ty của chúng ta ở Bãi Yến Nguyệt tỉnh Việt Đông thời gian trước đã bị tập đoàn Thủy Đạt phá hoại gây chút tổn thất. Nhưng lần này bọn họ đã nhận được bồi thường lớn rồi. Không chỉ riêng tập đoàn Thủy Đạt bồi thường, mà Ủy ban Nhân dân thành phố Việt Châu cũng bồi thường. Sự bồi thường này không chỉ là về vật chất mà còn cả về chính sách nữa. Thắng lợi này là kết quả của toàn thể thành viên bộ máy ủy ban quản lý cùng cố gắng. Nhậm Thời Mãn nói cổ vũ mọi người, hơn nữa cũng thể hiện quyền uy số một của ông ta trong bộ máy ủy ban quản lý. Ông ta vừa dứt lời, nhất thời những tiếng vỗ tay vang lên dần dần. Đây là bí thư Nhậm của chúng ta có cách hay. Thời gian trước quyết nghị của bộ máy chúng ta đã được đệ trình lên Quốc vụ viện. Dù sao bí thư Nhậm cũng từ đó đi ra, dưới áp lực từ trên xuống, thành phố Việt Châu và tập đoàn Thủy Đạt không thể không ra mặt xử lý. Dương Chí Thăng bắt đầu nịnh hót Nhậm Thời Mãn. Ha ha, không thể nói như vậy mà. Tuy là tôi báo cáo lên trên, nhưng việc đồng chí Diệp Phàm đích thân tới thành phố Việt Châu để xử lý thì cũng không thể không nhắc tới được. Còn có đồng chí Chấn Đông ở nhà sẵn sàng liên lạc chúng ta đều có công mà. Đây là sức mạnh của tập thể. Nhậm Thời Mãn còn muốn khiêm tốn. Chúng ta liên tục hai lần đều có khởi đầu tốt đẹp, điều này không thể tách rời được bí thư Nhậm. Dương Chấn Đông cười nói. Diệp Phàm nhìn y một cái, cảm thấy người này có chút thay đổi. Phỏng chừng là sau khi Nhậm Thời Mãn được vào thường ủy thì tâm tư người này bắt đầu lung lay. Ha ha,
Việc thành công ở Tân Môn là do chủ tịch tỉnh Diệp sắp xếp cụ thể, chủ nhiệm Kiều phụ trách. Lúc này, Lam Tồn Quân nói ra câu này, ý là việc này không có liên quan gì đến Nhậm Thời Mãn cả, công lao này không thể thuộc về ông ta được. Chủ tịch Lam, chẳng lẽ lúc đó bí thư Nhậm không ở khu kinh tế Hoành không hay sao? Hơn nữa, việc này được thông qua cuộc họp bộ máy thảo luận, bí thư Nhậm cũng ủng hộ cơ mà. Dương Chí Thăng lạnh lùng hừ nói. Ha ha, trước khi khu kinh tế Hoành không thành lập thì việc này đã được bàn trong cuộc họp bộ máy tập đoàn Hoành không rồi. Lúc đó trong nội bộ tập đoàn nghe nói còn có rất nhiều đồng chí nghĩ không ra, cuối cùng đồng chí Diệp Phàm làm công tác tư tưởng với mọi người. Về chuyện này, đồng chí Trấn Đông lúc đó là một trong những thành viên của bộ máy tập đoàn, cho nên đồng chí ấy là người rõ nhất có đúng không? Lam Tồn Quân cười nói. Có chuyện này à? Dương Chí Thăng nhìn Dương Trấn Đông nói. Ha ha, lúc đó trong cuộc họp bộ máy tập đoàn cũng đã nói chuyện phiếm chuyện này. Dương Trấn Đông cười nói, coi đây là việc rất qua loa. Nói chuyện phiếm ư, bộ máy họp để làm cái gì? Chẳng lẽ là để nói chuyện tào lao à? Đồng chí Trấn Đông, câu này của anh có chút không nghiêm túc rồi. Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc phê bình nói. Tôi nói sai rồi, sai rồi. Dương Trấn Đông mặt đỏ lên nói, y có chút sợ sệt trước quyền uy của Diệp Phàm. Ha ha, bộ máy họp là phải nghiêm túc, nhưng đôi khi cũng cần thoải mái một chút có đúng không? Nhậm Thời Mãn liền ra mặt vì Dương Trấn Đông. Đúng vậy. Đôi khi cũng nên thoải mái một chút mà. Dương Trấn Đông vội gật đầu. Thôi được rồi, trở lại chuyện chính đi. Hôm nay triệu tập mọi người đến đây chủ yếu là theo yêu cầu của đồng chí Diệp Phàm. Các vị trước tiên hãy xem một chút tài liệu trên bàn, đây là đề nghị của đồng chí Diệp Phàm, xem xong mọi người cứ mạnh dạn cho ý kiến. Trên tinh thần dân chủ nhất, Nhậm Thời Mãn đại khí nói. Mọi người liền lật xem tài liệu, nửa giờ sau tất cả đều đã xem xong, cũng đã cân nhắc xong. Hơn nữa còn có một số người nhỏ going trao đổi với nhau. Mọi người có thể cho ý kiến rồi. Nhậm Thời Mãn liếc mắt nhìn mọi người một cái, nói. Đồng chí Diệp Phàm, hôm trước trong cuộc họp trên tỉnh anh rất phản đối việc khu Lục Loan nhập vào khu kinh tế chúng ta. Mà lúc đó người đề nghị là chủ tịch tỉnh Khương. Còn chủ tịch tỉnh Khúc cũng cho rằng thời cơ chưa chín muồi, bản thân khu kinh tế Hoành không vẫn còn non trẻ nên chưa có năng lực như vậy. Sao hôm nay lại có ý kiến ngược lại như vậy? Việc này các đồng chí phải cân nhắc thận trọng một chút. Phong Hồ Ninh quả nhiên là người nã pháo đầu tiên. Bởi vì ông ta đại diện cho chủ tịch tỉnh Khúc Chí Quốc. Mà ông ta cũng biểu lộ ra ý kiến của chủ tịch tỉnh Khúc. Đây cũng là để ép một số người khác. Ý của chủ tịch tỉnh Khúc là như vậy đấy, các người cân nhắc cho kỹ. Đó là ý tưởng ngay lúc ấy có lẽ tầm nhìn còn mang tính cực hạn. Tuy nhiên sau khi trở về tôi đã suy nghĩ cẩn thận vấn đề này. Tuy nói đề nghị của chủ tịch tỉnh Khương là yêu cầu chúng ta móc ra một khoản tiền, nhưng chúng ta không thể hoàn toàn làm theo ý của chủ tịch tỉnh Khương được. Cái gì cũng có giới hạn của nó có đúng không? Nhưng mà trong việc này chúng ta cũng sẽ nhận được nhiều ưu đãi Diệp Phàm nói, giống như hôm qua đã nói với Nhậm Thời Mãn. Chưa biết là những ưu đãi đó đến đâu, mà theo cách nói của chủ tịch tỉnh Diệp là hiện tại chúng ta phải bỏ ra 500 triệu để giúp đỡ khu Lục Loan cải tạo. Những 500 triệu cơ đấy, các đồng chí ạ. Đây là một số tiền rất lớn, gấp mấy lần tổng thu nhập tài chính của địa khu Giang Hoa chúng ta đấy. Lúc này, bí thư địa ủy Giang Hoa Mộc Thành Trương nói. Đúng vậy, đây là con số rất lớn, khu kinh tế chúng ta vừa thành lập chưa được bao lâu, rất nhiều công việc phải làm mà đem tiền cho khu Lục Loan như vậy căn bản là không hợp lý, chúng ta cần tiền để đầu tư vào lĩnh vực khác. Ví dụ như địa khu Giang Hoa càng cần hỗ trợ tài chính hơn, địa khu Giang Hoa là khu vực trực thuộc của khu kinh tế đấy. Trợ lý chủ tịch tỉnh Điền Nam Mộc Hùng Phi kiên quyết tỏ thái độ phản đối. Chúng ta phải nhìn xa một chút, tuy rằng tạm thời chúng ta sẽ tổn thất một khoản tiền. Nhưng việc cải cách tổng hợp tỉnh thành một khi được khởi động, chúng ta sẽ nhận được hỗ trợ tài chính và chính sách từ trong đó. Hơn nữa, việc cải cách tổng hợp này là mang tính quốc gia, phạm vi rộng lớn. Có thể mang đến cơ hội và sức sống cho khu kinh tế Hoành không chúng ta. Tại sao chúng ta không bắt lấy cơ hội này? Không nên vì tiếc một bát mà bỏ cả một mâm, sau này hối hận thì cũng muộn rồi. Chủ tịch Lam nói thì dễ nghe lắm, thành phố Hạng Nam cũng là một trong những khu trực thuộc quan trọng của khu kinh tế. 1,6 tỷ rót xuống lần này cũng phải dành cho thành phố Hạng Nam mấy trăm triệu. Vậy thành phố Hạng Nam các anh không cần tiền nữa à? Còn địa khu Giang Hoa chúng tôi thì khác, kinh tế kém hơn Hạng Nam các anh, cho nên chúng tôi cần phải nhận tiền hỗ trợ,
tiền hỗ trợ này không những không được giảm đi mà còn phải tăng lên mới được. Chủ tịch thành phố Lam cũng đừng nói chúng tôi ích kỷ, đây cũng là chuyện không có cách nào. Không có tiền thì khó khăn lắm, tình cảnh của chúng tôi chắc chủ tịch Lam chưa được nếm thử. Mộc Thành Trương cười lạnh nói. Ha ha, tiền rót xuống lần này còn chưa tiến hành phân phối mà đồng chí Mộc Thành Trương đã nhận phần rồi. Nếu đồng chí tự lo liệu được như vậy thì còn cần đến y làm gì nữa? Vậy thì bí thư Nhậm và chủ nhiệm Diệp về hưu trước đi. Bởi vì việc này đồng chí Mộc Thành Trương có thể làm thay cơ mà. Lam Tồn Quân châm chọc nói, Mộc Thành Trương mặt đỏ bừng, cảm thấy mình đã vượt giới hạn rồi. Chương 3475, hạng mục trọng điểm chứ không phải giúp đỡ người nghèo. Đồng chí Tồn Quân, tôi hy vọng anh không được bẻ cong sự thật, chuyện này không có liên quan gì đến ủy ban quản lý. Những gì tôi tói đều là sự thật. Lần này cấp trên rót xuống những tỷ mấy như vậy, chẳng lẽ lại gạt địa khu Giang Hoa ra ngoài? Ngay cả chuyện này trước khi chủ tịch tỉnh Diệp và bí thư Nhậm đến thì cũng là chuyện không có khả năng. Mà kinh tế của địa khu Giang Hoa chúng tôi đúng là vẫn còn kém, cần tiền hỗ trợ cũng không phải chuyện gì mất mặt. Mộc Thành Trương tôi từ trước đến giờ luôn cầu thị, chứ không đánh cho mặt mình sưng lên rồi nhận là béo. Không giống như một số đồng chí, chuyện của bản thân mình lo chưa xong còn ham hố bên ngoài. Mộc Thành Trương hừ lạnh nói. Ha ha, đồng chí Mộc nói đề nghị của chủ tịch tỉnh Diệp là đề án đánh vào mặt rồi nhận là béo. Thú vị, trên đời này lại có đề án như vậy, không ngờ Dương Chí Thăng đột nhiên lại nói một câu như vậy. Tôi không nói như vậy, đồng chí Chí Thăng, anh đừng có lý giải sai lệch như vậy. Mộc Thành Trương vội nói. Anh không nói như vậy à, lời của anh rất rõ ràng đó thôi, mọi người ngồi đây vẫn tỉnh táo mà. Nếu không, đồng chí Mộc. Ý của anh là gì? Dương Chí Thăng cười lạnh nói. Chủ tịch tỉnh Diệp, tuy Mộc Thành Trương tôi phản đối đề án này, nhưng ý của tôi không phải như đồng chí Chí Thăng nói. Đó chỉ là một ví dụ nhằm vào thành phố hạng Nam mà thôi. Anh đừng có hiểu lầm nhé. Không ngờ Mộc Thành Trương lại đứng lên giải thích với Diệp Phàm như vậy. Ha ha, đồng chí Thành Trương đem thành phố hạng Nam chúng tôi ví von như vậy. Nói một câu không khách khí như thế này. Trong khu kinh tế Hoành Không, thành phố hạng Nam chiếm một vị trí rất quan trọng. Tổng bộ khu kinh tế đặt ở thành phố hạng Nam, tuyệt đại bộ phận khu vực quan trọng của khu kinh tế đều nằm ở thành phố hạng Nam. Cho nên, vừa rồi đồng chí Mộc Thành Trương yêu cầu đem tiền của thành phố hạng Nam chúng tôi chuyển cho khu Lục Loan là chuyện không thể được. Tuy nhiên, xuất phát từ tình anh em, thành phố hạng Nam chúng tôi có thể cân nhắc hỗ trợ một phần cho khu Lục Loan. Nhưng, sau khi khu Lục Loan cải tạo thành công, được hưởng ưu đãi từ việc cải cách tổng hợp thì cũng đừng quên thành phố hạng Nam chúng tôi. Trong việc này chúng tôi cũng nhìn ra một cơ hội rất lớn. Cho nên không thể để lỡ cơ hội này được. Lam Tồn Quân tỏ vẻ ủng hộ Diệp Phàm. Tầm nhìn của đồng chí Tồn Quân rất xa. Tuy rằng trước mắt thành phố hạng Nam chịu tổn thất một chút, nhưng tiền cảnh trong tương lai lại rất tươi đẹp. Tôi ủng hộ đề nghị của đồng chí Tồn Quân. Dương Chí Thăng tỏ thái độ như vậy, thật sự khiến cho Lam Tồn Quân cảm thấy rất bất ngờ. Bởi vì, chuyện lần này Ninh Chí Hòa chắc chắn đã yêu cầu Dương Chí Thăng phải ủng hộ Diệp Phàm. Dương Chí Thăng không muốn thì vẫn phải nghe lời anh họ là Ninh Chí Hòa. Cho nên, Phong Hồ Ninh bắt đầu ngồi không yên rồi. Trước đây ông ta và Dương Chí Thăng hợp tác rất chặt chẽ, vốn tưởng rằng Dương Chí Thăng sẽ phản đối đề án của Diệp Phàm, nhưng hôm nay không ngờ lại như vậy. Đồng chí Chí Thăng, anh nên suy nghĩ cho rõ ràng. Đây là những mấy trăm triệu. Có thể làm được rất nhiều việc lớn đấy, Phong Hồ Ninh nói. Việc này tôi đã nghĩ rõ ràng rồi, khu Lục Loan là khu anh em với chúng ta. Bọn họ gặp khó khăn, chúng ta hỗ trợ một chút cũng là điều nên làm. Hơn nữa trong đề án của đồng chí Diệp Phàm cũng đã chỉ ra những cơ hội, chúng ta cũng nên nắm lấy có đúng không? Chuyện của khu kinh tế tôi không làm chủ được, nhưng thành phố hạng Nam có tôi và chủ tịch Lam nhất trí với nhau, cơ bản là có thể quyết định. Thành phố hạng Nam chúng tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Dương Chí Thăng vẻ mặt nghiêm túc nói. Cơ hội, đến lúc đó anh nhất định sẽ hối hận. Phong Hồ Ninh không nhịn được, hừ lạnh nói. Ha ha, Dương Chí Thăng tôi trước giờ chưa bao giờ làm chuyện hối hận cả. Chủ tịch tỉnh Phong cũng có thể nghiên cứu về cơ hội lần này mà. Dương Chí Thăng cười nói, thái độ rất kiên quyết. Ha ha, thành phố hạng Nam tuy là thành phố lớn, chiếm diện tích lớn trong khu kinh tế Hoành Không. Nhưng kinh tế của hạng Nam cũng là tốt nhất trong số những khu trực thuộc của khu kinh tế Hoành Không. Vì vậy, trong phương án phân phối lần này phải được điều chỉnh cho thích hợp. Phải hỗ trợ những địa phương kinh tế còn khó khăn, để cho mọi người cùng giàu có lên,
chỉ có tất cả mọi người cùng giàu lên thì mới có lực để đẩy mạnh tổng thể khu kinh tế tiếp tục phát triển. Nếu không, phát triển thiếu cân bằng sẽ đem lại hàng loạt những vấn đề. Nhậm Thời Mãn mở miệng, có vẻ có chút ý vị rồi. Ý của Bí thư Nhậm là tôi có chút hồ đồ rồi. Diệp Phàm vừa nghe liền hỏi. Ha ha, nói rõ một chút chính là trọng điểm có chút bất đồng thôi. Phương án phân phối lần này không thể lấy thành phố Hạng Nam làm trọng điểm, mà dành cho những khu vực hoặc doanh nghiệp khó khăn, dù sao khu kinh tế cũng là một chỉnh thể. Tỷ như, địa khu Giang Hoa khó khăn hơn nhiều so với thành phố Hạng Nam, cho nên tiền phân phối lần này nên cho địa khu Giang Hoa nhỉnh hơn một chút. Nhậm Thời Mãn cười giải thích, đương nhiên là để mượn sức ba vị đồng chí của DN chèn ép hai người Dương Lam của thành phố Hạng Nam. Lời này của Bí thư Nhậm có chút không thỏa đáng rồi. Diệp Phàm cười nói, không thỏa đáng à, đồng chí Diệp Phàm, tôi thấy không có cái gì không thỏa đáng cả. Những khu khó khăn hơn đương nhiên phải được ưu tiên hơn một chút, có đúng không? Phong Hồ Ninh mắt híp lại nói, chủ tịch tỉnh Phong đã quên số tiền kia từ đâu mà đến rồi à? Đương nhiên là tôi không quên, số tiền đó là do đại quy hoạch Hoành không được phê duyệt làm hạng mục trọng điểm quốc gia mà được rót xuống. Chẳng lẽ còn vì nguyên nhân khác? Phong Hồ Ninh dùng ánh mắt bức người nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Đúng là như thế, cái gì gọi là hạng mục công trình trọng điểm quốc gia? Quốc vụ viện rót số tiền đó xuống không phải để giúp đỡ người nghèo, việc giúp đỡ người nghèo đã có một cơ quan chuyên trách lo rồi. Câu nói của Diệp Phàm khiến cho mọi người cười cười. Nhậm Thời Mãn đương nhiên là nghiêm mặt lại, hừ nói, đồng chí Diệp Phàm nói chuyện nghiêm túc một chút, đây đang là cuộc họp chứ không phải ngoài chợ. Vừa rồi Bí thư Nhậm cũng có ý họp cũng nên thả lỏng tinh thần mà, câu nói vừa rồi của tôi cũng là để cho các đồng chí thả lỏng chút mà thôi. Được rồi, chúng ta quay lại vấn đề chính. Số tiền này được rót xuống là để hỗ trợ cho hạng mục công trình trọng điểm, dùng để phát triển trọng điểm. Nếu nói như một số đồng chí, khu vực nào khó khăn thì cấp cho nhiều hơn, vậy thì còn gọi gì là trọng điểm nữa? Đó biến thành giúp đỡ người nghèo rồi. Đương nhiên tôi nói như vậy không phải có ý là vứt bỏ những khu vực hoặc doanh nghiệp nghèo. Và lại, khu trọng điểm vững mạnh rồi, thì đương nhiên cũng có thể quay sang hỗ trợ những khu khó khăn hơn có đúng không? Diệp Phàm cười nói, vẻ mặt rất bình tĩnh tự nhiên. Trọng điểm này rất khó phân rõ ràng, ví dụ như đại bộ phận khu vực của địa khu Giang Hoa đều trong khu du lịch. Mà việc xây dựng khu vực này địa khu Giang Hoa khó khăn hơn thành phố Hạng Nam nhiều. Nếu theo như ý của chủ tịch tỉnh Diệp thì không cấp tiền cho Giang Hoa nữa. Mộc Hùng Phi hừ nói. Cái này trợ lý Mộc Lý giải sai rồi, sao có thể nói là không cấp tiền cho được. Chúng ta xin trọng điểm 115 là dựa trên cơ sở đại quy hoạch Hoành không mà xin thành công. Mà mảng du lịch của địa khu Giang Hoa cũng nằm ở trong đó. Mảng du lịch ở trong đại quy hoạch Hoành không chiếm một tỷ trọng rất lớn. Tiền là phải cấp, tuy nhiên không phải các anh là trọng điểm như các anh nói. Vậy thì khu du lịch trọng tâm núi Thiên Thông không phải trọng điểm rồi. Còn nữa, tập đoàn Hoành Không và tập đoàn cơ khí TQ cũng không phải là trọng điểm rồi. Trong khi đó những đơn vị này mới là trọng điểm thực sự. Mà rất nhiều nghiệp vụ của tập đoàn Hoành Không nằm ở thành phố Hạng Nam, cho nên thành phố Hạng Nam tuy nói có kinh tế phát triển tốt hơn. Nhưng chúng ta hỗ trợ họ tăng tốc hơn nữa mới được, chỉ có như vậy mới thể hiện được việc hỗ trợ các hạng mục trọng điểm. Nếu không, còn gọi gì là trọng điểm nữa? Gọi là đại chúng hóa đi cho rồi. Diệp Phàm nghiêm mặt nói, chính là đang phê bình Mộc Hùng Phi. Chương 3476, không cần quy kết. Chủ tịch Diệp nói vậy tôi không dám gật bừa, nếu tài chính đều dùng cho các dự án trọng điểm cùng các công ty lớn của thành phố Hạng Nam thì địa khu Giang Hoa không thể nào phát triển được. Vậy cái gì thể hiện khu kinh tế Hoành không cùng phát triển? Các anh cũng không thể từ bỏ địa khu Giang Hoa để đi làm du lịch có phải không? Vậy tách rời. Đó là đem vứt địa khu Giang Hoa bên ngoài. Lúc xin dự án địa khu Giang Hoa là một trong những chủ thể bên trong. Hiện giờ xin thành công có tài chính cấp xuống lúc đó vứt bỏ chút tôi. Vậy có phải khi yếu muốn dùng chúng tôi, đấu tranh anh Dũng cũng muốn dùng chúng tôi đến khi thu hoạch lại không có chúng tôi? Nếu chủ tịch Diệp thật sự phân phối như vậy, địa khu Giang Hoa tuyệt đối không đồng ý. Chúng ta sẽ phản ánh lên cấp trên. Mục Thành Trương khí thế vang dội. Đồng chí Thành Trương, anh suy nghĩ vậy là sai lầm rồi. Tôi đã nói là vứt bỏ địa khu Giang Hoa đâu. Đây là lý luận kiểu gì, vừa rồi tôi nói trọng điểm có ý khác. Du lịch núi Thiên Thông đã bao gồm cả địa khu Giang Hoa. Tôi nói việc du lịch trọng điểm thật ra đã nói cả về địa khu Giang Hoa. Còn các anh nói kinh tế thành phố Hạng Nam phát triển tốt hơn so với các anh thì không lo.
bởi vì, số tiền kia không phải là để giúp đỡ người nghèo mà dùng để phát triển. Hơn nữa dùng để phát triển trọng điểm. Nếu đồng chí nào cho rằng nên giúp đỡ người nghèo thì tôi không khách khí nói một câu, mời các anh đến tìm người giúp đỡ người nghèo. Việc này phải phân rõ. Nếu lúc trước nói là giúp đỡ người nghèo căn bản số tiền này sẽ không cấp. Giọng Diệp Phàm nặng lên. Đúng vậy, số tiền kia là do các dự án trọng điểm lấy về. Chủ yếu dùng để giúp đỡ các công ty trọng điểm cải tiến kỹ thuật và phát triển. Nói trắng ra, tiền này phê lúc đó chủ yếu là lấy tập đoàn Hoành Không là chính mới có thể phê duyệt xuống. Mà hỗ trợ đại quy hoạch Hoành Không là phụ trợ thôi. Người của Ủy ban Kinh tế xuống Bành Nhất Khải nói. Diệp Phàm vừa nghe thật ra cảm thấy khá kinh ngạc, bởi vì, Bành Nhất Khải hình như không cùng phe với mình. Người này ra vẻ vẫn là người của Nhậm Thời Mãn, xuống dưới chính là ủng hộ công tác của Nhậm Thời Mãn. Hôm nay lên tiếng khá kỳ lạ. Nhậm Thời Mãn hình như cũng cảm giác được cái gì, anh ta nhìn Bành Nhất Khải một cái hừ lạnh. Nguyên tắc thứ 11 của mục tiêu cùng phát triển là cái gì, tôi nhớ rất rõ ràng. Đó là phải xây dựng nông thôn mới chủ nghĩa xã hội khoa học. Đẩy mạnh phát triển kết cấu công nghiệp, phát triển ngành dịch vụ nhanh hơn, xúc tiến phối hợp phát triển giữa các khu vực, xây dựng mô hình tiết kiệm tài nguyên, xây dựng môi trường xã hội hài hòa, thực hiện chiến lược giáo dục và phát triển nhân tài. Tăng cường cải cách thể chế, thực hiện chiến lược đôi bên cùng có lợi, đẩy mạnh xây dựng xã hội chủ nghĩa khoa học hài hòa. Tăng cường xây dựng nền chính trị chủ nghĩa xã hội khoa học, tăng cường xây dựng văn hóa chủ nghĩa xã hội khoa học, tăng cường xây dựng quốc phòng và quân đội. Thành lập kiện toàn quy hoạch thực thi bằng pháp luật. Các đồng chí, chúng ta chớ quên, lần này tiền phê duyệt xuống là cho đại quy hoạch. Đúng vậy, Bí thư Nhậm nói quá đúng, hơn 10 tỷ này chính là cho đại quy hoạch. Các anh xem, đẩy mạnh cơ cấu công nghiệp, tối ưu hóa, phát triển công nghiệp dịch vụ, tăng cường phát triển khu vực, xây dựng mô hình tiết kiệm tài nguyên. Có phải là trụ cột trong quá trình phát triển của đại quy hoạch Hoành Không không? Lần này phê duyệt trọng điểm là công trình và dự án trọng điểm. Hơn nữa là tập đoàn Hoành Không là trụ cột. Lam Tồn Quân nói. Đồng chí Tồn Quân, anh căn bản là bắt trước. Như vậy là không được, là lệch khỏi quỹ đạo chính sách của chúng ta. Nhậm Thời Mãn nghiêm túc nhắc nhở. Bí thư Nhậm, ông nói việc này tôi cũng không rõ, cái gì là bắt trước. Tôi vừa rồi đều là sự thật, cũng là từ Bí thư Nhậm nói mới biết. Tôi không có chút bắt trước nào. Lam Tồn Quân cứng rắn đáp lại. Còn không phải sao, đẩy mạnh xây dựng chủ nghĩa xã hội khoa học và xây dựng xã hội hài hòa phía sau sao cậu không nói? Thế nào gọi là hài hòa xã hội, việc này xem ra còn cần tôi cho cậu đi học. Chúng ta phải xây dựng chủ nghĩa xã hội khoa học, xã hội hài hòa. Phải pháp luật nghiêm minh, công bằng, thanh tín hữu ái, ổn định. Con người và tự nhiên hài hòa, đây không phải là tôi nói mà là thủ trưởng nói trong cuộc họp. Nếu chênh lệch giàu nghèo quá lớn. Sao có thể hài hòa? Ví dụ như chúng ta giao hết tiền cho các công ty trọng điểm. Thì những công ty này vốn phát triển cũng không tệ lắm, còn những công ty đang lâm vào tình trạng sắp phá sản thì sao? Thật sự phá sản thì các công nhân viên chức đi đâu kiếm ăn? Khu kinh tế Hoành Không chúng ta làm sao mới có thể thực hiện việc xây dựng xã hội hài hòa này? Cho nên, số tiền kia phải tính chung và sắp xếp hợp lý. Đồng chí Tồn Quân, chúng ta thấy anh phải tăng cường học tập lý luận. Công tác quan trọng nhưng học tập lý luận cũng không thể bỏ qua. Nếu không, sẽ làm việc lệch ra khỏi quỹ đạo. Nhậm Thời Mãn thiếu chút nữa nói mà nước miếng tung bay. Ha ha, Bí thư Nhậm rất hiểu 11 về quy hoạch của nhà nước thôi. Diệp Phàm không ngờ cười quỷ dị khen Nhậm Thời Mãn một câu, ngừng một chút nhìn mọi người một cái nói thêm nhưng đó là 11 quy hoạch của nhà nước. Mà đại quy hoạch Hoành Không của chúng ta cơ sở để xin tài chính là cái gì, các đồng chí? Là dự án trọng điểm đi xin tài chính. Lúc ấy khu kinh tế Hoành Không còn chưa thành lập, cũng có thể nói lúc ấy khu kinh tế Hoành Không chỉ là một ý tưởng mà chưa là sự thật. Cho nên, tiền xin được không liên quan nhiều đến khu kinh tế Hoành Không và đại quy hoạch. Lúc đó lý do để xin tiền là để giúp đỡ các công ty trọng điểm. Nói trắng ra, chính là để giúp đỡ tập đoàn Hoành Không phát triển. Thủ trưởng cũng đã xuống dưới, thấy được trường hợp xây dựng của đại quy hoạch Hoành Không. Mà xây dựng hài hòa xã hội đương nhiên là nhiệm vụ của khu kinh tế Hoành Không. Nhưng một là một thôi, đối với nhiệm vụ này sau này chúng ta còn phải ra sức thực hiện. Trước mặt còn có một cơ hội, đó chính là nhét vào khu Lục Loan. Chúng ta có thể bắt nhịp được với việc cải cách tổng hợp toàn quốc. Mà hạng mục khu thí điểm này có tác dụng rất rõ ràng đối với việc xây dựng xã hội hài hòa.
Đồng chí Diệp Phàm, chẳng lẽ không bắt nhịp được với khu Lục Loan thì không phải xây dựng xã hội hài hòa hay sao? Vậy thì thành lập khu kinh tế Hoành không làm cái gì? Cách nghĩ này của anh Phạm sai lầm rồi đấy. Nhậm Thời Mãn trực diện giao phong với Diệp Phàm. Phạm sai lầm, ha ha, đồng chí Thời Mãn, đừng có quy kết lung tung như vậy. Tôi nói trong khu kinh tế không được xây dựng xã hội hài hòa à. XSSS là do thủ trưởng tối cao đề ra, là chiều hướng phát triển của toàn quốc. Tôi đề nghị nhập khu Lục Loan là để trải đường cho khu kinh tế Hoành không chúng ta. Mà phải bắt nhịp được với tỉnh thành thì cũng phải trả giá mà. Không thể chỉ để người ta hỗ trợ mình được có đúng không? Cho nên, hỗ trợ chút tài chính cho khu Lục Loan là nước cờ đầu của chúng ta mà thôi. Ông không bỏ ra đồng nào, người ta sẽ để ông bắt nhịp sao? Trên đời này không có bữa trưa nào là miễn phí đâu, câu này ở đây cũng đều là chân lý cả. Diệp Phàm nói. Đồng chí Diệp Phàm, vừa rồi anh nói số tiền này là để hỗ trợ công trình và hạng mục quốc gia. Đây không phải là giúp đỡ nghèo ít nghèo. Theo lý luận của anh mà nói, lấy 500 triệu từ số tiền này để cải tạo khu Lục Loan là đi ngược lại dự tính ban đầu khi xin tiền. Cải tạo khu Lục Loan là toàn diện, để ăn khớp với khu thí điểm cải cách tổng hợp. Mà khu Lục Loan cơ bản không có doanh nghiệp trọng điểm của việc cải tạo ở đây là ở mảng thương mại. Cho nên, chúng ta cho họ tiền hoàn toàn không phù hợp với yêu cầu của số tiền này. Phong Hồ Ninh nói. Ha ha, đồng chí Hồ Ninh, vừa rồi tôi cũng nói rồi. Phải xây dựng một xã hội hài hòa trong nội khu kinh tế Hoành không, chúng ta cũng cần bắt nhịp với tỉnh thành. Dù sao đây cũng không phải là việc nhỏ, cần phải có sự ủng hộ về chính sách và tài chính của cấp trên. Vì vậy lấy 500 triệu để mở cánh cửa lớn của tỉnh thành, về sau thu được hỗ trợ sẽ càng nhiều hơn. Đương nhiên, giúp đỡ người nghèo là một chuyện, chúng ta nói số tiền này để hỗ trợ công trình và hạng mục trọng điểm là để chỉ tính trọng điểm của nó. Bất kể làm việc gì, không thể chỗ nào cũng bình bình như nhau được. Chỉ cần xác định được điểm trọng điểm trên cơ sở tương đối bình đẳng là được rồi. Diệp Phàm nói. Bí thư Nhậm, tôi thấy kéo dài mãi thế này cũng không ổn. Lúc này, MSP nói. Ý của đồng chí MSP là, Nhậm Thời Mãn nhìn MSP. Hiện tại đã quá giờ ăn cơm rồi, chỉ bằng giơ tay biểu quyết việc này đi. MSP nói. Giơ tay biểu quyết cũng không tồi. MTC cũng gật đầu nói. Vậy giơ tay biểu quyết đi, Nhậm Thời Mãn nói. Kết quả không khỏi khiến người ta bất ngờ. Ủng hộ Diệp Phàm có Kiều Báo Quốc, Lam Tồn Quân, CGS, Dương Chí Thăng, Bành Nhất Khải, cộng thêm Diệp Phàm nữa là 6 đồng chí. Còn phản đối đề nghị này có Nhậm Thời Mãn, Phong Hồ Ninh, MSP, MTC, Nạp Mãi Đề Lâm, cộng thêm DCD là 6 đồng chí, bởi vì không có mặt Cung Chí Quân, nên hai ý kiến bằng phiếu nhau. Đồng chí Chí Quân cũng là một trong những thành viên của bộ máy UBQL, về đề nghị của Chủ tịch tỉnh Diệp chúng tôi đã nói với anh ấy. Đồng chí Chí Quân lúc đó kiên quyết ủng hộ đề nghị của Chủ tịch tỉnh Diệp. Lam Tồn Quân nói, chương 3477, một phiếu quyết định càn khôn. Đồng chí Cung Chí Quân hiện giờ cách chúng ta ngàn dặm xa, không có anh ấy chúng ta sẽ tổ chức hội nghị bằng cách vắng mặt. Không tham gia hội nghị làm sao có thể biểu quyết, bởi vì anh ấy chưa quen tình hình hội nghị thôi. Phong Hồ Ninh nói, đồng chí Chí Quân đã nói qua, trong điện thoại có thể thể hiện ý kiến của mình. Anh ấy là người phụ trách thành ủy, tuy đang công tác ở nước ngoài nhưng đối với chuyện lớn của khu kinh tế anh ấy cũng có quyền được phát biểu có phải không? Kiều Báo Quốc nói, nếu các đồng chí họp vắng mặt chúng ta đều gọi điện thoại hỏi thì hội nghị thường vụ của chúng ta còn có thể tiếp tục triển khai sao? Việc này không nhất định, nếu đồng chí Cung Chí Quân ở đây chúng tôi không phản đối. Không ở đây phát biểu ý kiến lung tung cũng không ổn. Nếu 6 phiếu tán thành 6 phiếu phản đối, vì chưa được một nửa cho nên đề nghị của đồng chí Diệp Phàm nhập khu Lục Loan vào khu kinh tế Hoành không không thể thông qua. Tan họp, đi ăn cơm, Nhậm Thời Mãn vẻ mặt kiên quyết nói xong đứng lên. Bí thư Nhậm, đây là đang cướp quyền lợi của ủy viên thường vụ. Biểu quyết trong điện thoại sao lại không được tính? Chúng ta vì sao lại tổ chức hội nghị truyền hình trực tuyến, đây chính là họp từ xa. Để tiết kiệm tài nguyên, sao đến chỗ chúng ta lại không được? Diệp Phàm cũng đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc phản đối. Tôi nói rồi, đồng chí Chí Quân ở đây sẽ có thể sử dụng quyền biểu quyết. Không ở không biết nội dung cuộc họp sao có thể tham gia biểu quyết. Nếu ra quyết định biểu quyết lệch lại thì sẽ phạm sai lầm. Chúng ta là ai, không phải là lãnh đạo trung tâm của khu kinh tế sao? Mỗi tiếng nói cử động của mỗi ủy viên chúng ta đều đại diện cho khu kinh tế Hoành không?
một câu không đúng sẽ mang đến hàng loạt hậu quả. Nhậm thời Mãn, tôi không phải phản đối hội nghị truyền hình. Nhưng hôm nay chúng ta tổ chức hội nghị tập trung, cũng không phải là hội nghị truyền hình. Đồng chí Diệp Phàm, hy vọng cậu hiểu rõ, không cần vơ làm một. Việc này cứ quyết định như vậy đi, tan họp. Nhậm thời Mãn nói xong xoay người đi. Đáng tiếc, còn thiếu một phiếu của Chí Quân. Sau khi ăn cơm xong, Lam Tồn Quân và Kiều Báo Quốc đến phòng của Diệp Phàm ngồi, vẻ mặt Lam Tồn Quân khá mất mát, Ngũ Vân Lượng cũng đi theo. Có được 6 phiếu đã là tốt lắm rồi, Diệp Phàm nói. Đồ chó Dương Chấn Đông hiện giờ thực sự muốn cùng một chỗ với Nhậm thời Mãn. Mất công trước đây Diệp Phàm tốt với y như vậy, người như thế lúc trước phải làm cho y chết đi. Ngũ Vân Lượng căm giận nói. Tâm của y lúc này sống rồi, địa vị của Nhậm thời Mãn không giống. Người ta chẳng những là bí thư kiêm quản lý khu kinh tế Hoành Không, còn là lãnh đạo cấp cao, ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Dương Chấn Đông có lẽ muốn dựa vào ông ta, y muốn nhắm đến vị trí tổng giám đốc tập đoàn Hoành Không. Kiều Báo Quốc nói. Đúng vậy, quyền quyết định về vị trí tổng giám đốc của tập đoàn Hoành Không thuộc về tỉnh ủy Thiên Vân. Có được sự ủng hộ của đồng chí quan trọng trong tỉnh ủy là quan trọng. Ngũ Vân Lượng nói. Ha ha, vị đồng chí này hiện tại có chút không nghe lời. Thật ra, tôi cũng cảm giác được. Ủy viên tập đoàn Trần Viên Kiều, Trần Nguyên Đông hiện giờ đều có chút tức giận. Dương Chấn Đông cũng muốn khoe thành tích. Hiện giờ có lẽ đã sớm bàn bạc với hai đồng chí này. Tập đoàn Hoành Không nổi lên sóng gió cũng là điều mà các đồng chí muốn thấy nên cực lực thúc đẩy thôi. Diệp Phàm cười nhạt nói. Còn có một vị đồng chí, ông ấy chính là Dương Chí Thăng. Ông ấy cũng là phó bí thư đảng ủy của tập đoàn. Đến lúc đó bốn người này cùng ở lại một chỗ, hơn nữa cấp trên Nhậm thời Mãn gây áp lực, cứ như vậy cũng làm cho người ta đau đầu. Ngũ Vân Lượng nói. Ha ha, bọn họ muốn gây sóng gió vậy xem bọn họ có sức không nữa. Dương Chấn Đông không nghe lời thì có thể, nhưng muốn ngồi vào vị trí tổng giám đốc của tập đoàn Hoành Không y chỉ có thể xem Diệp Phàm tôi đi rồi xem có thành công. Diệp Phàm cười lạnh nói. Không phải y không thấy được điểm này, y đã thấy trước. Nhưng y cho là mình không diễn, không trông cậy, cho nên, vì bi quan nên dựa vào Nhậm thời Mãn. Diệp Phàm nói. Sao thế, Lam Tồn Quân không hiểu, cả Ngũ Vân Lượng cũng vậy. Hai người các cậu đó. Diệp Phàm cười nói. Tôi, không thể nào, nếu như nói là chủ nhiệm Kiều thì có thể đúng không? Mà tôi, trong 3 năm nay cũng chẳng có gì hay ho. Tôi cũng không có khả năng lên đảm nhiệm tổng giám đốc mà bí thư thành phố Hạng Nam Dương Chí Thăng lại là phó bí thư. Việc này có vẻ không hợp, Lam Tồn Quân lắc đầu. Ha ha, tất cả đều có thể, tất cả đều không thể nào. Biến cố không thể ai nói trước được. Quan trọng còn phải xem thái độ của tỉnh ủy. Qua một loạt điều chỉnh nhân sự của tỉnh ủy cũng có chút thay đổi vận mệnh. Nhưng chuyện khu Lục Loan nhất định phải thúc đẩy. Việc này xem ra nhỏ, nhưng liên quan đến bố cục của tỉnh ủy. Diệp Phàm nói. Chuyện khu Lục Loan liên quan đến tỉnh ủy, việc này không thể tưởng tượng nổi. Lam Tồn Quân nói, nhưng phương án hiện giờ đã bị phủ quyết. Chúng ta dù có đem Cung Chí Quân đến cũng chưa chắc có thể thắn được. Dù sao, một thời gian ngắn sau các đồng chí trong hội nghị thường vụ sẽ có thay đổi. Điểm quan trọng ngay tại trên người Chu Gia Sinh và Bành Nhất Khải. Nghe nói quan hệ của Nhậm thời Mãn và Bành Nhất Khải không tồi. Lần này lại phản bội cũng làm người ta thấy lạ. Việc này đúng thật là lạ, nếu không chúng ta đã bị đánh bại. Có thể bất phân thắng bại cũng không tồi rồi. Nhưng nếu không thể thông qua hội nghị thường vụ thì chúng ta phải nghĩ cách khác. Diệp Phàm hừ lạnh nói. Nghĩ cách khác, nghĩ như thế nào? Kiều Báo Quốc hỏi. Hội nghị thường vụ không thông qua chúng ta sẽ không trông mong vào họ. Diệp Phàm cười thần bí. Làm sao có thể, khu Lục Loan muốn nhét vào khu kinh tế Hoành Không không có hội nghị thường vụ làm sao có thể thông qua? Ngũ Vân Lượng hỏi, vẻ mặt của Kiều Báo Quốc và Lam Tồn Quân cũng không khác là mấy. Các anh đã quên bố cục thành lập khu kinh tế Hoành Không trước đây? Diệp Phàm cười hỏi. Hay, không thể tưởng tượng được, Lam Tồn Quân đột nhiên vỗ đùi cười phá lên. Anh thấy manh mối trong đó? Diệp Phàm cười hỏi. Tôi nói các anh đừng cười. Có phải anh Diệp muốn dùng cách quản lý khu vực hành chính? Ví dụ như trước kia tập đoàn Hoành Không muốn nhúng tay vào hai huyện Hoành Cương của địa khu Giang Hoa và huyện Lăng Hà. Lam Tồn Quân nói. Đúng là có thể, chúng ta hoàn toàn có thể đem khu Lục Loan nhét vào tập đoàn Hoành Không. Đến lúc đó, thường vụ quản lý khu kinh tế sẽ không có chuyện gì. Đây là chuyện trong nhà của tập đoàn Hoành Không chúng ta thôi. Đến lúc đó,
lấy danh nghĩa của tập đoàn chúng ta quản lý cải tạo khu Lục Loa là được. Không được hội nghị thường vụ thông qua nhưng ở tập đoàn Hoành Không Diệp Phàm có thể để nó thông qua. Ngũ Vân Lượng cười nói. Không phải tập đoàn Hoành Không mà là đại quy hoạch Hoành Không. Diệp Phàm cười nói. Nếu dùng danh nghĩa của đại quy hoạch Hoành Không có thể lại phát sinh quan hệ với khu kinh tế không? Bởi vì, khu kinh tế là do đại quy hoạch Hoành Không làm trụ cột để xây dựng nên. Nhậm Thời Mãn có thể nhắc đến không? Lam Tồn Quân có chút băn khoăn. Không giống thế, trước kia huyện Hoành Cương và huyện Lăng Hà do tập đoàn Hoành Không quản lý không có chút không thuận lợi nào. Sau đó tôi mới danh chính ngôn thuận có đại quy hoạch Hoành Không. Trên thực tế đại quy hoạch Hoành Không là cách nói khác của tập đoàn Hoành Không thôi. Cũng là một món ăn trên một cái chảo thôi. Diệp Phàm nói. Hiện giờ ban giám đốc tập đoàn hình như cũng có nhiều thay đổi. Như tỉnh Điền Nam ngoài đồng chí Tôn Thành Trương thì Trương Tương Hòa và Chu Khải Trung đều đi rồi, thay vào đó chính là Mộc Hùng Phi và Mộc Thành Trương. Hai vị đồng chí là hai người kiên quyết phản đối nhét thêm khu Lục Loan vào trong này. Mà buổi họp hôm nay đồng chí Chu Gia Sinh của tỉnh Điền Nam cũng không tệ lắm, ủng hộ đề nghị của anh. Chỉ sợ đồng chí khác của tỉnh Điền Nam không có thái độ giống Chu Gia Sinh thì phiền toái. Cứ như vậy thì ba người của tỉnh Điền Nam đều phản đối đề nghị của anh. Ngũ Vân Lượng nói. Ôi, Bành Nhất Phong có lẽ sẽ ủng hộ, nhưng không hiểu thái độ của Dương Văn Minh thế nào. Nếu Dương Văn Minh cũng phản đối thì ban giám đốc tập đoàn Hoành Không chỉ có 10 thành viên, đến lúc đó lại hình thành 50-50. Lam Tồn Quân nói. Không phải 50-50 mà là 4/5. Vì đồng chí Cung Chí Quân không ở đây, Ngũ Vân Lượng bổ sung. Đúng vậy, nếu đồng chí Cung Chí Quân không tính thì chỉ có 9 người, muốn lấy được 5 phiếu cũng khó. Lam Tồn Quân nhăn mặt nói. Lần này không giống thế, Che Thiệu Trung là chủ tịch hội đồng quản trị. Cho nên, ông ấy đồng ý cho đồng chí Cung Chí Quân biểu quyết qua điện thoại là được. Ngược lại Nhậm Thời Mãn chủ trì hội nghị lại có vận mệnh khác. Ngũ Vân Lượng nói. Không nhất định. Đến lúc đó người ta sẽ có làm bàn tán. Lam Tồn Quân nói. Tạm thời gọi đồng chí Cung Chí Quân về là được, một phiếu này nhất định phải nắm được. Diệp Phàm đưa ra quyết định. Vậy việc này phải nhanh chóng sắp xếp thúc đẩy. Ngũ Vân Lượng hỏi. Không thể, ít nhất chờ đến khi khoản tiền này được phân phối xong mới có thể sắp xếp chuyện khu Lục Loan. Diệp Phàm lắc đầu. Đúng vậy, nếu thúc đẩy chuyện khu Lục Loan có lẽ khi phân phối khoản tiền này phe của Nhậm Thời Mãn sẽ tăng sức mạnh. Đến lúc đó khoản tiền phân cho tập đoàn Hoành Không chắc chắn sẽ bị cắt giảm đi một ít. Mà không thúc đẩy Ninh thì Mãn sẽ không có nhiều lý do để cắt giảm khoản tiền này. Hơn nữa, phân phối khoản tiền vốn này Diệp Phàm có quyền lực, nếu Nhậm Thời Mãn nhúng tay thì Diệp Phàm cũng có thể phản đối ông ta mạnh mẽ. Lam Tồn Quân nói, đi từng bước một, cũng không thể kéo dài. Bắt đầu cải tạo khu Lục Loan chúng ta phải tranh thủ khoản tiền khởi công này để cải tạo tập đoàn mới được. Diệp Phàm nói. Anh còn có mặt mũi đến đây. Bành Nhát Khải vừa mới bước vào Nhậm Thời Mãn nhăn mặt nói. Thời Mãn, tôi không có cách nào, ôi Bành Nhất Khải vẻ mặt cay đắng bất đắc dĩ nói. Chương 3478, Nhậm Thời Mãn tức giận. Không có cách nào, nhà họ Nhậm bảo cậu xuống chính là phối hợp công tác với các cậu. Nhà họ Nhậm chúng tôi đã nghĩ các cách để bà cậu lại ủng hộ công tác của tôi như vậy. Lần này may mắn còn là thế hòa. Trên thực tế là chúng ta thắng, nhưng nếu hôm nay bị đánh bại thì Bành Nhất Khải cậu thành tội nhân của nhà họ Nhậm. Việc này tôi sẽ nói với cha tôi, có người, vừa lên chức có phải là đã lên mặt tìm không ra. Nhậm Thời Mãn quát vào mặt Bành Nhất Khải. Hiện giờ tôi muốn giải thích một chút với anh, Bành Nhất Khải vẻ mặt xấu hổ. Giải thích, cậu nói xem, nói đi, tôi thật ra muốn nghe một chút xem như thế nào. Nhậm Thời Mãn tiếp tục nhăn mặt. Hiện giờ khu kinh tế Hoành Không đang phát triển tốt, khoản tiền ủng hộ của cấp trên chắc chắn cũng rất lớn. Hơn nữa đây còn là lần đầu tiên cấp, Bành Nhất Khải nói. Cậu nói vậy có ý gì? Khoản tiền cấp cho khu kinh tế có lớn hơn nữa thì cũng không đến túi của Bành Nhất Khải cậu ở đó nói nhảm cái gì? Tôi thật sự không nghĩ ra được lý do gì cậu ủng hộ đề án của Diệp Phàm. Cậu bị đá rơi vào đầu có phải không? Nhậm Thời Mãn hừ nói. Không phải tôi muốn lấy, là có người nhìn thích. Bành Nhất Khải nói. Hả, có người nhìn thích nhúng tay có phải không? Nhậm Thời Mãn hừ nói. Ôi, nói thì rất dài dòng. Bành Nhất Khải thở dài, sau đó châm một điếu thuốc ngẩng đầu lên nói Ô Vân Sơn hẳn là anh quen. Cậu nói đến Ô Vân Sơn của tập đoàn điện khí Tây Nam. Nhậm Thời Mãn hỏi. Đúng vậy, chính là anh ta.
trên thực tế tôi phải gọi anh ta một tiếng anh mới đúng. Bành Nhất Khải nói. Gọi là anh, có ý gì? Nhậm Thời Mãn hơi kinh ngạc. Anh ta đúng thật sự là anh tôi, chẳng qua trước đây thất lạc. Gần đây mới quen biết nhau, chẳng qua việc này đã qua mấy chục năm, cho nên không nói cho người ngoài. Bành Nhất Khải nói. Vậy thì sao, việc này có liên quan gì đến tiền của khu kinh tế? Chẳng lẽ cậu còn muốn cho anh ta một chút tiền, việc này sao có thể? Nhậm Thời Mãn nói. Vốn là không có khả năng, nhưng nếu làm cho tập đoàn điện khí Tây Nam trở thành tập đoàn cấp dưới của khu kinh tế Hoành không có thể đúng không? Bành Nhất Khải nói. Bọn họ trước đó không phải kiên quyết phản đối gia nhập vào khu kinh tế Hoành không sao? Hiện giờ sao lại thay đổi ý định? Có phải nhìn bên trên cấp cho nhiều tiền cũng thích? Nhậm Thời Mãn châm chọc nói. Trước khác nay khác, hiện giờ khu kinh tế Hoành không được thành lập hơn nữa lại phát triển tốt như vậy. Thấy tập đoàn cơ khí Trung Quốc sau khi gia nhập được nhiều ưu đãi như vậy làm cho tập đoàn điện khí Tây Nam đương nhiên cũng không ngồi yên. Mà anh tôi năm nay mới vừa 50, giữ chức phó bộ đã nhiều năm. Bành Nhất Khải nói. Cũng đúng, đồng chí đó cũng không nghĩ ngồi lên vị trí rất cao. Phó bộ nói cho dễ nghe thật ra chỉ là cán bộ cấp bộ thôi. Nhậm Thời Mãn khẽ gật đầu cho nên, bọn họ nghĩ đến anh. Dù sao lúc trước bọn họ phản đối, cũng phải giữ chút sĩ diện có phải không? Vấn đề thể diện thật ra là việc nhỏ, quan trọng là quan hệ của họ và Diệp Phàm trước kia đầy mâu thuẫn. Hiện giờ muốn hòa hoãn cũng khó khăn, hơn nữa lúc ấy nói rất hay, nếu muốn gia nhập khu kinh tế Hoành không đúng là cần qua cửa Diệp Phàm này. Bành Nhất Khải buồn bã nói. Ha ha, một cửa Diệp Phàm khổ sở, chẳng lẽ cửa của tôi tốt sao? Nhậm Thời Mãn hừ nói. Không giống nhau, Diệp Phàm không có quan hệ nhiều với tôi. Hơn nữa, vài lần trước tôi đều cực lực phản đối hắn trong cuộc họp. Cho nên, tôi cũng muốn hòa hoãn một chút quan hệ với hắn trước khi đem tập đoàn của anh tôi vào khu kinh tế Hoành không nói sau. Còn anh thì không giống thế, quan hệ của chúng ta thế nào? Là đã trải qua khảo nghiệm có phải không? Lúc mới bắt đầu tôi lo anh không đồng ý, chỉ có thể sẽ giải thích sau. Tôi biết làm như vậy không đúng, nhưng tôi không có cách nào. Chẳng qua may mắn hôm nay không thể thông qua, vậy cũng là một điều tốt. Bành Nhất Khải nói. Ôi, điều này cũng thật sự là một vấn đề. Tập đoàn điện khí Tây Nam muốn gia nhập khu kinh tế Hoành không chắc phải được lãnh đạo bộ máy quản lý khu kinh tế thảo luận. Nói thật, đến hiện giờ tôi còn không có thể nắm chắc trong tay cả ban lãnh đạo. Việc này có phải là quá mất mặt không? Nhậm Thời Mãn nói. Không thể nói như vậy, anh đến đây chưa lâu, mới vừa bắt đầu không phải người ủng hộ anh càng ít hơn sao? Hiện giờ không đến nửa năm số này đã gia tăng rồi. Hôm nay không ngờ đánh tay ngang với Diệp Phàm, trên thực tế là Diệp Phàm thua, bởi vì phương án của hắn bị phủ quyết. Đây đối với chúng ta mà nói là thắng lợi lớn, mà cũng thể hiện năng lực của anh trong ban lãnh đạo. Tôi tin tưởng không cần nửa năm, anh sẽ nắm trong tay ban lãnh đạo của khu kinh tế. Bành Nhất Khải không đánh mất cơ hội nịnh nọt. Cậu cũng thật lòng với tôi như vậy tôi còn nói cái gì? Huống chí Ô Vân Sơn là anh cậu, vì quan hệ này tôi cũng phải giúp có phải không? Nếu muốn giúp thì phải nhanh, bảo Ô Vân Sơn không cần lo lắng, cứ lớn mật đưa ra yêu cầu với đảng ủy hai tỉnh. Tôi nghĩ, việc này quyền quyết định hẳn là trong trai hội nghị thường vụ của khu kinh tế. Chỉ cần khu kinh tế cùng ý kiến, tỉnh Thiên Vân và một bộ một tỉnh khác hẳn là không có ý kiến gì lớn. Nhậm Thời Mãn nói. Thật ra anh ta nếu có thể gia nhập thì vẫn là tốt đối với chúng ta. Đến lúc đó toàn bộ tập đoàn điện khí Tây Nam ủng hộ công tác của chúng ta. Nghe anh tôi nói ân oán của nhà họ Cố đối với Diệp Phàm cũng rất sâu. Đến lúc đó bọn họ gia nhập có lẽ sẽ toàn bộ theo anh tôi vào trong đảng ủy. Chúng ta vô hình chúng có thêm hai phiếu. Đến lúc này mới là lúc anh quản lý ban lãnh đạo. Bành Nhất Khải nói. Nói rất hay, Nhậm Thời Mãn hào hứng vỗ đầu gối cười ha hả. Buổi chiều sắp tan tầm Diệp Phàm không ngờ nhận được điện thoại của Bành Nhất Khải mới Diệp Phàm đến Ngưu Hoa Lầu ngồi. Ngưu Hoa Lầu mới được xây dựng ở trấn Hoành Không, giữ lưng chừng núi Thiên Thông. Hơn nữa được coi là một nhà hang xa hoa ở mặt tiền khu du lịch, cũng mới khai trương không lâu. Nhưng bởi vì thu phí cao, hơn nữa khu du lịch núi Thiên Thông còn chưa khai trương cho nên khách cũng không phải rất nhiều. Nhưng nơi đây thật sự là đẹp, nhưng thật ra là nơi rất hợp với những kẻ có tiền có quyền nói chuyện. Đối với lời mới của Bành Nhất Khải, Diệp Phàm cũng khá khó hiểu, nhưng buổi sáng hôm nay Bành Nhất Khải ra vẻ còn giúp mình cho nên, Diệp Phàm đương nhiên cũng đồng ý. Đương nhiên cũng muốn thăm dò ý tứ của anh ta. Đương nhiên,
nếu như nói Bành Nhất Khải đã giơ cành ô liu về phía mình muốn gia nhập Diệp Phàm cũng không khờ dại như vậy. Bởi vì Diệp Phàm hiểu rõ về Bành Nhất Khải, biết rằng anh ta do nhà họ Nhậm nhấc lên. Có lẽ xuống đây để ủng hộ công tác của Nhậm thời mãn. Giống như Kiều Báo Quốc đến khu kinh tế cũng là phối hợp với công tác của hắn. Cho nên Diệp Phàm đối với thái độ buổi sáng nay của Bành Nhất Khải cũng biết là 10 phần tốt. Dù sao không phải ăn một bữa cơm thôi sao. Bởi vậy 5 giờ tối Diệp Phàm đến Ngưu Hoa Lầu, phát hiện Bành Nhất Khải đang đứng ở một góc hút thuốc. Có lẽ là Ngưu Hoa Lầu không nên đứng, nếu để Nhậm thời mãn nhìn thấy sẽ nghĩ như thế nào. Vừa thấy Diệp Phàm xuống xe Bành Nhất Khải liếc xung quanh một cái mới đi tới. Hai người hàn huyên một câu sau đó vào bàn. Chủ tịch Diệp đến Bành Nhất Khải rất vui, mời ngồi. Bành Nhất Khải ra vẻ tôn trọng Diệp Phàm, để Diệp Phàm ngồi ở vị trí trung tâm. Tuy nói chỉ là hai người nhưng vẫn phân biệt chủ khách. Trên thực tế chính là sự sắp xếp đơn giản. Sao thế được, hôm nay trợ lý Bành làm chủ, anh mới là ông chủ, tôi chỉ là khách. Diệp Phàm cười nói. Không thể nói vậy, chủ tịch Diệp chính là ông chủ, là phó bí thư đảng ủy kiêm chủ nhiệm, là lãnh đạo của tôi, đương nhiên phải ngồi trên. Bành Nhất Khải kiên trì nói. Diệp Phàm cố ý giả vờ nhận một chút rồi ngồi xuống, theo lý mà nói thì lẽ ra nên như vậy. Cũng không thể để cấp dưới ngồi trên lãnh đạo, đây không phù hợp với quy củ. Hai người uống một ngụm trà, Bành Nhất Khải đột nhiên nhíu mày thở dài nhìn Diệp Phàm một cái, nói chuyện buổi sáng thật đáng tiếc, còn kém một phiếu. Nếu đồng chí Cung Chí Quân ở lại sẽ được thông qua. Năng lực của tôi có hạn, không thể làm nhiều việc của chủ tịch Diệp. Trong lòng hơi thẹn. Ha ha, không thể nói như vậy. Tuy nói buổi sáng không thể thông qua, nhưng trợ lý Bành đã làm hết sức. Thái độ của anh hôm nay xem ra chúng ta có tiếng nói chung rồi. Diệp Phàm cười ha hả nói. Hai tên đều là mang ý xấu. Đúng vậy, trước kia không biết đến điều này. Tôi trước kia có chút mâu thuẫn với chủ tịch Diệp. Nhưng hiện giờ tôi bắt đầu thay đổi. Bành Nhất Khải hạ thấp thái độ làm Diệp Phàm cảnh giác. Ha ha, cố tìm cái chung, gác lại bất đồng thôi. Nhận thức cũng là đang không ngừng dần đến chung. Tin tưởng đồng chí Nhất Khải sẽ cùng một suy nghĩ với tôi trong công việc. Chúng ta có thể cùng tiến bộ. Diệp Phàm cười nói. Đúng vậy, nhận thức này sẽ thay đổi về chiều sâu theo thời gian. Hơn nữa, nhận thức cũng phải thay đổi theo khí hậu và thời tiết. Như tập đoàn điện khí Tây Nam mà nói đi, trước kia khu kinh tế chúng tôi mời bọn họ gia nhập nhưng bọn họ kiên quyết chống lại. Hiện tại không giống, bọn họ hẳn là cũng thấy được tiềm năng phát triển rất lớn của khu kinh tế Hoành Không. Bành Nhất Khải cười nói. Diệp Phàm suy nghĩ, đánh giá việc này liên quan đến điện khí Tây Nam, chẳng lẽ là đồng chí Bành đến đây làm thuyết khách? Đúng vậy, tôi lúc đó đã nói các anh sẽ hối hận. Diệp Phàm nói, trên thực tế cũng trải đường cho Bành Nhất Khải lên tiếng. Đúng vậy, bọn họ hiện giờ có chút hối hận, Bành Nhất Khải nói ra. Hối hận, không thể nào đâu, tôi sao không nhận được tin tức liên quan đến việc họ hối hận. Diệp Phàm cố ý giả ngu. Chương 3479, những tính toán. Việc này nói đến tôi cũng có một cơ hội ngẫu nhiên nghe được, lúc đó Tổng Giám Đốc Ô của Điện Khí Tây Nam đến bộ báo cáo công tác. Trước khi báo cáo đã nói chuyện phiếm với chủ nhiệm Cao, mà vừa lúc tôi cũng đi qua. Chủ nhiệm Cao cũng mời tôi ngồi xuống uống trà. Mà Tổng Giám Đốc Ô nói chuyện tôi cũng nghe ra, bọn họ hiện giờ đã thay đổi suy nghĩ. Bành Nhất Khải nói. Thay đổi như thế nào? Diệp Phàm vẻ mặt thờ ơ hỏi. Bởi vì chủ nhiệm Cao nói đến khu kinh tế Hoành Không thì Tổng Giám Đốc Ô cũng thở dài. Sau đó chủ nhiệm Cao liền hỏi nếu thật là cho mình mất đi cơ hội phát triển thì có thể nhắc lại chuyện này. Nhưng Tổng Giám Đốc Ô cho rằng mình không có mặt mũi nói chuyện này. Bành Nhất Khải nói, nếu không nằm dưới trướng các anh, thì điện khí Tây Nam phát triển cũng không tồi. Một mình nếu thực sự gia nhập khu kinh tế Hoành Không thì cấp trên có thêm không ít bà. Có nhiều bà chính là không tốt, Diệp Phàm cố ý thở dài. Cuối cùng vẫn là chủ nhiệm Cao cổ vũ đồng chí Ô Vân Sơn. Đồng chí Ô Vân Sơn lúc này đã thể hiện hy vọng có thể gia nhập khu kinh tế Hoành Không. Về điểm này chủ nhiệm Cao cũng ủng hộ. Nói nếu tập đoàn điện khí Tây Nam có thể gia nhập thì sẽ cùng với tập đoàn Hoành Không và tập đoàn máy móc Trung Quốc thành một trong những tập đoàn lớn. Hơn nữa, hình thành một khu công nghiệp sản xuất máy móc liên hoàn. Chẳng những có thể tăng cường lực cạnh tranh cho khu kinh tế. Hơn nữa, quan trọng hơn đó là có thể phát triển ngành công nghiệp này của Trung và Tây Bộ. Bành Nhất Khải nói. Ha ha, chủ nhiệm Cao đã có ý này. Nhưng đến hiện giờ tôi cũng chưa nhận được tin tức nào liên quan.
cho dù là điện thoại cũng không có. Xem ra các đồng chí của tập đoàn điện khí Tây Nam vẫn đang lừng chừng. Diệp Phàm cười nói. Không phải là do dự, bọn họ đã quyết định, chẳng qua lịch sử trước kia chủ tịch Diệp cũng đã biết. Lúc ấy bọn họ phản đối mạnh mẽ, giờ đột nhiên lại muốn gia nhập việc này chỉ sợ là khó. Cho nên lúc đó chủ nhiệm Cao liền giao cho tôi, nói vừa lúc tôi công tác ở khu kinh tế Hoành Không. Bởi vậy bảo tôi về nói chuyện với anh trước. Xem thái độ của anh, dù sao, khu kinh tế Hoành Không là một tay anh gây dựng nên. Thái độ của người sáng lập mới quan trọng. Chủ nhiệm Cao nói, bộ cũng tôn trọng ý kiến của anh Bành Nhất Khái, tôn cao thân phận của Diệp Phàm lên đến mức thần tối cao. Có lẽ mấy câu sau là người này thêm mắm thêm muối. Việc này đúng là có chút khó khăn. Trước có cơ hội mời bọn họ gia nhập bọn họ đã từng từ chối. Lúc ấy thái độ của bọn họ quá mạnh mẽ cứng rắn. Hiện giờ không dễ làm, dù sao cấp trên đã phê chuẩn quyết định thành lập khu kinh tế Hoành Không. Hơn nữa, lần này còn cấp xuống mấy tỷ, nói chuyện tiền thì vấn đề lại lớn lên. Ví dụ như sáng nay nói chuyện trợ giúp khu Lục Loan quyết định sẽ không được thông qua. Nếu tập đoàn điện khí Tây Nam gia nhập, cần phải phân một khoản nhất định để bọn họ phát triển. Tiền này tuy nói mấy tỷ nhưng phân cho cả khu cũng không nhiều, đến lúc đó chỉ sợ các đồng chí phản đối không ít. Vô hình chung sẽ ảnh hưởng xấu đến việc xin gia nhập của tập đoàn điện khí Tây Nam. Diệp Phàm đương nhiên gõ những người này trước một chút. Thật ra, buổi sáng vấn đề chủ tịch Diệp đưa ra trong chương trình nghị sự cá nhân, tôi cho rằng chủ tịch Diệp có quyết định ở trình độ rất cao. Tuy nói khu Lục Loan tạm thời dùng một khoản tiền của chúng ta, nhưng sau này khu kinh tế của chúng ta có khả năng có được sự ủng hộ về chính sách và các mặt khác. Trái lại tập đoàn điện khí Tây Nam thì khác, nếu bọn họ gia nhập có lẽ tạm thời phải phân đi một khoản tiền nhất định của chúng ta. Nhưng về lâu dài, khu kinh tế Hoành Không thiếu tập đoàn điện khí Tây Nam gia nhập cũng có chút không được, sẽ thiếu hụt một mắt xích sản xuất. Nếu bọn họ gia nhập nói như chủ nhiệm Cao vậy, sẽ hình thành một dây chuyền sản xuất đầy đủ. Hơn nữa tập đoàn điện khí Tây Nam đã phát triển mấy chục năm, cũng có thực lực mạnh mẽ về lĩnh vực thiết bị cơ điện. Lấy thừa bù thiếu càng có thể làm cho sản phẩm của chúng ta phong phú hơn, nâng cao lực cạnh tranh của các tập đoàn, Bành Nhất Khải nói. Vậy ý của trợ lý Bành là ủng hộ bọn họ gia nhập. Diệp Phàm nhìn anh ta một cái. Theo cá nhân tôi thì ủng hộ, hơn nữa tôi cũng tin tưởng các thành viên trong ban lãnh đạo sẽ có quan điểm sáng suốt. Bọn họ sẽ thấy được tác dụng lớn khi tập đoàn điện khí Tây Nam gia nhập. Hơn nữa, nghe nói tập đoàn Hoành Không còn có một dự án đang xây dựng. Có điện khí Tây Nam gia nhập, dựa vào thực lực của họ về mặt thiết bị cơ điện hoàn toàn có thể xây dựng bên kia. Hơn nữa, cũng có thể cung cấp một ít kỹ thuật ủng hộ, có phải không? Bành Nhất Khái yên làm thuyết khách. Hai, chuyện khu Lục Loan còn chưa được giải quyết, tôi thật sự là không có sức để ý đến chuyện tập đoàn điện khí Tây Nam được gia nhập. Người khác nhìn không ra cơ hội của khu Lục Loan, tôi và anh thì đã nhìn ra. Diệp Phàm cố ý thở dài, tất nhiên là bắt đầu tính chuyện giao dịch. Chủ tịch Diệp, về chuyện khu Lục Loan tôi nhìn thấy trong đó cơ hội thật lớn. Yên tâm, tôi sẽ ủng hộ chủ tịch Diệp đến cuối cùng trong chuyện khu Lục Loan. Hơn nữa, tôi cũng sẽ lợi dụng cơ hội liên kết với các đồng chí khác. Có một số việc liên kết nhiều có thể làm cho họ nhận ra cơ hội của khu Lục Loan. Bành Nhất Khải tỏ thái độ. Vậy là tốt rồi, Diệp Phàm vỗ đùi, sau đó nói, nhưng lão Bành, nếu trong thời điểm mấu chốt này để cho điện khí Tây Nam gia nhập thì khó khăn tương đối lớn. Vẫn là vấn đề tiền. Người khác sẽ nói tập đoàn điện khí Tây Nam nhìn vào mấy tỷ cấp trên rót xuống, bọn họ cũng không thành tâm. Đến lúc đó, những lời này không dễ nói. Nhưng, tôi thật ra có cách. Hả, có cách sao, tôi muốn nghe. Bành Nhất Khải cười nói. Sẽ phân phối số tiền kia trước, bởi vì liên quan đến khoản tiền khá lớn. Cho nên, phương án này chắc chắn sẽ được đảng ủy thảo luận. Theo cá nhân tôi mà nói, tôi hy vọng tập đoàn điện khí Tây Nam có thể gia nhập. Nói cách khác, trước kia tôi cũng đã mời bọn họ, nhưng để giải quyết vấn đề này thì phải làm gì bây giờ? Phương án này chính là cố gắng phân cho tập đoàn Hoành Không một khoản tiền lớn. Đến lúc đó có khoản tiền này, tập đoàn điện khí Tây Nam gia nhập, tập đoàn Hoành Không có thể đem khoản tiền này phân một phần cho tập đoàn điện khí Tây Nam. Đến lúc đó, người khác muốn bàn tán cũng không thể nói, có phải không? Tập đoàn Hoành Không chúng ta hoàn toàn có thể lấy lý do phối hợp nghiên cứu để cùng sử dụng khoản tiền đó. Đương nhiên, cũng không thể phân nhiều lắm, thích hợp thôi. Diệp Phàm nói, đây là cách tốt, đến lúc đó người khác sẽ không chỉ trích tập đoàn điện khí Tây Nam vì tiền mới gia nhập, nhất cử lưỡng tiện.
Nhưng, cứ như vậy có lẽ Chủ tịch Diệp sẽ phải nghe nhiều chuyện, dù sao khoản tiền này đã cấp cho tập đoàn Hoành Không, đến lúc đó tập đoàn Hoành Không muốn phân cho tập đoàn Điện Khí Tây Nam. Tốt như Chủ tịch tỉnh Diệp này có lẽ là số ít, có lẽ các đồng chí hiểu sẽ không nhiều. Bành Nhất Khải nói, ha ha, chỉ cần là chuyện của khu kinh tế, nghe thì nghe. Dù sao lỗ tai của tôi đã nhồi nhiều rồi, cũng không sợ nhiều thêm một chút. Diệp Phàm vẻ mặt lạnh nhạt, cười rộng rãi, nhưng thật ra trong lòng Bành Nhất Khải có chút cảm động. Anh ta hiểu được suy nghĩ của Diệp Phàm có lẽ ngất. Bước đầu tiên trong phương án này của Diệp Phàm đương nhiên là cố gắng đem khoản tiền này nhập về tài khoản của tập đoàn Hoành Không. Bước thứ hai chính là nhét khu Lục Loan vào mới hoàn thành chỉ thị của Lão Ninh. Bước ba mới có thể lo đến chuyện của tập đoàn Điện Khí Tây Nam. Các bước này không thể đi trái. Nếu không, tập đoàn Điện Khí Tây Nam có lẽ là ý tưởng của Bành Nhất Khải. Thời đại này nói chỉ ở miệng. Quan hệ của Nhậm Thời Mãn và Bành Nhất Khải không tồi. Chắc chắn người này đã liên hệ với Nhậm Thời Mãn rồi, vừa lúc có thể lợi dụng một chút. Việc thế nào, Bành Nhất Khải vừa về đến nhà Nhậm Thời Mãn không ngờ chủ động gọi điện thoại, Lão Nhậm lo lắng theo dõi chặt chẽ. Việc này, nói trắng ra là tranh giành quyết lực. Việc của khu kinh tế việc như vậy Lão Nhậm chắc chắn muốn nắm trong tay. Tuyệt không thể để cho Diệp Phàm nắm mũi dẫn đi. Nếu để Diệp Phàm chủ động, vậy thì đồng chí Nhậm Thời Mãn làm chuyện gì? Làm một bí thư như con rối cũng không phải chuyện Nhậm Thời Mãn mong muốn. Thái độ của Diệp Phàm có chút ba phải, thế nào cũng được. Việc này khó khăn, trả lời không thể nào rõ ràng. Bành Nhất Khải nói. Đó là đương nhiên, trước kia Ô Vân Sơn tranh luận với Diệp Phàm thật sự kịch liệt. Lúc ấy trong hội nghị thường vụ đã vả hết vào mặt nhau. Hiện giờ bọn họ muốn quay đầu Diệp Phàm đương nhiên là có muốn họ gia nhập chẳng qua quay đầu không dễ dàng như thế. Đây là một hình thức khác. Nhậm Thời Mãn nói. Nhưng hắn liên tục nhắc đến chuyện của khu Lục Loan. Nhưng thực ra có vẻ kỳ lạ. Khu Lục Loan chẳng lẽ thực sự có cơ hội lớn như vậy đối với khu kinh tế Hoành Không sao? Bành Nhất Khải thật ra khá hoài nghi, nói hết chuyện nói với Diệp Phàm. Việc này làm người ta khá khó hiểu. Nhưng cậu cho rằng tôi sẽ cho hắn cơ hội sao? Nhậm Thời Mãn cười lạnh nói. Đương nhiên sẽ không, nhưng bí thư Nhậm có cho hay không không liên quan. Việc này tôi ủng hộ hắn, đương nhiên chỉ cần một lần. Việc này không quá tốt, nếu thật thì tôi hơi băn khoăn. Bành Nhất Khải nói. Ha ha, yên tâm, hắn tuyệt đối không thông qua được. Có lẽ tỉnh Điền Nam Chu Gia Sinh sau khi trở về cũng nói với hai vị lãnh đạo. Nhậm Thời Mãn cười nói. Nếu Chu Gia Sinh phản bội thì Diệp Phàm chính là nhảy rơi răng cũng không có hy vọng. Bành Nhất Khải cười nói. Ha ha, để hắn tự nhảy là được. Đảng ủy chúng ta ngồi câu cá chuyên môn câu cá là được. Nhậm Thời Mãn cười nói. Nhưng, trong phân phối khoản tiền hy vọng bí thư Nhậm có thể ủng hộ tập đoàn Hoành Không? Bành Nhất Khải nói. Chương 3480, liên quan gì đến nó? Bành Nhất Khải có quan hệ gì với tập đoàn Điện Khí Tây Nam? Kiều Báo Quốc vẻ nghi ngờ nói. Trước kia chưa từng nghe nói Bành Nhất Khải có quan hệ với tập đoàn Điện Khí Tây Nam. Chẳng lẽ Bành Nhất Khải trước kia công tác ở Ủy ban Kinh tế Quốc gia nên quen biết? Ngũ Vân Lượng nói. Tập đoàn Điện Khí Tây Nam với Bành Nhất Khải quan hệ không được tốt, điểm này tôi biết. Diệp Phàm nói. Việc có thể là Nhậm Thời Mãn có âm mưu gì không? Ô Vân Sơn cùng Cố Hữu Toàn đến để đối phó với cậu. Đến lúc đó Điện Khí Tây Nam vừa gia nhập có phải là tăng thực lực cho Nhậm Thời Mãn không? Việc này hình như là khá đúng, Kiều Báo Quốc nói. Đúng vậy, đến lúc đó ban lãnh đạo có lẽ cũng có sự thay đổi. Cố Hữu Toàn cùng Ô Vân Sơn gia nhập là tăng thêm 2 phiếu. Ngũ Vân Lượng nói. Ha ha, việc này đúng là không cần lo lắng. Diệp Phàm cười thần bí. Không lo lắng sao lại không lo lắng? Cậu giao dịch với Bành Nhất Khải kéo tập đoàn Điện Khí Tây Nam gia nhập. Đến lúc đó người ta gia nhập chẳng lẽ không vào ban lãnh đạo, việc này không thích hợp. Ngũ Vân Lượng có chút nóng nảy. Không ai không đồng ý cho họ vào ban lãnh đạo, nhưng bọn họ gia nhập xong đương nhiên phải trải qua thử thách. Diệp Phàm cười nói. Đúng rồi, thời gian thử thách dài. Đến lúc đó kéo dài bọn họ là được. Ngũ Vân Lượng cười nói. Công ty anh em không thể làm như vậy, nhưng kéo dài. Đến lúc đó, thời cơ chín mồi chúng tao cũng không sợ bọn họ gây nên cái gì có hại. Diệp Phàm hừ nói. Ngày hôm sau những đồng chí đến tố khổ với Diệp Phàm đòi tiền thiếu chút nữa phá nát văn phòng của Diệp Phàm, báo hại Diệp Phàm phải trốn ra cửa sau. Xét thấy tình huống như vậy, Diệp Phàm lợi dụng thời gian 2 ngày làm ra phương án phân phối.
Dù sao việc này kéo dài càng lâu càng phiền toái. 3 ngày sau, phương án phân phối đã được đảng ủy thảo luận. Lúc mới bắt đầu phòng họp rất im lặng, toàn thể các đồng chí đều đang xem phương án của Diệp Phàm. Nửa tiếng sau tất cả mọi người hạ tài liệu nhìn Nhậm Thời Mãn. Ha ha, các đồng chí đều đã xem xong rồi chúng ta thảo luận đi. Cứ tự nhiên, có ý kiến gì cứ thoải mái nói. Đều là phục vụ xây dựng khu kinh tế thôi. Nhậm Thời Mãn cười vui vẻ. Mấy ngày trước đề án của Diệp Phàm về khu Lục Loan bị phủ quyết. Đó là thắng lợi lớn của Nhậm Thời Mãn từ lúc đến khu kinh tế Hoành Không. Tất nhiên tâm trạng của anh ta cũng không tệ lắm. Phương án phân phối này cũng quá mức đi. Mộc Hùng Phi là người đầu tiên không chịu nổi. Đúng vậy, tổng cộng có 1,7 tỷ, theo phương án phân phối thì tập đoàn Hoành Không đã 1 tỷ rồi, chiếm gần 6 phần. Khoản tiền này là để phát triển các công ty trong khu kinh tế cùng với phát triển sự nghiệp xã hội. Dựa vào cái gì tập đoàn Hoành Không lấy đi phần nhiều như vậy? Phương án phân phối này căn bản không công bằng. Mộc Thành Trương phối hợp tiếp theo. Dựa vào cái gì, chẳng lẽ hai vị không rõ ràng sao? Cung Chí Quân vừa trở về giọng sắc bén nã pháo. Dựa vào cái gì, đồng chí Chí Quân, anh đưa ra bằng chứng một chút. Tôi thấy không có gì để phân phối như vậy. Như thành phố Hạng Nam chúng tôi chiếm tỷ trọng rất lớn trong khu kinh tế Hoành Không, nhưng chỉ phân cho chúng tôi 150 triệu. Chẳng lẽ tập đoàn Hoành Không lớn hơn thành phố Hạng Nam chúng tôi? Dương Chí Thăng lại muốn gây chuyện. Việc này Diệp Phàm đã nói với Lam Tồn Quân, tất nhiên Lam Tồn Quân sẽ không lên tiếng. Đương nhiên, Lam Tồn Quân tức giận đối với phương án phân phối này nhưng không dám nói đành phải nhịn đau gật đầu. Đúng vậy, địa khu Giang Hoa chúng tôi chỉ được 100 triệu, đây là ý gì? Mộc Thành Trương hừ lạnh một câu. Việc này không có gì lạ, vốn khoản tiền này là vì quy hoạch Hoành Không mới có được. Cái gì gọi là đại quy hoạch Hoành Không, đây là quy hoạch chính của tập đoàn Hoành Không. Nếu tập đoàn Hoành Không là việc chính đương nhiên khoản tiền này cấp xuống xong tập đoàn Hoành Không phải chiếm phần lớn. Nếu không, chủ yếu thành thứ yếu cũng không thích hợp có phải không? Dương Chấn Đông nói, tuy hiện giờ thân thiết với Nhậm Thời Mãn nhưng về lợi ích của tập đoàn vẫn nhất trí đối ngoại. Nói thì dễ nghe lắm, đại quy hoạch Hoành Không cũng không phải chỉ có tập đoàn Hoành Không. Đại quy hoạch Hoành Không trước chính là bao gồm cả thành phố Hạng Nam và địa khu Giang Hoa. Lúc ấy chủ tịch Đường xuống dưới kiểm tra đều đến hai địa phương chúng tôi. Dù là cầu trên sông Thông Thiên cũng thuộc địa khu Giang Hoa và Hoành Không. Khi nào thì khoản tiền này thành khoản tiền riêng cho tập đoàn Hoành Không? Mộc Hùng Phi hừ nói. Phương án này đúng là có chút không thỏa đáng, nặng nhẹ phân rất rõ, hơn nữa có chút không hợp lý. Tập đoàn Hoành Không lấy phần nhiều. Theo tình trạng kinh tế phát triển, địa khu Giang Hoa chúng ta cần nhiều tài chính đầu tư nhất. Tập đoàn Hoành Không 2 năm trước tình hình không xong, nhưng từ khi chủ tịch Diệp xuống đã thay đổi lớn. Chẳng những kéo đến mấy chục tỷ đầu tư, năm nay càng phát triển hơn. Theo con số thống kê tháng trước của tập đoàn Hoành Không công bố có thể thấy, năm nay lợi nhuận của tập đoàn Hoành Không có thể đạt đến 1,5 tỷ. Đây là các công trình trọng điểm còn chưa hoàn thành, ví dụ như công ty Yến Nguyệt sắp khai trương. Còn có khu du lịch núi Thiên Thông cũng sắp khai trương. Ngoài ra, các công ty con một khi khai trương tôi đoán sang năm tập đoàn Hoành Không sẽ có một khởi đầu tốt đẹp. Tình hình tốt như thế còn phải đầu tư 1 tỷ. Phương án phân phối này thật sự quá mức. Nếu theo chính sách của nhà nước thì số tiền kia hẳn phải dùng cho các công ty còn khó khăn phục vụ việc nghiên cứu phát triển. Chu Gia Sinh nói, trong chuyện này ba lãnh đạo của Điền Nam thật ra nhất trí. Công ty khó khăn. Lần trước họp chủ tịch Diệp còn trình bày, số tiền kia để giúp đỡ các đơn vị đang phát triển mạnh. Nếu không, cái gì có thể thể hiện công trình trọng và dự án trọng điểm? Khoản tiền này không phải khoản tiền để giúp đỡ người nghèo. Tình hình kinh tế của địa khu Giang Hoa không tốt. Nhưng muốn viện trợ cũng phải nghĩ cách khác, mà không phải lấy khoản tiền này. Cung Chí Quân hừ lạnh nói. Thành phố Hạng Nam chúng tôi cũng không ít công ty, như tập đoàn Thiên Hoành tổng giá trị cũng đạt đến 8 tỷ. Đó là tập đoàn trọng điểm của thành phố Hạng Nam. Cả thành phố Hạng Nam là cấp dưới của khu kinh tế, tập đoàn Thiên Hoành cũng phải là một công ty cấp dưới của khu kinh tế. Vậy tại sao đồng chí Diệp Phàm lại không có trong phương án phân phối của đồng chí Diệp Phàm? Dương Chí Thăng lầm bầm. Ha ha, đồng chí Dương Chí Thăng không hiểu sao, đại quy hoạch Hoành Không chính là lấy tập đoàn Hoành Không là việc chính. Nếu nói vợ cả là tập đoàn Hoành Không thì tập đoàn Thiên Hoành cấp dưới của thành phố Hạng Nam là cấp dưới. Chúng ta đem số tiền kia phân phối cho thành phố Hạng Nam, bọn họ muốn tiền có thể hỏi thành phố Hạng Nam mà không phải là hỏi trực tiếp khu kinh tế.
nếu các công ty phía dưới đều trực tiếp do đảng ủy khu kinh tế thảo luận thì không phải làm chúng tôi mệt chết sao? Việc này đã phân công phụ trách theo cấp, bà chúng ta không thể quan tâm đến những chuyện cụ thể. Sao có thể quản lý được? Diệp Phàm hỏi. Đúng vậy, những công ty nhỏ cấp dưới của khu kinh tế không dưới mấy trăm, sao có thể đến lượt đảng ủy khu thảo luận? Chúng ta chỉ có thể thảo luận các công ty chủ chốt. Ví dụ như tập đoàn Hoành không cùng tập đoàn cơ khí Trung Quốc. Nhìn ban lãnh đạo của khu kinh tế có thể thấy, vì sao tập đoàn Thiên Hoành không có ai trong ban lãnh đạo? Đây là vấn đề trình tự và quy mô, Dương Chấn Đông nói. Nói đến điểm này tôi còn cảm thấy lạ, tập đoàn cơ khí Trung Quốc không ngờ cũng cho 200 triệu, thành phố tôi và địa khu Giang Hoa còn không bằng tập đoàn cơ khí Trung Quốc. Mục Thành Trương nói. Ha ha, không phải chỉ tập đoàn cơ khí Trung Quốc. Đây chỉ là phân một nặng một nhẹ thôi. Việc này phải phù hợp với mục đích tôn chỉ sử dụng số tiền kia mới được. Như địa khu Giang Hoa mà nói thì có công ty nào lớn? Không phải tôi khinh thường địa khu Giang Hoa, công ty sản xuất của các anh quy mô tài sản không đạt đến 1 tỷ. Như vậy thì nói với chúng tôi công ty trọng điểm làm gì? Chính là đem hết 1 tỷ 7 này cho các anh cũng không thể phát triển. Việc này không hợp với mục đích sử dụng số tiền này. Hơn nữa cũng không phù hợp điều kiện xin số tiền kia. Kiều Báo Quốc nói, theo quy định về công ty thì số tiền kia chính là Ủy ban Kinh tế cấp cho các công ty trực thuộc Trung ương. Tập đoàn Thiên Hồng tuy nói quy mô có thể nhưng nó cũng không phải công ty thuộc tỉnh. Còn địa khu Giang Hoa thì không cần phải nói, công ty quy mô căn bản không có. Đó cũng là lý do mà tiền cho thành phố Hạng Nam nhiều hơn địa khu Giang Hoa. Bành Nhất Khải lấy thân phận thành viên của Ủy ban Kinh tế nói. Khu kinh tế Hoành Không là tập đoàn thuộc quản lý của hai tỉnh. Trong ban lãnh đạo tỉnh Điền Nam cũng chiếm không ít, chẳng lẽ chiếm tỷ trọng lớn ngược lại được phân tài nguyên càng ít sao? Mộc Hùng Phi lại lấy số lượng thành viên ra nói. Ý của đồng chí Hùng Phi là thành phố Hạng Nam chúng tôi có hai người trong ban lãnh đạo khu kinh tế, thành phố Hạng Nam chúng tôi so với địa khu Giang Hoa tỉnh Điền Nam các anh phải được phân ít hơn có phải không? Lam Tồn Quân lúc này nắm được cơ hội lên tiếng. Địa khu Giang Hoa có năng lực, nhưng đừng than khóc trước mặt mọi người là được. Thành phố Hạng Nam chúng tôi tuy nói không bằng địa khu Giang Hoa các anh nhưng thủ đoạn than khóc thì không bằng anh. Dương Chí Thăng cũng lạnh nhạt nói, Mộc Hùng Phi châm biếm thành phố Hạng Nam tất nhiên là xúc phạm đến đồng chí Dương Chí Thăng. Đồng chí Chí Thăng, tôi cũng phải có ý này. Ý của tôi là tỉnh Điền Nam chiếm nhiều thành viên trong ban lãnh đạo, cũng không phải chỉ trích thành phố Hạng Nam các anh. Mặt Mộc Phi Hùng tối sầm lại, vội nói, vất vả lắm mới tìm được cơ hội công kích tập đoàn Hoành Không, dường như lại không được. Bí thư Nhậm, tôi thấy trao đổi thảo luận cũng được rồi, hay là giơ tay biểu quyết. Phong Hồ Ninh nói, việc này tôi thấy rõ ràng thôi, các đồng chí phản đối phương án này cũng không nhiều. Các đồng chí còn cần phải suy nghĩ biểu quyết không? Nhậm Thời Mãn giọng hách dịch. Chương 3481, phản đối. Đương nhiên cần, đây là trình tự tổ chức. Hơn nữa, các đồng chí tỉnh Điền Nam chúng tôi đều phản đối phương án này. Chúng ta sẽ khiếu nại quyền lợi lên cấp trên. Mộc Hùng Phi hừ nói, biết đại thế đã mất, hiện giờ nói đơn giản là chỉ nói miệng mà thôi. Không hề trì hoãn, với ba người Mộc Hùng Phi phản đối, Dương Chí Thăng bỏ phiếu trắng, việc này đã được thông qua thắng lợi. Dù sao trong thành viên ban lãnh đạo khu kinh tế đa số đều là người của tập đoàn Hoành Không hoặc có quan hệ với tập đoàn Hoành Không. Ví dụ như Phong Hồ Ninh cũng là thành viên tỉnh Thiên Vân, mà tỉnh Thiên Vân mới thật sự là ông chủ của tập đoàn Hoành Không. Các đồng chí tỉnh Điền Nam cũng chỉ có thể thở hổn hển rời hội trường. Mộc Hùng Phi nhằm thẳng thành phố Côn Đức tỉnh Điền Nam. Nghe xong Mộc Hùng Phi báo cáo chủ tịch tỉnh Dương Khải Thành hừ lạnh một tiếng nói bọn họ chiếm tỷ trọng nhiều, kết quả này cũng là bình thường. Nhưng Diệp Phàm xuống tay như thế cũng quá độc ác, 1,7 tỷ không ngờ chia cho địa khu Giang Hoa 100 triệu, đồng chí này xem ra trả thù không tệ. Chủ tịch Dương nói là hắn còn nhớ trước kia chúng ta xử phạt nặng. Phó Chủ tịch Thường trực An Bình Phong hỏi. Việc này tuy nói đã qua nhưng đối với Diệp Phàm là một chuyện không thể chịu được. Hắn chắc chắn ghi nhớ, nếu không lần này sẽ không red ai như thế. Bí thư Trần, Chủ tịch Dương, Phó Chủ tịch An. Việc này không thể để đồng chí Diệp Phàm muốn làm thế nào thì làm. Cứ như vậy sau này còn có khoản tiền nào xuống chúng ta chỉ có thể dương mắt nhìn thôi. Diệp Phàm người này nhớ hận quá mạnh mẽ, không ngờ dùng việc công báo thủ tư. Gió không thể quá lớn, tỉnh ủy có phải nên tỏ vẻ một chút? Mộc Hùng Phi giận dữ nói. Tỏ vẻ một chút, tỏ vẻ như thế nào? Bí thư Trần Đức Đại nhíu mày hỏi.
tỉnh cảnh cáo hắn một chút hoặc là lấy phương thức gì đó để bày tỏ sự không hài lòng của chúng ta với tỉnh Thiên Vân và Ủy ban Kinh tế. Hoặc là khiếu nại cũng đúng, phương án phân phối này một khi định hình xong thì sau này sẽ phiền toái. Chúng ta muốn trở mình càng không dễ dàng. Nếu không nhắc tới cũng lạ, bọn họ sẽ cho rằng chúng ta yếu mềm. Mộc Hùng Phi nói, việc này chúng ta tỏ vẻ bất mãn một chút tác dụng không lớn, đối với Diệp Phàm mà nói thì phải là cái gì đó có uy lực uy hiếp thật sự. Ôi, người ta là phó chủ tịch tỉnh Thiên Vân, không phải người của tỉnh Điền Nam chúng ta. An Bình Phong thở dài nhìn mọi người một cái còn nói thêm hơn nữa, cứ như vậy tiếp tục có thể làm cho mâu thuẫn càng lớn hơn. Dù sao Diệp Phàm vẫn quản lý khu kinh tế và tập đoàn Hoành Không. Đến lúc đó chịu thiệt vẫn là chúng ta. Ở tình trạng đó hắn muốn làm gì chúng ta thì có rất nhiều lý do. Mà tỉnh Thiên Vân lại cưng chiều tập đoàn Hoành Không. Bí thư Ninh Chí Hòa lại cưng chiều Diệp Phàm, chúng ta có thể làm gì hắn? Dù như thế nào, tỏ vẻ một chút là phải. Nếu không rên một tiếng thì hắn sẽ kiêu ngạo. Ngày mai tôi sẽ gọi điện cho các đồng chí bên tỉnh Thiên Vân một chút. Tuy nói tác dụng không lớn nhưng dù sao cũng phải nói chuyện này. Chủ tịch Dương nói. Tỏ vẻ một chút hẳn là cần, nhưng các anh chỉ nhìn chằm chằm vào địa khu Giang Hoa, các anh quên chúng ta là ông chủ thứ hai cả tập đoàn Hoành Không. Tiền cho tập đoàn Hoành Không 1 tỷ, chúng ta cũng chiếm 4 phần, cho nên, không cần quá kịch liệt. Nhưng thật ra nếu Diệp Phàm đem số tiền kia cho tập đoàn cơ khí Trung Quốc hoặc thành phố Hạng Nam chúng ta có thể tổn thất lớn. Dù sao đều là dụng vào trong bát mình, cho địa khu Giang Hoa hay tập đoàn Hoành Không đối với chúng ta mà nói cũng không chịu thiệt. Hơn nữa, tập đoàn Hoành Không phát triển rất nhanh, có lẽ 2 đến 3 năm đã trả nợ xong và nộp tiền lên cấp trên. Bí thư Trần không ngờ cười. Cũng đúng vậy, tôi quên mất việc này. An Bình Phong cười nói. Tuy nói tập đoàn Hoành Không không gây cho chúng ta tổn thất lớn nhưng nếu trực tiếp cho địa khu Giang Hoa thì chúng ta thu lợi càng lớn. Tập đoàn Hoành Không 10 phần thì chúng ta chỉ chiếm 4 phần. Nhưng địa khu Giang Hoa chúng ta giữ 100%. Hơn nữa kinh phí di rời địa khu Giang Hoa cũng rất cần thiết. Tài chính tỉnh đều có chút không chịu nổi. Nếu lần này Diệp Phàm có thể trực tiếp cấp cho địa khu Giang Hoa 300 triệu cũng có thể giải quyết việc khẩn cấp. Cho nên, chúng ta còn phải tỏ vẻ bất mãn mạnh mẽ. Hơn nữa, vẫn phải khiếu nại lên cấp trên một chút chuyện này. Chủ tịch tỉnh Dương Khai Thành có ý kiến của mình. Đúng thế, theo tỷ lệ phân phối địa khu Giang Hoa chúng ta cũng phải được phân 3 đến 400 triệu. Tập đoàn Hoành Không có 500 triệu là được rồi. Lần này không ngờ trả lại cho tập đoàn cơ khí Trung Quốc 200 triệu, chúng ta chỉ bằng một nửa của họ. Việc này chính là khinh rẻ Điền Nam chúng ta. Đại quy hoạch Hoành Không chúng ta đã cố gắng nhiều như vậy, kết quả tiền lời lại ít như vậy. Việc này đúng là kém xa, cái này căn bản là Diệp Phàm trả đũa. Mộc Hùng Phi vốn vẫn buồn bực, vừa thấy chủ tịch Dương mạnh mẽ lên lập tức lên tiếng tiếp. Ủy ban Kinh tế ủng hộ tập đoàn cơ khí Trung Quốc. Khoản tiền này phê duyệt thật sự cũng có điều kiện là công ty lớn. Điểm này chúng ta không dễ nói chuyện với bọn họ. Đương nhiên, Diệp Phàm cấp cho tập đoàn cơ khí Trung Quốc nhiều như vậy còn phải là lấy tiền nhà nước cho người thân sao? Dương Khai Thành nói. Cho anh vợ thôi, việc này làm cho tiền cấp trên cho bị cả nhà hắn lấy hết. Tôi thấy tập đoàn cơ khí Trung Quốc lấy tiền này cũng có chút vấn đề. Bởi vì, tập đoàn cơ khí Trung Quốc cũng vừa mới gia nhập khu kinh tế Hoành Không. Lúc trước quy hoạch Hoành Không tập đoàn cơ khí Trung Quốc còn chưa gia nhập. Cho nên, số tiền kia tôi thấy không nên cho bọn hắn. Lúc trước là do trụ cột của đại quy hoạch Hoành Không lấy xuống, anh chưa gia nhập đại quy hoạch dựa vào cái gì đòi tiền. Lại cho nhiều như vậy, Mộc Hùng Phi nói. Việc này thật ra có thể khiếu nại một chút với cấp trên. Tiền này không thể lấy như vậy. Dương Khai Thành gật gật đầu. Tập đoàn cơ khí Trung Quốc thôi, thật ra có thể lo lắng một chút. Bí thư Trần gật đầu. Bởi vì Cung Chí Quân trở về thời gian hữu hạn cho nên buổi sáng ngày thứ ba cái Thiệu Trung chủ trì hội nghị ban giám đốc tập đoàn Hoành Không. Thời gian ít nhiệm vụ nặng, cải tạo khu Lục Loan sẽ bắt đầu. Tập đoàn Hoành Không chúng ta có lên chuyến xe này không là do các đồng chí trong cuộc họp hôm nay quyết định. Cái Thiệu Trung lên tiếng. Chủ tịch cái, anh nói vậy có ý gì? Mộc Hùng Phi vội vàng hỏi, người này vẫn còn tức giận chuyện lần trước. Ha ha. Hôm nay triệu tập mọi người lại đây chủ yếu là thảo luận đề nghị của đồng chí Diệp Phàm đưa khu Lục Loan vào bên trong đại quy hoạch Hoành Không. Đồng chí Diệp Phàm rất tinh mắt, chúng ta muốn mượn ngọn gió cải cái các thành phố của cả nước. Cái Thiệu Trung nói, đề án này đã được thảo luận ở đảng ủy, hơn nữa đã bị phủ quyết, hôm nay còn nói làm gì. Mộc Thành Trương hừ nói,
Ha ha, đồng chí Thành Trương, anh phải hiểu rõ, hôm nay là hội nghị ban giám đốc của tập đoàn Hoành Không. Lần trước đề án của Diệp Phàm là đưa khu Lục Loan vào khu kinh tế Hoành Không. Mà hôm nay đề án này không giống thế. Là đưa khu Lục Loan vào quy hoạch Hoành Không. Khác việc đưa vào khu kinh tế. Cái Thiệu Trung nói. Hả, có gì khác, chúng tôi nghĩ không ra cái gì khác. Bởi vì, khu kinh tế Hoành Không chính là xây dựng trên cơ sở đại quy hoạch Hoành Không. Hai nhà căn bản là một thôi. Mộc Phi Hùng châm chọc nói. Đương nhiên là khác, đại quy hoạch Hoành Không là đại quy hoạch. Khu kinh tế Hoành Không là khu kinh tế. Các anh xem, đại quy hoạch Hoành Không thuộc quy hoạch của tập đoàn Hoành Không chúng ta, thành viên lãnh đạo không giống với. Khác với thuộc về khu kinh tế, phạm vi quản lý đều không giống. Công chí Quân cười nói. Đổi thang mà không đổi thuốc thôi, có gì khác? Đại quy hoạch Hoành Không sẽ không phải là đại quy hoạch của khu kinh tế sao? Cấp trên đã phủ quyết còn thảo luận, chúng ta cũng không có nhiều thời gian để lãng phí như vậy. Mộc Hùng Phi nói. Dù không giống thì tôi thấy cũng không nên đưa khu Lục Loan vào bên trong đại quy hoạch Hoành Không. Khu Lục Loan cùng đại quy hoạch Hoành Không căn bản không liên quan gì đến nhau. Hai chuyện khác nhau sao phải cứng rắn ép buộc cùng một chỗ. Việc này là lỗi thời. Tài chính của chúng ta đang thiếu hụt còn rót vào khu Lục Loan 500 triệu thì chúng ta lấy cái gì để phát triển? Dương Chấn Đông không ngờ kiên quyết phản đối. Đồng chí Chấn Đông, anh cũng là một trong những lãnh đạo quan trọng của Hoành Không. Chẳng lẽ không nhìn ra tầm quan trọng của việc đưa khu Lục Loan vào đối với tập đoàn Hoành Không chúng ta sao? Công chí Quân lạnh lùng hỏi. Tầm quan trọng, tôi chỉ nhìn thấy bọn họ lấy của chúng ta một khoản tiền lớn, còn tầm quan trọng chỗ nào tôi không nhìn thấy. Dù nói về cải cách của nhà nước chúng ta cũng không có khả năng có được gì từ đó. Khu thí nghiệm cải cách tổng hợp ở tỉnh thành, phạm vi rộng lớn. Mà trụ sở của tập đoàn Hoành Không chúng ta cũng là ở thành phố Hạng Nam. Căn bản không hưởng chính sách này. Chuyện bỏ tiền vốn không có tiền lời chúng ta vì cái gì muốn làm, huống chi, đây chính là 500 triệu, không phải là 1-2 đồng. Đối với đề án này, tôi kiên quyết phản đối. Tôi cũng căn cứ vào lợi ích của tập đoàn Hoành Không. Ở điểm này Dương Chấn Đông tôi không có chút thư tình nào. Dương Chấn Đông tỏ thái độ mạnh mẽ. Đồng chí Chấn Đông, ý của anh là sai rồi. Tại sao lại có thể nói là không có lợi? Về ưu đãi tôi đã trình bày ở hội nghị trước. Tuy nói tập đoàn Hoành Không chúng ta trụ sở ở thành phố Hạng Nam nhưng nghiệp vụ của chúng ta đã mở rộng đến tỉnh thành. Ví dụ như công ty công trình không phải ở tỉnh thành sao? Chúng ta hoàn toàn có thể thông qua công ty này tiến vào địa phương làm thí điểm cải cách. Đồng chí Chấn Đông, ánh mắt phải lâu dài, hơn nữa phải nhìn vấn đề ở nhiều góc độ. Chẳng lẽ Diệp Phàm tôi không tiếc số tiền kia? Nhưng tục ngữ nói tiếc đứa bé không lấy được chồng. Mượn gió tỉnh thành hỗ trợ tập đoàn Hoành Không chúng ta có thể nhìn thấy ưu đãi rất lớn trong tương lai không xa. Diệp Phàm hừ lạnh nói. Chương 3482, vây lấy ủy ban quản lý. Tương lai là một chủ đề rất xa, chính là công ty xây dựng công trình Thiên Mã tiến hành một cuộc cải cách toàn diện, nhưng lại không chạm đến vấn đề cốt lõi. Không tiến đến vấn đề chủ yếu thì tập đoàn chúng ta lại có thể có được lợi ích lớn như thế nào? Vốn đầu tư này căn bản là kém xa so với sản xuất. Chuyện này tôi thật không nghĩ ra đồng chí Diệp Phàm có lý do gì mà làm ra đề án hoang đường này. Mộc Hùng Phi vừa thấy Dương Chấn Đông tỏ thái độ quyết liệt, đương nhiên là cũng lập tức trợ giúp. Ha ha, có một số chuyện đều có thể thay đổi. Ví dụ như, chúng ta và khu Lục Loan hợp thành một có phải là có thể được hưởng sự giúp đỡ toàn diện không? Đến lúc đó, có thể kéo dài thêm cho chúng ta. Hơn nữa. Tôi còn một ý tưởng sâu xa hơn. Đó chính là tỉnh thành có thể tiến hành thì tại sao khu kinh tế Hoành Không chúng ta không thể tiến hành. Đến lúc đó, chúng ta cũng có thể áp dụng hạng mục này. Đến thời điểm đó, tương lai của khu kinh tế Hoành Không không thể lường được. Các đồng chí, chúng ta không nên bị vài triệu trước mắt làm mê muội. Vài triệu này cũng không thể giúp đỡ tập đoàn chúng ta bao nhiêu. 2 năm rồi chúng ta đã đầu tư vào cả chục tỷ. Nếu muốn nói đến tiền thì hiện giờ tập đoàn chúng ta cũng không thiếu tiền, chủ yếu là bởi vì công trình vẫn chưa được xây dựng hoàn chỉnh. Một nguyên nhân khác chính là phía ngân hàng cho vay, bởi vì danh dự của tập đoàn hiện giờ họ cũng không vội vàng thúc giục trả nợ. Coi như là chúng ta lấy 500 triệu này để tiến hành sửa sang khu Lục Loan. Diệp Phàm nói, không thiếu tiền, tại sao lại không thiếu tiền? Đại quy hoạch Hoành Không chính là bao gồm hai thành phố Giang Hoa và Hạng Nam. Khu Giang Hoa của chúng tôi hiện tại vốn đầu tư về du lịch có khoảng cách tương đối lớn.
Nếu chủ tịch Tỉnh Diệp cảm thấy không thiếu tiền thì hoàn toàn có thể đưa 500 triệu này cho chúng tôi. Chúng tôi không cần anh cho chúng tôi tiền mặt, chỉ cần xây dựng hoàn thành cho chúng tôi một hạng mục 500 triệu là được rồi. Hơn nữa, những phương diện này vẫn là muốn xây dựng hoàn chỉnh khu du lịch núi Thông Thiên, cũng không phải là xây dựng cái gì khác cho khu Giang Hoa chúng tôi. Mộc Thành Trương nói, không thiếu tiền cũng không phải là có thể đưa tiền cho mọi người. Vốn đầu tư của tập đoàn Hoành Không cho khu Giang Hoa đã không hề nhỏ. Hơn nữa, chúng tôi đã hỗ trợ 120% cho các vị. Bảo tôi lại đầu tư cho các đồng chí, ngay cả phần mà các đồng chí nên bỏ tiền cũng muốn chúng tôi trả. Đồng chí nghĩ xem, có thể như thế sao? Diệp Phàm hừ lạnh nói. Ha ha, người của khu Giang Hoa hóa ra là kiểu người chỉ biết nhận tiền không biết đầu tư. Chuyện tốt như vậy thì ai chẳng muốn? Cung Chí Quân châm chọc cười nói. Nếu thiên hạ có chuyện tốt như vậy Dương Chấn Đông tôi cũng muốn thử xem. Tập đoàn Hoành Không tuy rằng tạm thời không thiếu tiền nhưng những chỗ còn cần dùng tiền vẫn còn rất nhiều. Vừa rồi, Chủ tịch Tỉnh Diệp cũng đã nói, tiền hiện tại còn lại trên cơ bản đều là do ngân hàng cho vay. Một khi ngân hàng hối thúc thì phải trả, như vậy chỉ có thể nói là hoạt động tài chính khá phong phú thôi, khoảng cách đền không thiếu tiền vẫn còn rất xa. 500 triệu đối với tập đoàn chúng tôi mà nói vẫn là tương đối quan trọng. Ví dụ như có thể nghiên cứu phát triển mở rộng sản phẩm mới. Tập đoàn chúng ta lớn, nhưng về mặt sản phẩm vẫn còn tương đối yếu kém. May mà có trang thiết bị mới do phía thành phố Cảng Cửu đưa đến. Nói cách khác, tập đoàn chúng ta vẫn ở trong hoàn cảnh tương đối bị động. Hơn nữa, về mặt kỹ thuật sản phẩm chủ yếu tuy rằng là do phía thành phố Cảng Cửu cung cấp cho chúng ta. Nhưng họ cũng không hoàn toàn tiết lộ cho chúng ta hoàn toàn kỹ thuật. Nếu một khi chuyện hợp tác này sinh vấn đề gì, họ lấy lại trang thiết bị thì chúng ta sẽ bị họ dắt mũi. Cho nên, có trang thiết bị của riêng mình là điều quan trọng nhất. 500 triệu này nếu như có thể dùng để nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, giống như về mặt máy móc cho đồng chí Trần Viên Kiều phụ trách. Không cần thời gian 3 năm hẳn là có thể làm ra được sản phẩm tốt hơn. Đến lúc đó, chúng ta cũng không phải phụ thuộc nữa. Dương Chấn Đông nói. Kinh phí nghiên cứu khoa học của tập đoàn đã không ít rồi, lại tiếp tục đầu tư nữa sẽ gây ra lãng phí tài chính. Đường phải đi từng bước, cơm cũng phải ăn từng miếng, ăn vội vàng thì không thể mập được. Cho nên, mặc dù bây giờ cho nhiều tiền hơn nữa cũng không có cách nào có thể lập tức cải tiến được sản phẩm. Một sản phẩm mới từ nghiên cứu phát triển đến đầu tư cuối cùng cần phải có chu kỳ thời gian, không thể mấy tháng là có thể làm được. Ngay cả trồng rau cũng cần phải có quá trình. Còn cơ hội khu Lục Loan nếu như vì 500 triệu này mà mất đi thì đó mới thật sự là thất sách. Đây là do chỉ đạo sai lầm của tập đoàn, sự nguy hiểm của loại thất bại này thậm chí có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng đến tập đoàn. Cho nên chúng ta không thể đi sai con đường này. Hiện giờ tuy rằng tập đoàn đang phát triển, nhưng mở rộng hơn nữa thì càng tốt. Nếu không, nếu như đường càng đi càng hẹp thì sẽ gây tổn hại đến tập đoàn. Dương Phàm nói. Việc cải tạo khu Lục Loan sẽ gây tổn hại đến lợi ích của tập đoàn. Đồng chí Diệp Phàm, lời này của đồng chí cũng thật làm cho người nghe kinh sợ đấy. Mộc Hùng Phi cười lạnh nói. Thật sự là có khả năng này. Chủ tịch Tỉnh Diệp là người nhìn xa trông rộng, cho nên đồng chí ấy đến tập đoàn chưa đầy 2 năm đã đưa tập đoàn phát triển đi lên. Tập đoàn chúng ta phải đi về phía cao và huy hoàng hơn, cần có ánh mắt nhìn xa trông rộng của Chủ tịch Tỉnh Diệp, cần các thành viên ở phía dưới đoàn kết nhất trí. Không nên nghi ngờ Chủ tịch Tỉnh Diệp, khi tập đoàn Hoành Không muốn quản lý huyện Hoàng Cương đã gặp đủ loại trở ngại. Nhưng Chủ tịch Tỉnh Diệp vẫn tiếp tục kiên trì, ra sức gặp cả huyện Lăng Hà, cho đến tận bây giờ đã thành lập khu kinh tế Hoành Không. Sự thật chứng minh, đa số các đồng chí ban đầu đều đã sai lầm. Cho nên, chúng ta tuyệt đối phải tin tưởng vào quyết sách của Chủ tịch Tỉnh Diệp. Mà cũng không thể nghi ngờ vô cớ Bành Nhất Khải nói hơn nữa, đối với quyết định của Chủ tịch Tỉnh Diệp. Ngay cả bộ cũng khá coi trọng và ủng hộ. Bộ cho tập đoàn Hoành Không quyền tự quyết lớn như vậy, đặc biệt là biểu hiện trong thời gian 2 năm nay đặc biệt xuất sắc. Chính là bởi vì Chủ tịch Tỉnh Diệp là người cầm lái tập đoàn Hoành Không, lãnh đạo của bộ đều rất yên tâm. Sự đúng đắn trong quyết sách trước kia của Chủ tịch Tỉnh Diệp tôi cũng không hề phủ nhận, nhưng công lao đã qua không thể chứng minh rằng quyết định hiện giờ của đồng chí ấy không có sai lầm hoặc không thỏa đáng. Đối với việc tiếp tục cải tạo khu Lục Loan mà nói, ngay cả tỉnh và ủy ban quản lý đều đã bác bỏ quyết định. Chúng ta vẫn còn vướng vào chuyện này chính là lãng phí thời gian. Tôi thấy việc này không cần phải bàn nữa. Mộc Thành Trương nói.
bàn hay không bàn không phải đồng chí nói một câu là có thể kết thúc. Hôm nay triệu tập các đồng chí đến đây cũng không dễ dàng, đặc biệt là đồng chí cung chí quân từ nước ngoài trở về. Cho nên, hôm nay chuyện về khu Lục Loan ban giám đốc phải giải quyết xong để báo cáo với tỉnh. Theo cá nhân tôi kiên quyết ủng hộ phương án này. Tôi tin tưởng năng lực và sự tinh tường của đồng chí Diệp Phàm. Trong chuyện khu Lục Loan, anh ấy có cái nhìn khác. Chúng ta nên ủng hộ quyết định của anh ấy. Tập đoàn Hoành Không hiện giờ đã phát triển tốt đẹp, nhưng chính vì đã phát triển rồi nên muốn đưa nó phát triển lên một lần nữa thì sẽ khó khăn hơn. Có thể khu Lục Loan có thể chắp thêm đôi cánh cho tập đoàn Hoành Không. Cái Thiệu Trung hừ lạnh một tiếng, tay Mộc Thành Trương này vừa nói những lời mà người chủ trì mới được nói, rõ ràng là vượt giới hạn rồi. Chắp thêm đôi cánh, tôi thấy rất có thể sẽ trở thành chướng ngại vật cho tập đoàn Hoành Không đi lên. Dương Chấn Đông cười lạnh nói. 500 triệu đã có thể trở thành chướng ngại vật của tập đoàn Hoành Không rồi. Đồng chí Chấn Đông, tập đoàn Hoành Không chúng ta thừa nhận năng lực cũng quá yếu đi. Dương Văn Minh của Ủy ban Quốc tư lần đầu lên tiếng. Diệp Phàm hiểu, có lẽ là Bành Nhất Khải và Dương Văn Minh bàn bạc với nhau rồi. Hai người đều đến từ bộ, đã nói chuyện từ trước rồi. Ha ha, đồng chí Chấn Đông coi tập đoàn Hoành Không chúng ta như một xí nghiệp còn con, 500 triệu là đã có thể làm tổn hại đến tập đoàn Hoành Không. Đây là lý luận gì vậy? Lời nói nghe không ổn. Tập đoàn Hoành Không hiện giờ đừng nói đến là 500 triệu không thể gây áp lực được. Ngay cả 5 tỷ cũng không thể làm tổn hại đến tập đoàn Hoành Không. Khí phách của tập đoàn Hoành Không chúng ta chạy đi đâu rồi? Cung Chí Quân cười nói. Tôi chỉ nói là chướng ngại vật, cũng không nói là ảnh hưởng thế nào đến tập đoàn Hoành Không. Thực lực của tập đoàn thì mọi người đều biết. Dương Chấn Đông đỏ mặt, vội vàng biện luận. Biết là tốt rồi. Cho nên, không cần phải bàn cãi về vấn đề vài triệu này nữa. Đưa khu Lục Loan vào không phải là chuyện xấu. Không cần nói đến cái khác, chúng ta chỉ viện trợ cho nó 500 triệu thì có thể gây ra tổn thất gì cho tập đoàn. Huống hồ chúng ta còn muốn mượn gió đông của bọn họ. Việc này tôi thấy không cần phải bàn nữa, chủ tịch cái, ông thấy thế nào? Diệp Phàm tỏ thái độ cứng rắn. Ừ, giơ tay biểu quyết đi, cái Thiệu Trung cũng không khác gì. Theo lời của Dương Văn Minh thì có thể thấy rằng ông ta cũng ủng hộ việc sáp nhập khu Lục Loan. Như vậy thì coi như là gần như có thể thông qua rồi. Kết quả đương nhiên là 4 phiếu phản đối, 6 phiếu tán thành thông qua đề án này. Đề án này mọi người muốn thông qua chúng tôi cũng không phản đối, chúng tôi tôn trọng quyết định của ban giám đốc. Nhưng có điều, đề án này còn phải đưa lên ủy ban quản lý. Đến lúc đó, chúng ta ngồi ở đây hôm nay sẽ không có tác dụng gì. Bởi vì, ủy ban quản lý sẽ không đồng ý. Dương Chấn Đông bình tĩnh, cười lạnh nói. Tôi có nói là phải đưa lên ủy ban quản lý thảo luận sao? Diệp Phàm nhìn người này một cái, hừ giọng nói. Chuyện lớn như vậy mà không đưa lên ủy ban quản lý thảo luận. Vậy đồng chí Diệp Phàm bỏ ủy ban quản lý đi, thành lập ủy ban quản lý để làm gì? Nếu những xí nghiệp bên dưới đều làm như vậy, vậy ủy ban quản lý còn làm gì nữa? Mộc Hùng Phi hừ lạnh nói. Đây là chuyện trong tập đoàn chúng ta, không liên quan gì tới ủy ban quản lý. Tuy nói là ủy ban quản lý là cấp trên của tập đoàn Hoành Không. Nhưng chuyện bên trong tập đoàn chỉ cần báo cáo lại một chút với ủy ban quản lý là được. Chuyện này không liên quan tới ủy ban quản lý. Sáp nhập khu Lục Loan cũng là sáp nhập vào đại quy hoạch Hoành Không, cho nên không cần thông qua sự phê chuẩn của ủy ban quản lý. Huống hồ, ủy ban quản lý cũng không thể trực tiếp tham gia vào chuyện của bên trong của tập đoàn. Nếu mọi chuyện đều phải quản lý thì các đồng chí trong ủy ban quản lý mệt chết mất. Ủy ban quản lý chỉ là một cấp chỉ đạo mang tính phương hướng. Chỉ là quản lý một chút về nghiệp vụ. Hơn nữa, ủy ban quản lý cũng không thể can thiệp vào chuyện nội bộ của tập đoàn. Nếu chuyện gì cũng nhúng tay vào thì là quá giới hạn rồi. Diệp Phàm mạnh mẽ đáp trả, chuyển sang nói với người ghi chép Khổng Ý Hùng. Đồng chí Ý Hùng, đồng chí lập tức đưa quyết định của ban giám đốc báo cáo lên tỉnh. Đương nhiên, báo cáo qua với ủy ban quản lý là được rồi. Chương 3483, thi nhau đập bàn. Bí thư Nhậm, bọn họ thật quá đáng. Dương Chấn Đông vội vàng xuống lầu, đi thẳng đến văn phòng của Nhậm Thời Mãn, giận dữ nói. Nhậm Thời Mãn không tỏ thái độ, liền nói với thư ký gọi điện thoại cho Diệp Phàm, gọi hắn xuống một chút. Diệp Phàm tới văn phòng của Nhậm Thời Mãn. Đồng chí Diệp Phàm. Nghe nói vừa rồi ban giám đốc tập đoàn Hoành Không đã thông qua đề án sáp nhập khu Lục Loan đúng không? Nhậm Thời Mãn nghiêm túc, nhìn chằm chằm Diệp Phàm hỏi.
Đúng vậy, vừa mới thông qua. Chủ nhiệm Khổng đang làm tài liệu báo cáo chính thức, không lâu nữa sẽ báo cáo với ủy ban quản lý. Diệp Phàm bình tĩnh ngồi đối diện với Nhậm Thời Mãn. Dầm. Nhậm Thời Mãn đập bàn, hừ nói, đồng chí Diệp Phàm, rốt cuộc cậu muốn làm gì? Làm gì, không phải là sáp nhập khu Lục Loan vào đại quy hoạch Hoành không sao? Điều này tôi cũng vừa nói rõ ràng. Nói vậy, có lẽ là đồng chí muốn phải báo cáo với đồng chí trước đúng không? Diệp Phàm bình tĩnh lấy ra một điếu thuốc, sau khi châm lửa, nhìn Nhậm Thời Mãn nói, hơn nữa, tôi khuyên bí thư Nhậm không nên tự dưng đập bàn, làm như vậy có thể tự làm tổn thương mình. Đồng chí Diệp Phàm, cậu muốn tách khỏi ủy ban quản lý, làm vương quốc độc lập của riêng mình có phải không? Nhậm Thời Mãn hừ lạnh nói, tôi có nói là muốn tách khỏi ủy ban quản lý sao? Từ trước tới giờ tôi đều nói, tập đoàn Hoành không là cấp dưới của khu kinh tế, chúng tôi chịu sự quản lý của ủy ban quản lý. Diệp Phàm nói, chịu sự quản lý, việc này cậu đã trực tiếp báo cáo lên Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cậu hoàn toàn bỏ qua Ủy ban quản lý. Hành động này của cậu gọi là gì? Đây gọi là coi thường Ủy ban quản lý. Cậu căn bản là không coi Ủy ban quản lý ra gì. Cậu chính là đang vượt cấp làm bừa, đang khiêu chiến với quy tắc của thể chế, việc này cũng không phù hợp với trình tự của tổ chức chúng ta. Nhậm Thời Mãn rốt cục không nhìn được nổi cáu. Tôi có coi thường ủy ban quản lý không? Việc sáp nhập khu Lục Loan vào đại quy hoạch Hoành không là chuyện nội bộ của tập đoàn Hoành không? Ủy ban quản lý đúng là cấp trên của tập đoàn Hoành không? Nhưng ủy ban quản lý không có quyền can thiệp vào chuyện nội bộ của xí nghiệp. Đây là chuyện nội bộ của tập đoàn chúng tôi, không cần thiết phải có sự đồng ý của ủy ban quản lý, báo cáo với ủy ban quản lý đã coi như là không tệ rồi. Đồng chí Thời Mãn. Đồng chí muốn tham gia vào chuyện nội bộ của tập đoàn chúng tôi là có ý gì? Rốt cuộc là muốn làm gì? Lẽ nào ủy ban quản lý đều rảnh rỗi không có việc gì làm đúng không? Tôi thấy không hẳn, nhiều việc lớn trợ ủy ban quản lý như vậy, ủy ban quản lý lại không làm. Lại cố tình đứng ra chỉ trích việc nội bộ của tập đoàn chúng tôi, như vậy là sao? Diệp Phàm nói càng sắc bén hơn. Dầm! Nhậm Thời Mãn nổi trận lôi đình, lại đập bàn một cái thật mạnh. Dương Chấn Đông và thư ký ngồi cạnh cửa sợ đến nỗi sắc mặt đều chuyển sang màu xám. Dầm. Âm thanh lần này còn lớn hơn. Hơn nữa, cùng với âm thanh đó chiếc bàn làm việc sang trọng của Nhậm Thời Mãn bị Diệp lão đại một chưởng mà đập vỡ ra. Hơn nữa, tất cả chén đều rơi xuống đất, trên nền đầy nước trà. Còn Dương Chấn Đông vừa sợ tới mức xanh mặt liền nhảy về phía sau một bước dài ngơ ngác nhìn chiếc bàn làm việc bị bàn tay Diệp lão đại đập vỡ. Ông đập cái gì? Đập một cái là đủ rồi. Lại còn đập lần thứ hai. Ông thật sự nghĩ mình có quyền đập bàn đúng không? Diệp Phàm tôi không phải là người làm của ông. Hai chúng ta chỉ có thể coi là đồng nghiệp. Ông dựa vào cái gì mà đập bàn mới tôi? Diệp Phàm chỉ Nhậm Thời Mãn hừ nói. Đó chính là khí phách toát ra của cao thủ tiên thiên đại viên mãn. Ngay cả Nhậm Thời Mãn cũng sợ tới mức đứng dậy lùi về phía sau một bước dài. Không cẩn thận đập lưng vào cánh thủ phía sau. Lão già này nghiến răng, có lẽ là cũng tương đối đau. Cậu lại dám đập bàn của ta, còn dám đập vỡ. Cậu Nhậm Thời Mãn nhìn cái bàn bị vỡ, chỉ vào Diệp Phàm giận dữ nói. Ông đập được còn tôi không đập được phải không? Ông đập hai cái tôi mới đập có một cái. Bị đập ba lần, nó không chịu được thì tự vỡ thôi. Tôi còn có việc, tôi phải đi trước đây. Diệp Phàm ngang ngược, nói xong liền xoay người đi. Diệp Phàm, cậu đứng lại đó cho tôi. Đứng lại đó cho tôi. Nhậm Thời Mãn run run chỉ vào Diệp Phàm gọi. Không rảnh, Diệp Phàm cũng không quay đầu lại mà bước nhanh đi. Đây là chuyện gì vậy? Đây đúng là hành động của bọn côn đồ mà, đúng là hành động phạm thượng. Vừa nhìn thấy Diệp Phàm đi ra ngoài, Dương Chấn Đông như lấy lại được khí thế, lại muốn thêm dầu vào lửa. Gọi xe, Nhậm Thời Mãn phun ra hai chữ rồi đùng đùng đi xuống lầu. Sáng thứ hai, Diệp Phàm nhận được điện thoại từ tỉnh ủy gọi tới. Yêu cầu Diệp Phàm lập tức quay về tỉnh ủy một chuyến. Diệp Phàm biết, nhất định là Nhậm Thời Mãn đã đi báo cáo, liền lái xe đi thẳng đến văn phòng tỉnh. Diệp Phàm đầu tiên là đến làm việc ở chỗ phó bí thư tỉnh ủy Đường Quang Hùng. Nghe nói Đường Quang Hùng có họ hàng xa với nhà họ Đường ở thủ đô. Nhưng căn bản Diệp Phàm chưa hề tiếp xúc với người này. Đường Quang Hùng vừa tới tỉnh Thiên Vân thì Diệp Phàm cũng vừa ra ngoài thực hiện nhiệm vụ nên đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Đường Quang Hùng. Đường Quang Hùng vóc dáng trung bình, mắt nhỏ, mặt gầy, mặc áo da màu đen, Diệp Phàm không nhìn thấu được suy nghĩ trong lòng người này.
Phó Bí thư Chiêm Hữu Quang ngồi bên cạnh thì ngược lại vẫn cười cười gật đầu với Diệp Phàm. Ngồi đi đồng chí Diệp Phàm. Vừa thấy Diệp Phàm đi vào, Đường Quang Hùng chỉ vào chiếc ghế ở đối diện, mặt không chút thay đổi nói. Diệp Phàm gật gật đầu chào hỏi một chút rồi liền ngồi xuống. Bộ dạng này chính là bộ dạng làm việc công. Biết vì sao hôm nay gọi đồng chí trở về không? Đường Quang Hùng đi thẳng vào vấn đề, vô cùng nghiêm túc. Không rõ lắm, nhưng có lẽ là có liên quan đến việc sáp nhập khu Lục Loan vào đại quy hoạch Hoành Không. Việc này hôm nay tập đoàn chúng tôi đã phái người đem các tài liệu liên quan đến tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh. Việc cải tạo lại khu Lục Loan sẽ phải làm đầu tiên, cho nên chắc là tỉnh muốn thảo luận nội bộ về việc này. Diệp Phàm đánh trống lảng. Hôm nay chúng ta không nói chuyện khu Lục Loan. Sáng ngày hôm qua đồng chí làm sai chuyện gì, không phải bây giờ đã quên rồi chứ? Vẻ mặt Đường Quang Hùng nghiêm túc, nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Sáng hôm qua không phải là họp ban giám đốc tập đoàn sao? Diệp Phàm giả ngốc. Sau khi họp xong thì sao? Đường Quang Hùng hỏi. Bí thư Nhậm gọi tôi tới để bàn bạc một chút chuyện. Diệp Phàm nói. Bàn bạc, đồng chí gọi đó là bàn bạc sao? Giọng nói của Đường Quang Hùng trở nên nghiêm túc. Không phải là bàn bạc sao? Diệp Phàm hừ giọng nói, nhìn Đường Quang Hùng không tỏ ra một chút yếu thế. Còn nói đó là bàn bạc, đến bàn làm việc của người ta cậu cũng đập vỡ rồi. Đường Quang Hùng có chút bất mãn, cho rằng Diệp Phàm đang giả ngốc với mình. Ha ha, có lẽ là chất lượng của văn phòng có vấn đề rồi. Nhưng cái bàn này cũng không phải là do tôi đập trước. Diệp Phàm lại cười cười. Xem ra, cậu vẫn chưa nhận ra được sai lầm của mình. Vấn đề của cậu tính chất rất nghiêm trọng, đồng chí là thường ủy tỉnh ủy của ủy ban quản lý. Là cấp trên của cậu, tôn trọng ông ấy như vậy sao? Nếu bất đồng ý kiến thì có thể từ từ nói chuyện, tại sao có thể ra tay đập vỡ bàn của người khác? Đây là vô lễ với lãnh đạo, trong mắt cậu đã không có cấp trên, cậu nói xem, vấn đề này có phải rất nghiêm trọng không? Đường Quang Hùng nói, bí thư Đường, việc này ông nên làm cho rõ trước. Người đập bàn trước chính là đồng chí Thời Mãn, hơn nữa, ông ấy còn đập hai cái. Cái bàn này ông ấy có thể đập được nhưng không cho phép tôi đập đúng không? Đồng chí Thời Mãn tuy là lãnh đạo của tôi nhưng đảng cũng không giao cho ông ấy quyền được đập bàn với tôi. Có chuyện gì thì từ từ nói là được, cho dù là phê bình thì tôi cũng đều nghe. Nhưng ông ấy đập bàn trước là không đúng. Bí thư Đường không phê bình đồng chí Thời Mãn trước mà đã nói tôi đập bàn là không đúng. Lẽ nào đồng chí Thời Mãn đập bàn là đúng sao? Diệp Phàm sắc bén phản bác. Đó là văn phòng của đồng chí Thời Mãn, cậu đến chỗ của người ta không nên tôn trọng một chút sao? Đường Quang Hùng hỏi. Ha ha, văn phòng của đồng chí Thời Mãn còn ở trụ sở của tập đoàn Hoành Không? Tập đoàn Hoành Không chính là nơi tôi làm việc, tập đoàn Hoành Không chúng tôi cũng không có hành động đập bàn này. Diệp Phàm cười nhạt. Đường Quang Hùng thiếu chút nữa thì tức hộc máu. Chiêm Hữu Quang ở bên cạnh suýt nữa thì cười ra tiếng. Diệp Phàm biết hắn đang cố nhịn cười. Cậu thật là có tài ngụy biện, tôi chỉ nói cậu thiếu tôn trọng cấp trên, cậu nói văn phòng của đồng chí Thời Mãn ở trụ sở của tập đoàn Hoành Không các cậu. Nhưng toàn bộ tập đoàn Hoành Không vẫn là xí nghiệp cấp dưới của Ủy ban Quản lý Khu Kinh tế. Nếu như theo lý luận của cậu mà nói, cậu cũng không thể nổi giận ở văn phòng của người ta. Chúng ta cho dù nổi giận có đúng hay là không, cậu nghĩ xem. Nếu như cấp dưới của mình như vậy thì cậu sẽ nghĩ như thế nào? Đồng chí Thời Mãn được bổ nhiệm làm phó tỉnh trưởng, thường ủy tỉnh ủy Thiên Vân, bí thư ủy ban quản lý khu kinh tế Hoành Không. Đây là quyền hạn mà trên tổ chức giao cho ông ấy. Lẽ nào, cậu còn muốn qua mặt cả tổ chức sao? Những lời này của Đường Quang Hùng nghe rất nghiêm trọng. Bí thư Đường, kết luận này của ngài tôi không thể đồng ý, Diệp Phàm tôi có bao giờ qua mặt tổ chức đâu. Tổ chức là lớn nhất. Trong lòng tôi hiểu rất rõ. Nếu không tôn trọng đồng chí Thời Mãn thì tôi sẽ không đến văn phòng của ông ấy báo cáo công việc. Nhưng vừa mới vào văn phòng còn chưa bắt đầu báo cáo thì ông ấy đã nổi giận với tôi. Hơn nữa, trách tôi là muốn làm vương quốc độc lập gì đó. Gắt gỏng muốn can thiệp vào chuyện nội bộ của tập đoàn Hoành Không chúng tôi. Mặc dù ông ấy là bí thư ủy ban quản lý nhưng cũng không thể tùy tiện tham gia vào chuyện nội bộ của chúng tôi như vậy. Hơn nữa, về đề án khu Lục Loan ban giám đốc chúng tôi đã quyết định rồi. Việc này tôi đang chuẩn bị báo cáo cho ông ấy. Nhưng còn chưa kịp báo cáo, vừa mới đi vào thì đã phát hiện đồng chí Dương Chấn Đông ngồi trong văn phòng. Tôi nghĩ, có lẽ là đồng chí Thời Mãn đã nghe lời người ta nói rồi, còn chưa nói gì đã nổi giận với tôi rồi.
việc này sai ở chỗ ông ấy không biết rõ tình hình đã nổi cáu, trong khi đang làm việc mà như vậy là không được. Như vậy là sẽ phạm sai lầm, sau đó là đập bàn vặn vẹo. Việc này người bị hại thật sự là tôi chứ không phải là đồng chí Thời Mãn. Đồng chí Thời Mãn tuy là lãnh đạo, nhưng cũng không thể cao cao tại thượng. Chúng ta đều là vì dân phục vụ, đều là đầy tớ của nhân dân. Dáng vẻ phách lối này của lãnh đạo là không đúng. Chương 3484. Cậu vẫn còn lý luận, việc ngày hôm nay bất luận là như thế nào thì cậu cũng không đúng. Sau khi về, cậu phải lập tức viết bản kiểm điểm nghiêm túc. Phải viết thật sâu sắc, sau khi đưa lên chúng tôi còn phải thảo luận về vấn đề của cậu. Nếu nhận thức chưa đủ chiều sâu thì chúng tôi phải nghiêm túc xử lý. Đường Quang Hùng có chút cứng họng với Diệp Phàm, rõ ràng là không biết nói thế nào nên nghĩ cách để ép người. Vậy mọi người xử lý đồng chí Thời Mãn như thế nào? Diệp Phàm hỏi ngược lại. Tại sao phải xử lý đồng chí Thời Mãn? Ông ấy đâu có làm gì sai. Cậu thì ngược lại, đến giờ vẫn còn mạnh miệng, không có chút nhận thức về tính nghiêm trọng của chuyện này. Đồng chí Diệp Phàm, tôi hy vọng cậu nên từ từ suy nghĩ một chút. Nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Nói cách khác, đến khi xử lý cậu cũng đừng nói tôi không nhắc nhở. Đường Quang Hùng nghiêm mặt. Tôi không làm sai thì dựa vào cái gì mà xử lý tôi? Nếu phải xử lý thì phải xử lý đồng chí Thời Mãn. Nói cách khác, Diệp Phàm tôi tuyệt đối không viết bản kiểm điểm này. Diệp Phàm tức giận, lớn giọng. Có chuyện gì thì từ từ nói chuyện, đồng chí Diệp Phàm. Tỉnh ủy cũng chưa nói bây giờ xử lý cậu ngay đúng không? Hai người chúng tôi bây giờ chính là đang giải quyết tình hình phải không? Chiêm Hữu Quang ngầm nói Diệp Phàm đừng quá nóng này. Nếu làm cho Đường Quang Hùng mất mặt sẽ chỉ thêm bất lợi. Dầm. Cơn giận của Đường Quang Hùng cuối cùng đã bị đến đỉnh điểm, không nhịn được đập bàn một cái. Ông xem, có phải cũng đập bàn rồi không? Chuyện này, chẳng qua chỉ là một chuyện nhỏ thôi mà. Diệp Phàm vội nắm lấy cơ hội nói. Chiêm Hữu Quang vừa nghe, suýt nữa thì bật cười. Cậu Đường Quang Hùng bỗng nghẹn lợi, trừng mắt nhìn Diệp Phàm không nói nên lời. Được rồi, cuộc nói chuyện hôm nay dừng ở đây. Viết bản kiểm điểm hay không thì tự ngươi nghĩ kỹ đi. Đường Quang Hùng khoát tay. Thật sự phải xử lý hắn sao lão Đường? Sau khi Diệp Phàm đi, Chiêm Hữu Quang hỏi. Cậu xem không xử lý thì không được, cái đuôi này có lẽ đã vểnh lên đến tận trời rồi. Có vài đồng chí, có chút thành tích là liền lên mặt. Vẫn còn trẻ tuổi, nếu như ngay cả chuyện đập bàn thường ủy tồi tệ này cũng không xử lý được, đến khi đó, chỉ sợ rằng bàn của tôi và cậu cũng có ngày sẽ phải chịu sự đối xử như vậy. Việc này nhìn qua là một chuyện nhỏ, nhưng lại là vấn đề tác phong phản ứng của một số cán bộ. Là một vấn đề nghiêm trọng, vẻ mặt của Đường Quang Hùng nghiêm túc. Lão Đường, việc này vẫn nên thận trọng một chút. Hơn nữa, nghe nói đồng chí Nhậm Thời Mãn cũng đập bàn trước. Nếu phải xử lý thì có phải là nên xử lý cả hai người không? Đến lúc đó, vẫn hơn là không xử lý. Chiêm Hữu Quang nói. Đồng chí Thời Mãn là lãnh đạo, hơn nữa chỉ là đập nhẹ. Đây là một số thói quen xấu khi không khống chế được. Nhưng hành động của Diệp Phàm thì quá đáng. Cấp dưới mà đập bàn của cấp trên, hơn nữa còn giống như là dùng búa đập. Hai người họ tuy rằng đều có điểm không đúng, nhưng lại có điểm khác nhau. Hành động của Diệp Phàm quá lỗ mãng, đây không phải chuyện mà cấp dưới nên làm. Mối quan hệ trên dưới này cần phải phân biệt cho rõ ràng. Không phân biệt được rõ ràng thì sau này còn quản lý như thế nào? Đường Quang Hùng nói. Hai, việc tốt khó làm. Lão Đường, ông vẫn suy nghĩ hơi nhiều rồi. Thời gian trước, tỉnh Điền Nam cũng đã xử lý Diệp Phàm. Cuối cùng vẫn không giải quyết được gì. Hơn nữa, đồng chí của tỉnh Điền Nam cuối cùng lại là người mất mặt. Trong chuyện này, Diệp Phàm có chút không đúng, nhưng hai người đều có điểm sai. Gọi hai người đến một chỗ rồi nói Diệp Phàm xin lỗi vài câu là được rồi. Nếu như đổi lại cách xử lý có phải là hơi nghiêm trọng không? Chiêm Hữu Quang dĩ nhiên là đang nhắc nhở Đường Quang Hùng. Cậu thấy hắn sẽ chịu xin lỗi sao? Đường Quang Hùng hừ lạnh nói. Điều này, có muốn nói với hắn chuyện này một chút qua điện thoại? Tôi thấy có nói cũng vô ích, nếu không tin cậu gọi điện thoại thử tôi. Đường Quang Hùng nói. Chiêm Hữu Quang đi ra toilet gọi điện thoại, không lâu sau đã đi ra. Thế nào, nhìn sắc mặt cậu tôi cũng biết chắc chắn là hắn sẽ không xin lỗi đúng không? Không ngờ trên mặt Đường Quang Hùng hiện lên vẻ vui mừng khi người khác gặp họa. Hai, việc này, cũng thật là khó. Chiêm Hữu Quang lắc lắc đầu thở dài. Hắn căn bản là không nhận ra được sai lầm của mình.
Đối với đồng chí như thế này, chúng ta không thể để cho hắn tiếp tục phạm sai lầm nữa. Nếu không xử lý chuyện lần này, vậy thì sau này hắn và đồng chí Thời Mãn là sao có thể tiến hành làm việc ở cùng một chỗ? Một chút bất đồng đã đập bàn của người ta, lãnh đạo này còn làm sao làm việc tiếp được, còn gì là kỷ luật tổ chức? Hơn nữa, như vậy sẽ cổ vũ cho sự kiêu căng của Diệp Phàm. Diệp Phàm này sẽ càng ngạo mạn hơn, đến khi đó, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng xấu đến công việc của khu kinh tế Hoành Không. Xây dựng khu kinh tế không hề dễ dàng, lãnh đạo tỉnh chúng ta đều phải bảo vệ khu kinh tế, không để cho những người còn non nớt gây ảnh hưởng. Nếu đến nỗi như vậy thì chúng ta không thể chịu trách nhiệm được. Thà rằng bây giờ xử lý luôn từ đầu còn hơn để sau này đau lòng. Thật ra, lão Chiêm, chúng ta làm như vậy tuy rằng đồng chí Diệp Phàm sẽ không hài lòng. Nhưng đây là muốn tốt cho cậu ấy. Đường Quang Hùng vẻ mặt nghiêm túc nói. Tôi thấy hai người bọn họ đều là nhất thời nổi nóng. Vài ngày nữa biết đâu sẽ không có chuyện gì nữa. Tôi vẫn tin vào hai người bọn họ. Nếu như mọi chuyện đều phải tính toán chi li như vậy thì tôi thấy cả hai người đều phải phê bình. Khu kinh tế Hoành Không cần chính là có những đồng chí có trí tuệ lãnh đạo chứ không phải là những đồng chí nhỏ nhen, hẹp hòi. Những người như vậy không thể phát triển được khu kinh tế Hoành Không. Nếu thật sự phải xử lý việc này hay là bàn bạc với tỉnh trưởng Khúc trước. Tôi thái độ của hai đồng chí đó như thế nào được không? Chiêm Hữu Quang vẫn kiên trì thanh minh cho Diệp Phàm. Việc này không cần thiết phải bàn bạc với bọn họ, bởi vì việc này hai vị lãnh đạo đã giao cho tôi toàn quyền xử lý. Hơn nữa, công tác tư tưởng cũng là lĩnh vực chính của tôi. Tôi phụ trách lãnh đạo ở phương diện này, đến khi đó báo cáo qua kết quả xử lý lên với hai vị lãnh đạo là được. Đường Quang Hùng khoe khoang quyền lực của mình. Chỉ sợ sẽ gây ra sóng gió không ngờ được. Chiêm Hữu Quang thở dài cau mày. Sóng gió, muốn làm việc thì phải có sóng gió. Không lẽ Diệp Phàm thật sự dám đến đập bàn của Đường Quang Hùng tôi? Đường Quang Hùng tôi thật sự là phải khen ngợi khí phách của cậu ấy. Đường Quang Hùng châm chọc, cũng hơi bất mãn với câu nói của Chiêm Hữu Quang. Tối hôm đó, lạ là Ninh Chí Hòa cũng không gọi Diệp Phàm tới. Nhưng tỉnh trưởng Khúc lại gọi điện thoại tới thông báo với Diệp Phàm 9 giờ sáng mai sẽ mở cuộc họp hội đồng ủy ban nhân dân tỉnh. Hơn nữa, yêu cầu Diệp Phàm trình bày lại chuyện khu Lục Loan trong cuộc họp. Mà Trương Cường cũng vừa đúng lúc có việc quay về quân khu tỉnh có việc, nghe nói Diệp Phàm ở tỉnh thành nên đã gọi hắn đến một nhà hàng nhỏ uống rượu. Anh Diệp, nghe nói lãnh đạo khu Vịnh Lam Nguyệt lại sắp điều chỉnh rồi. Trương Cường nói, điều chỉnh là chuyện bình thường, là dòng chảy trong doanh trại quân đội. Cách một thời gian nhất định đều phải tiến hành điều chỉnh mà. Diệp Phàm cười nói, Triệu Côn của nhà họ Triệu lần này có lẽ cũng sẽ được điều chỉnh. Trương Cường nói, Triệu Côn nhậm chức phó quân trưởng tập đoàn quân số 2 cũng đã vài năm rồi. Cùng với sự khôi phục thực lực của nhà họ Triệu, đặc biệt là sau khi Triệu Sương Sơn đảm nhiệm vị trí ủy viên quốc hội và Triệu Quát lại đến đại quân khu nhậm chức tư lệnh. Nhà họ Triệu cả trong quân sự và chính trị đều có thế lực. Cho nên, cũng đã đến lúc nâng đỡ cho Triệu Côn. Nhưng Triệu Côn sẽ đi đâu? Diệp Phàm hỏi. Nghe tin là rất có thể là nhậm chức quân trưởng của tập đoàn quân số 2. Trương Cường nói. Vậy không phải là chống một ghế phó quân trưởng sao? Tuy chỉ là một chức phó, đến cả quân hàm cũng không thay đổi. Nhưng muốn làm quân trưởng thì phải bắt đầu từ làm phó. Cho nên cậu có ý kiến gì không? Diệp Phàm cười nói. Tôi có ý kiến cũng vô ích, dù sao thời gian tôi làm việc trong quân đội cũng chưa lâu. Còn ngồi chưa ấm chỗ đã muốn leo cao, tôi biết là không thể. Nhưng có một người thì vẫn có cơ hội, Trương Cường nói. Ai? Diệp Phàm hỏi. Tề Thiên, người này giữ chức sư trưởng lâu hơn so với tôi, cho nên hoàn toàn có thể tới giai đoạn điều chỉnh rồi. Nếu có người tiến cử thì việc ngồi vào vị trí phó quân trưởng ở Vịnh Lam Nguyệt không thành vấn đề. Trương Cường nói. Cậu đã nói với cậu ấy chuyện này chưa? Diệp Phàm hỏi. Chưa, có lẽ còn chưa biết. Việc này tôi cũng vừa mới nghe nói. Cho nên chuyện này nếu như anh Diệp cố ý tiến cử Tề Thiên là được rồi. Đến lúc đó sẽ không lãng phí cơ hội này. Hơn nữa, lão gia nhà họ Tề trước kia còn giữ chức ủy viên ủy ban quân giới. Tuy rằng đã là quá khứ nhưng sẽ vẫn có một số người nhớ tới tình bạn cũ. Một vị trí phó quân trưởng cũng không giống như là vị trí quân trưởng. Đương nhiên anh Diệp tiến cử là tốt nhất. Cho nên chuyện này tôi nói với anh trước, Trương Cường nói. Tuy rằng chỉ là một vị trí phó quân trưởng, nhưng cũng có liên quan quan trọng. Nếu nói tôi có khả năng tiến cử cậu ấy lên thì Trương Cường cậu đã quá lời rồi.
quyền quyết định cán bộ này là của ủy ban quân giới, hơn nữa, ý của mọi người mới là quan trọng nhất. Diệp Phàm cau mày. Điều này thì tôi hiểu rõ, nhưng Vịnh Lam Nguyệt thì khác. Bởi vì khu Vịnh Lam Nguyệt chúng tôi là tổ hạt nhân số 8. Cho nên, sự thay đổi cán bộ quân đội trong khu Vịnh Lam Nguyệt cần phải có sự đồng ý của tổ A mới được. Nếu anh ra mặt nói với tổ trưởng Trịnh Phương, nói là hy vọng có thể điều Tề Thiên đến. Huống hồ, ngày trước Tề Thiên đã từng làm việc ở tổ A. Cho nên bí mật của Lam Nguyệt Loan cũng không phải là bí mật gì đối với cậu ấy. Hơn nữa, cùng tổ cũng tiện liên lạc hơn đúng không? Vì Tề Thiên cũng đã hơi quen với cách làm việc của tổ A. Có những lý do này chắc chắn cấp trên sẽ suy nghĩ. Nếu như có vài đồng chí tán thành sự tiến cử của Trịnh Phương thì chắc chắn rồi. Trương Cường nói. Ừ, tình hình thực tế chính xác là như thế. Nhưng về việc chọn người về tập đoàn quân số 2 có lẽ Trịnh Phương cũng có ý định của mình. Ông ấy có nể mặt hay không, chuyện này cũng khó nói. Diệp Phàm thở dài. Nếu không nể mặt anh cứ thẳng thắn lấy ngọc bài ra ép là được. Ngay cả ông ta cũng không có cách nào đúng không? Nếu không, sao có thể thể hiện được quyền lực của người lãnh đạo đúng không? Trương Cường hừ giọng nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 190.